Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 145 đến tập 162. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn nghi lò 4924 đã chỉ ra lỗi này. Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 156. Bữa tiệc kết thúc. Trên đường Diệp Quân và Tần Tuyết đi về phủ tổng đốc. Trong tay hắn cầm tài liệu vừa được phê duyệt. Diệp Quân không nói gì. Tần Tuyết cũng không nói gì. Bầu trời đầy sao, đường phố vắng lặng. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, mồ hôi ta ướt đẫm rồi. Tiểu tháp nói, đây là hiện tượng rất bình thường, không phải sao? Diệp Quân gật đầu, là hiện tượng rất bình thường. Ngươi nói xem, một ngày nào đó vũ trụ quan huyên của ta cũng sẽ thế này sao? Tiểu tháp không do dự nói, ừ. Diệp Quân gật đầu, quả thật. Tiểu tháp nói, nơi có người thì sẽ có nhiều hiện tượng, cho dù có luật pháp nhưng mọi người cũng sẽ lách luật. Diệp Quân cười nói, ta biết, không sao, cứ từ từ, không nhất định phải làm đến mức hoàn hảo, dù sao cố gắng hết sức là được. Lúc này Tần Tuyết bỗng nói, chuyện tiếp theo cứ để ông nội ta xử lý đi. Diệp Quân nhìn Tần Tuyết, còn chuyện gì à? Tần Tuyết nhìn hắn, chẳng lẽ người nghĩ như thế là thành công rồi sao? Diệp Quân sầm mặt, vẫn còn chuyện khác à? Tần Tuyết bình tĩnh nói, nếu phía trên không có người lên tiếng thì sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng nếu có người lên tiếng thì sẽ không có chuyện gì. Cô ta dừng lại, sau đó nói, nhiều khi như thế này, việc gì chỉ cần một câu thì có thể giải quyết sẽ không khó, không thể giải quyết, có chết cũng không giải quyết được. Diệp Quân im lặng không nói. Tần Tuyết nói, ta về Tần Phủ trước đây. Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân khẽ nói, xem ra vẫn phải được Tang Hàn ủng hộ. Nói rồi hắn nhanh chân biến mất vào trong bóng đêm. Tần Phủ. Trong sân, Tần Vân nằm trên ghế, Tần Tuyết ở phía sau đấm vai cho ông ta. Tần Vân nói, sao rồi? Tần Tuyết nói, hắn không phải người tầm thường. Tần Vân hỏi, tại sao lại nói thế? Tần Tuyết nói, phong thái trên người hắn không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Người này chắc chắn là người có chức vụ cao lâu năm mới có thể có được. Hơn nữa, hắn cũng không biết nhiều về thế đời. Nói cách khác, hắn không phải là người tự mình đi lên từ dưới tầng đáy lên, chắc hắn là người thuộc thế hệ thứ hai. Tần Vân khẽ gật đầu, ta tiếp xúc với hắn, ta cảm thấy hắn thật đáng sợ. Sự đáng sợ này không phải là do hắn thông minh, mà là do phong thái của hắn. Còn có biết không, hắn đối mặt với sự sỉ nhục của nhà họ Quân. Nhưng hắn lại không để lộ chút cảm xúc nào, không tức giận. Lúc đó ta nghĩ có hai nguyên nhân khiến hắn không tức giận. Thứ nhất là trong lòng tức giận nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Thứ hai là hắn căn bản không xem thế lực nhà họ Quân là gì cả. Tần Tuyết im lặng một lúc rồi nói, ông nội, ông mở thư viện làm gì thế? Tần Vân lắc đầu, không biết, hắn nói là ý của thống đốc đại nhân, nhưng ta biết tên nhóc này đang gạt ta. Tần Tuyết nói, cháu cứ thấy hắn là một người nguy hiểm. Tần Vân cười nói, hắn quả thật là một người nguy hiểm, nhưng cũng là một người tốt, tính cách của hắn khá tốt, chúng ta kết giao với hắn, chỉ cần không làm gì đắc tội hắn trước, hắn sẽ không làm hại chúng ta rất có lòng tin về điều này. Tần Tuyết nói, nhưng tốt bụng cũng là điểm yếu của một người. Tần Vân lắc đầu, với người bình thường thì là vậy, nhưng nếu một người không hề lương thiện, chắc chắn là phải cách xa ra. Tần Tuyết nói, cháu hiểu rồi. Tần Vân nói tiếp. Cháu đi theo hắn, xây thư viện giúp hắn, thể hiện tài năng của cháu, cuối cùng hắn nhất định sẽ tiến cử cháu cho Tang Hàn. Chỉ cần có thể vào phủ tổng đốc, đó sẽ là một chuyện lớn với nhà họ Tần chúng ta. Tần Vân gật đầu. Tần Vân lại nói, nhóc con, trở thành người của thống đốc đại nhân, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cháu có hiểu ý ta không? Tần Tuyết gật đầu, cháu hiểu ạ. Thân là con cháu của gia tộc lớn, nhất là con gái. Nếu cô ta không nổi bật thì kết cục cuối cùng sẽ trở thành vật hy sinh, bị gia tộc gả vào gia tộc khác để kết thông gia. Cô ta là người may mắn, vì Tần Vân sẵn sàng cho cô ta cơ hội để chứng minh bản thân. Gia tộc cho ngươi nguồn lực, nếu ngươi có thể đứng lên, gia tộc nhất định sẽ cố gắng đào tạo ngươi, nhưng nếu ngươi không thể làm được gì thì cũng hết cách rồi, chỉ có thể thành thật kết hôn và sinh con. Sau khi quay lại phủ tổng đốc, Diệp Quân bắt đầu tu luyện. Chuyện thư viện khác bận nhưng cũng không thể trì hoãn việc tu luyện.
hắn bắt đầu dung hợp kiếm đạo của mình với hư thời không đó, chỉ cần thành công thì thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Tiếc là bây giờ hắn không thể vào tiểu tháp tu luyện, nếu không hắn có thể đột phá ngay. Diệp Quân bỗng nói, không biết bây giờ chủ nhân bút đại đạo đang làm gì. Tiểu tháp nói, đầu óc tên đó thông minh, có lẽ lúc này sống tốt lắm. Diệp Quân gật đầu, mặc dù hắn phái người đi điều tra đối phương, nhưng cũng không phát hiện được gì, quyền hạn của hắn vẫn là quá nhỏ, không thể huy động vài bộ phận tình báo nòng cốt của Tang Hàn. Không nghĩ đến chủ nhân bút đại đạo nữa, Diệp Quân bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Trong điện, Tang Hàn ngồi đó, có hai thánh chỉ được đặt trên bàn cô ta. Giọng nói bí ẩn bỗng nói, bên chiến trường đế tinh. Tang Hàn khẽ nói, có thể sắp quyết chiến rồi. Giọng nói bí ẩn đó hơi ngạc nhiên, chuyện này. Tang Hàn nói, bệ hạ đã ra lệnh, điều động tài nguyên ở tất cả các tỉnh trong cả đế quốc, toàn lực hỗ trợ chiến trường đế tinh. Giọng nói bí ẩn đó trầm giọng nói, đây là một trận chiến lâu dài. Tang Hàn khẽ gật đầu, trận chiến giữa hai thế lực lớn như vậy sẽ không chỉ so về thực lực, mà còn về nền tảng của mỗi gia tộc, chúng ta và nhà họ Thiên đều không thể thua, cũng không thể nhượng bộ, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Người bí ẩn đó nói, có cần tổng động viên không? Tang Hàn khẽ nói, tạm thời không cần, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy. Nói rồi ánh mắt cô ta hiện lên vẻ lo lắng. Một khi tổng động viên tức là mọi người dân ở cả đế quốc sẽ ngừng sản xuất, tất cả tài nguyên đều sẽ cung cấp cho chiến trường đế tinh. Người bí ẩn nói, cô phải chuẩn bị thật tốt. Tang Hàn gật đầu, dĩ nhiên. Người bí ẩn nói, ta vừa nhận được tin, thiếu niên mời người của bộ công tạo đến dùng bữa, hơn nữa còn tặng 10 vạn viên tinh linh tinh, bộ công tạo đã phê duyệt hồ sơ cho hắn. Tang Hàn nói, hắn không dùng lệnh bài ta đưa cho hắn. Người bí ẩn nói, không có. Tang Hàn nhíu mày. Người bí ẩn lại nói, người này làm gì cũng rất có chừng mực, nhưng ý đồ của hắn không rõ ràng. Có khả năng nào hắn chỉ muốn mở một thư viện thôi không? Tang Hàn lắc đầu. Người bí ẩn nói, cô định làm thế nào? Tang Hàn không cảm xúc, không nói gì. Người bí ẩn nói, thật ra ta đã suy nghĩ kỹ về những gì hắn nói ngày đó, ta nghĩ những gì hắn nói không phải là không có lý. Bây giờ khoảng cách giàu nghèo trong đế quốc là rất lớn, khiến người bên dưới rất khó trỗi dậy, mâu thuẫn tiềm tàng này đang ngày càng gia tăng, mặc dù đế quốc có thể trấn áp, nhưng... Ông ta không nói tiếp. Tang Hàn nói, một thư viện nhỏ bé có thể thay đổi được gì chứ? Người bí ẩn nói, ta nghĩ có thể thử xem, xung quanh cô có quá ít người có thể trọng dụng, nhất là đại tướng có thể một mình làm việc, nếu hắn có thể giúp được cô, chắc chắn sẽ là chuyện tốt với cô. Hơn nữa hiện giờ tình hình bên chiến trường đế tinh ngày càng căng thẳng, cần có người hỗ trợ. Tang Hàn nói, thầy à, thầy đánh giá hắn quá thấp rồi. Hửm, người bí ẩn hơi ngạc nhiên. Tang Hàn bình tĩnh nói, những việc người này muốn làm không chỉ đơn giản là mở thư viện, khi đối mặt với ta, mặc dù hắn lễ phép và cung kính nhưng thật ra hắn vẫn luôn nhìn ta với ánh mắt kiêu ngạo, hắn giấu rất giỏi. Nhưng không giấu được ta, sự tự tin và bình tĩnh toát ra từ hắn không thể che giấu được. Sở dĩ ta không đồng ý với hắn là vì ta biết ta không có năng lực khống chế hắn, một khi ta giúp hắn, hắn sẽ cất cánh bay lên cao, lúc đó người này sẽ mất khống chế. Người bí ẩn im lặng một lúc rồi nói, ý của cô là tham vọng của hắn rất lớn, mà tham vọng này. Tang Hàn khẽ gật đầu, ta đang chờ hắn nói ra tham vọng của mình với ta. Nếu tham vọng của hắn không làm tổn hại đến đế quốc thì ta sẽ giúp hắn cất cánh, để hai bên cùng có lợi, nhưng nếu cuối cùng tham vọng của hắn sẽ làm hại đến đế quốc, vậy ta sẽ lập tức tiêu diệt hắn, dù tài giỏi đến đâu, nếu đế quốc không thể sử dụng được thì cũng chỉ có thể giết. Người bí ẩn nói, có thể hắn sẽ không nói tham vọng của hắn cho cô. Tang Hàn bình tĩnh nói, không sao, ta không vội. Trong phòng tu luyện, Diệp Quân vẫn thất bại. Không thể dung hợp hoàn toàn kiếm đạo của mình với hư thời không, bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ về hư thời không. Hắn cũng không vội, con đường tu luyện này không thể vội được, hắn đi tìm Tần Tuyết. Tần Tuyết nói, ngày mai thư viện bắt đầu khởi công, cùng lắm là một tháng thư viện có thể xây xong. Diệp Quân nói, tính ra cần bao nhiêu tiền vậy? Tần Tuyết trầm giọng nói, vẫn chưa xác định được. Diệp Quân nhìn cô ta lắc đầu, không chỉ là vấn đề chuẩn bị. Thư viện xây lên thì phải tuyển người, hơn nữa còn có thể sẽ động đến lợi ích của người khác, sẽ có vài thế gia và tông môn đến gây rắc rối.
Nói rồi cô ta Diệp Quân nói, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, nếu không có thống đốc hỗ trợ, thư viện này sẽ khó có thể hoạt động bình thường, hơn nữa sau đó vẫn sẽ cần một khoản chi phí lớn, nếu chúng ta dành toàn bộ chi phí để duy trì các mối quan hệ thì kinh phí sẽ là một vấn đề rất lớn. Diệp Quân nói, ta sẽ giành được sự hỗ trợ của thống đốc đại nhân. Tần Tuyết gật đầu, chỉ cần được cô ta hỗ trợ, mọi vấn đề đều được giải quyết. Diệp Quân nói, cô đi gặp thống đốc đại nhân với ta. Tần Tuyết nhìn hắn, gật đầu, được. Diệp Quân dẫn Tần Tuyết đi thẳng đến đại điện Tăng Hàn. Trên đường đi, Tiểu Tháp nói, người định thuyết phục cô ta thế nào? Diệp Quân nói, học cha ta. Tiểu Tháp khó hiểu nói, có ý gì? Diệp Quân nói, mặt dày và lừa gạt. Tiểu Tháp. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã dẫn Tần Tuyết đến đại điện của Tăng Hàn. Lúc thấy Tăng Hàn, Tần Tuyết vội cung kính hành lễ, trong mắt cô ta, là vẻ kích động và sùng bái không hề che giấu. Tăng Hàn. Đây chắc chắn là một truyền kỳ, từ một người bình thường lên đến chức thống đốc quyền thế ngất trời. Hơn nữa, còn là một cô gái. Đế quốc có nhiều thống đốc như vậy, nhưng, nữ thì chưa được tới 5 người. Mà mục tiêu của Tần Tuyết, chính là trở thành loại người như Tăng Hàn. Tăng Hàn nhìn Diệp Quân, cũng không nói gì. Diệp Quân nhìn thẳng vào Tăng Hàn, thống đốc đại nhân, cô muốn biết mục tiêu của ta có thể nói với cô, nhưng, ta thấy có khả năng cô sẽ không tin lắm đâu. Tăng Hàn nói, người nói đi, tin hay không là chuyện của ta. Diệp Quân đáp, ta tới từ một nơi tên là Vũ Trụ Chủ, không biết cô có thể điều tra ra không, nhưng dù sao nó cũng cách nơi này rất xa, sở dĩ tới nơi này, là vì đánh cược với một người, tới nơi xa lạ này để tranh đạo. Tang Hàn bình tĩnh nói, tranh đạo. Diệp Quân gật đầu, cuộc chiến tranh giành đại đạo, chính là với thằng cha bị nhốt chung ở khu mỏ với ta, bây giờ ông ta đã rời đi rồi. Tang Hàn nhìn Diệp Quân, chỉ như vậy. Diệp Quân khẽ gật đầu, chỉ như vậy, ta xây dựng thư viện, cũng vì cuộc chiến tranh giành đại đạo này. Tang Hàn im lặng. Diệp Quân nói, ta cần một nền tảng, nếu thống đốc đại nhân bằng lòng cho ta một nền tảng, ta cảm kích vô cùng, nếu không bằng lòng. Cũng không sao, ta chỉ muốn nói với thống đốc đại nhân, ta và thống đốc đại nhân không phải kẻ địch, giữa chúng ta không có sự xung đột lợi ích. Hắn rất rõ, hắn chỉ có thể thẳng thắn với người phụ nữ này, muốn qua mắt đối phương, sẽ chỉ khiến đối phương càng cảnh giác, thậm chí nảy sinh ý định giết hắn. Loại nhân vật này, không thể bị lừa bởi dăm ba câu của hắn được. Nếu người phụ nữ này vẫn phòng bị hắn, vậy hắn cũng chả còn cách nào, chỉ có thể đổi phương án khác. Tang Hàn im lặng một lát, nói, chuyện thư viện, ta làm giúp ngươi, ngươi giúp ta một việc. Diệp Quân nói, cô nói đi. Tang Hàn nhìn Tần Tuyết, người phía sau khẽ hành lễ, rồi lui ra. Tang Hàn nói, mai ta sẽ tới đế đô, ngươi đi với ta một chuyến. Diệp Quân trầm giọng nói, có phải chiến trường đế tinh? Tang Hàn khẽ gật đầu. Diệp Quân nói, rất nghiêm trọng à. Tang Hàn nói, nhiều lắm là một tháng nữa. Có thể cả đế quốc sẽ tổng động viên để đánh trận này. Diệp Quân cau mày. Tang Hàn nhìn hắn, sáng lập một thư viện, chuyện cực kỳ đơn giản, làm lớn mới khó, bây giờ ngươi chỉ có mỗi nhà họ Tần hỗ trợ, căn bản không thể làm lớn được. Diệp Quân nói, nếu thêm cô thì sao? Tang Hàn nói, cũng khó mà làm đến mức lớn nhất. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Tang Hàn nói tiếp, đầu tiên, ta không thể lấy danh nghĩa nhà nước để xây cái thư viện này thay ngươi. Đương nhiên, ta có quyền lợi để làm thế, nhưng nếu ta làm vậy, tương lai thư viện này sẽ có rất nhiều chuyện, ngươi hiểu không? Diệp Quân gật đầu, hắn biết, nếu Tang Hàn lấy danh nghĩa nhà nước để xây thư viện này hộ hắn, nhất định sẽ trở thành đối tượng cho kẻ thù chính trị của cô ta tấn công vào, lúc đó, thư viện sẽ càng khó khăn. Tang Hàn lại nói, ta có thể giúp ngươi trong âm thầm, có ta lặng lẽ giúp đỡ, ngươi có thể xây dựng thư viện ở thành Ung Nhung, nhưng nếu ngươi muốn nó đi xa hơn, chỉ có các là nhận được sự ủng hộ của Hoàng Thất, chỉ có nhận được sự ủng hộ của Hoàng Thất, thư viện của ngươi mới có thể đi xa hơn. Diệp Quân im lặng, người phụ nữ này không phải người tốt, thế này là muốn đưa hắn tới đế đô rồi vướng vào cuộc tranh chấp đảng phái. Tang Hàn nhìn hắn, tự ngươi chọn. Diệp Quân nói, ta có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ không? Tang Hàn bảo, nói. Diệp Quân nói, cho Tần Tuyết cô nương kia một công việc nào đó, ngay trong phủ thống đốc này. Lão Tần giúp hắn rất nhiều, tất nhiên hắn phải có qua có lại mới được.
Tang Hàn gật đầu, được. Diệp Quân bảo, chuyện của thư viện. Tang Hàn nói, đoàn phụ tá của phủ thống đốc sẽ tiếp nhận, làm giúp ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không phớt lờ ngươi, việc xây dựng và phát triển của thư viện, tất cả đều theo suy nghĩ của ngươi. Diệp Quân gật đầu, được. Hắn giúp cô ta giúp hắn. Hai bên hợp tác. Đương nhiên, bây giờ Tang Hàn đang là thế chủ động. Tang Hàn nói, chuẩn bị đi, mai chúng ta đi đế đô. Diệp Quân gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi, âm thanh thần bí trong bóng tối lại vang lên, lần đi đế đô này. Tang Hàn bình tĩnh nói, không trốn được. Âm thanh thần bí nói, tranh thủ lấy lợi ích lớn nhất đi. Tang Hàn khẽ lắc đầu, không nói gì. Diệp Quân vừa về phòng, Tần Tuyết đã tìm tới, cô ta cầm một chiếc nhẫn không gian đưa cho Diệp Quân. Diệp công tử, đây là thứ ông nội bảo ta đưa cho ngươi. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian, trong nhẫn không gian có 1 triệu viên linh tinh. 1 triệu. Diệp Quân nhìn Tần Tuyết, Tần Tuyết nói, chuyện của ta, thật sự cảm ơn Diệp công tử rất nhiều. Diệp Quân cười nói, ta đã đồng ý với ông nội cô rồi. Nói rồi, hắn lấy ra một quyển trục đặt trước mặt Tần Tuyết, mai ta sẽ đi tới đế đô với thống đốc đại nhân, chuyện của thư viện sẽ có đoàn phụ tá của phủ thống đốc giúp đỡ, nhưng người phụ trách chủ yếu vẫn là ông nội cô, việc quy hoạch và xây dựng thư viện, ta đều để trong quyển trục này, bảo ông ta làm theo kế hoạch trong quyển trục là được. Tần Tuyết nhận quyển trục, gật đầu, được. Sau khi Tần Tuyết đi, Diệp Quân nằm trên giường, nhẹ giọng nói, người phụ nữ đó muốn dẫn ta đi vào vòng xoáy lớn hơn. Hơi đau đầu. Hắn thật sự không có lựa chọn, nếu không chọn làm theo cô ta, thư viện của hắn chắc chắn sẽ không làm được. Mở thư viện ở nơi này, không có nhà nước làm nền, sẽ khó tiến về trước, cho dù mở được, cũng lắm rắc rối. Tiểu Tháp nói, có khả năng tình hình của cô ta cũng không quá tốt đâu. Diệp Quân gật đầu, loại thế lực to lớn như đế quốc này, bên trong chắc chắn có rất nhiều bè phái, chuyện đấm đá lục đục, chắc chắn không ít. Tiểu Tháp nói, với người, có thể cũng là một cơ hội, suy cho cùng, sân khấu ở đế đô kia càng to hơn. Diệp Quân nói, là đạo lý này, bây giờ ta với cô ta phải buộc chung với nhau mới được. Thật ra, bây giờ hắn ngày càng tò mò với chiến trường đế tinh này, tình hình chiến tranh bên đó đã đạt tới trình độ nào rồi. Đế quốc coi trọng chiến trường này như vậy, rất rõ ràng, trận chiến này chắc chắn liên quan tới tương lai của đế quốc. Không nghĩ nhiều nữa. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Quân đã bị dẫn tới chỗ một bầu trời sao. Tang Hàn đứng cách đó không xa, sau cô ta có hơn ngàn người này đều mặc áo giáp màu đen, khí tức trầm mạnh, trong đó có hơn 100 vị đạt cảnh giới phá hư. Tang Hàn nhìn Diệp Quân, đi thôi. Vừa dứt lời, cô ta mở lòng bàn tay ra, một khay tròn màu vàng xuất hiện trong tay cô ta, nháy mắt, dưới chân mọi người xuất hiện một khe hở màu vàng. Chẳng mấy chốc, mọi người biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, mọi người đã ở trong một đường hầm thời không màu vàng. Diệp Quân đứng cạnh Tang Hàn, hắn nói, những người này là... Tang Hàn nói, tinh nhuệ của cả thành Ung Nhung đấy. Diệp Quân nói, bọn họ sẽ đi tới chiến trường đế tinh. Tang Hàn gật đầu, lần này, mọi thống đốc đều dẫn theo cường giả đỉnh cấp của tỉnh mình đi tới đế đô để tụ họp. Diệp Quân bảo... Nếu trận này mà thua, sẽ thế nào? Tang Hàn nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói, mọi việc đều có khả năng, đúng không? Tang Hàn bình tĩnh nói, nếu thua, đế quốc sẽ sụp đổ, sau đó bị nhà họ Thiên thôn tính. Diệp Quân nói, nếu thắng, đế quốc sẽ thôn tính nhà họ Thiên, đạt đến một trình độ cao chưa từng có, đúng không? Tang Hàn gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nói, nếu đã là chiến tranh của vận mệnh quốc gia, tại sao nội bộ của các cô còn không đoàn kết lại, nhất trí đối phó với bên ngoài? Tang Hàn nói, kẻ địch đã xâm nhập vào cao tầng rồi. Diệp Quân. Tang Hàn khẽ thở dài. Diệp Quân nói, có thể đối phó với người của cô, thì địa vị trong đế quốc chắc chắn cũng là kẻ quyền trọng chức cao, loại người này, sao có thể bị thế lực đối địch làm sa ngã? Tang Hàn nhìn Diệp Quân, có thể bọn họ cũng không bị làm sa ngã, nhưng, còn bọn họ thì sao? Cháu bọn họ thì sao? Nếu không thể lấy quyền lợi để mê hoặc, vậy thì uy hiếp, người ở địa vị cao, có mấy ai là sạch sẽ? Thế lực kẻ địch tìm được điểm yếu của bọn họ, lấy cái đó để uy hiếp họ, người không làm thay bọn chúng được, chúng ta sẽ vạch trần điểm yếu của ngươi.
Một khi bị lộ, người ắt sẽ chết, người nói xem, bọn họ làm không hay không? Diệp Quân im lặng. Tang Hàn nói, tương tự, bên nhà họ Thiên cũng có người của chúng ta, hơn nữa, cũng nằm ở vị trí cao. Nhiều lúc, ai đó không có nhược điểm, nhưng, kẻ bên cạnh hắn đều là nhược điểm, không bắt được hắn, thì bắt lấy người cạnh hắn, đơn giản thế đấy. Diệp Quân gật đầu, lợi hại. Nói rồi, hắn nhìn Tang Hàn, chắc cô có gì muốn nói với ta à? Tang Hàn nói, đối thủ của ta là phe quốc tướng, bọn họ dẫn dắt phe quý tộc bảo thủ, đại biểu cho lợi ích của phe quý tộc, còn ta thuộc phe mới nổi, dẫn đầu là cửu hoàng tử. Diệp Quân trầm giọng nói, không chỉ là tranh đảng. Tang Hàn gật đầu, phải, sau lưng phái quốc tướng, là thái tử, bây giờ là người kế thừa theo luật định của đế quốc. Diệp Quân nói, nếu đã có người thừa kế, thì sao cửu hoàng tử còn muốn tranh? Tang Hàn nói, không tranh thì phải chết, người có tranh không? Diệp Quân im lặng. Tang Hàn nói tiếp, hơn nữa, bệ hạ cũng có ý cho bọn họ tranh, hoàng đế tiếp theo của đế quốc, nhất định phải xuất chúng. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Tang Hàn nói, lần này chúng ta tới đế đô, sẽ có một nửa thống đốc bị phát tới chiến trường đế tinh, ra sức vì đất nước, nên không thể không nhận trách nhiệm, nhưng nếu ta đi tới chiến trường đế tinh, sẽ không chết trong trận đấu với nhà họ Quân, mà chết trong tay người mình, vì thống soái bên đế quốc là người của đại hoàng tử. Diệp Quân nói, cho nên, nhiệm vụ lần này của chúng ta là không đi chiến trường đế tinh. Tang Hàn gật đầu. Diệp Quân bỗng nói, vị bệ hạ kia là người như thế nào? Tang Hàn nói, hoàng đế vạn cổ. Diệp Quân, chắc ông ta cũng biết những chuyện bên dưới, đúng không? Tang Hàn gật đầu, biết. Diệp Quân nói, ta hiểu rồi, trận chiến này, không chỉ là muốn xác định người thắng với nhà họ Quân, mà còn muốn xác định người thừa kế thật sự của đế quốc. Nói rồi, hắn nhìn Tang Hàn, ta cho cô một ý tưởng, nếu cô và cửu hoàng tử sau cô làm theo ý tưởng của anh ta, cho dù không thắng, cũng chưa chắc sẽ thua. Những lời này của Diệp Quân khiến Tang Hàn sinh lòng hiếu kỳ, mở miệng ngắt lời hắn. Đợi gặp cửu điện hạ rồi nói. Lần này cô ta dẫn hắn đến là để tiến cử cho vị điện hạ này, nhưng có vượt qua được bài kiểm tra hay không thì phải tự xem bản lĩnh của hắn đến đâu. Diệp Quân gật đầu. Tang Hàn chợt hỏi. Người nói người và người kia đến đây để tranh giành đại đạo. Hắn lại gật. Tang Hàn, và nơi cạnh tranh nằm ở đế quốc. Diệp Quân, phải. Tang Hàn lẳng lặng nhìn sang. Diệp Quân hỏi, cô giúp ta tìm người được không? Tang Hàn, là người đang cạnh tranh với ngươi. Diệp Quân gật đầu. Phải tìm được chủ nhân bút đại đạo và biết ông ta đang làm gì, bằng không hắn sẽ rơi vào thế bị động. Tang Hàn đồng ý, được. Diệp Quân. Tên ông ta là chủ nhân bút đại đạo. Hắn vươn tay, đưa bức tranh vẽ người này sang cho Tang Hàn. Cô ta thu nó vào. Diệp Quân vừa đi vừa hỏi Tang Hàn rất nhiều chuyện liên quan đến đế quốc, mới biết được quốc gia này đã kéo dài hơn 10 tỷ năm. Chế độ của nó đặc biệt ở chỗ mỗi hoàng đế chỉ có thể nhậm chức trong một vạn năm rồi phải thoái vị. Quy chế này do tiên tổ ban ra, nhằm mục đích gieo hy vọng cho thế hệ trẻ. Hoàng đế hiện nay chỉ còn thời hạn thoái vị đó tầm 100 năm nữa, đương nhiên muốn tranh thủ khoảng thời gian này để đảm bảo người thừa kế cuối cùng của mình. Ngoài ra, Diệp Quân còn biết đế quốc hiện nay đang có mâu thuẫn nội bộ gay gắt giữa quý tộc cũ và quý tộc mới. Đế quốc muốn cải cách nhưng sẽ đụng chạm đến lợi ích của người trước, không cải cách thì mâu thuẫn tầng lớp sẽ ngày càng mở rộng. Lý do cửu hoàng tử có thể tham gia cạnh tranh ngôi báu là vì hoàng đế từng bày tỏ ý muốn cải cách nội bộ. Nói đơn giản lại thì đế quốc hiện giờ trông thì vững chắc nhưng thật ra trong ngoài đều có vấn đề, cũng nhờ có Hót Minh Mẫn tài năng nên vẫn còn đứng vững, bằng không nó đã trở thành một mớ hỗn độn từ lâu. Lấy sử sách làm ví dụ. Diệp Quân nghĩ đến vũ trụ quan huyên, biết rằng rồi sẽ có ngày nó cũng xuất hiện vấn đề này. Bây giờ đã nghĩ đến thì vẫn còn hơi sớm, nhưng lại không thể không nghĩ. Một hồi lâu sau, cuối thông đạo xuất hiện một luồng sáng trắng. Hai người bước qua nó, đặt chân đến vùng tinh không khác. Diệp Quân nhìn thấy một ông lão đứng ở xa. Tang Hàn đi đến chào hỏi, mục quản gia. Ông ta mỉm cười, Tang Tổng Đốc, lâu rồi không gặp. Tang Hàn đáp lễ, từ biệt nhiều năm. Mục quản gia gật đầu, điện hạ vốn đích thân đến đây đợi ngài, nào ngờ bệ hạ bất ngờ triệu kiến nên đã phải về đế cung. Tang Hàn gật đầu, điện hạ có kế hoạch gì không?
Chúng ta về phủ trước rồi nói. Mục quản gia ra dấu mời đi theo. Tang Hàn, lão Mục, không cần phải khách sáo thế. Mục quản gia cười cười, lễ nghi vẫn nên giữ. Tang Hàn mỉm cười, vậy đi thôi. Bọn họ đi theo mục quản gia đến một tòa phủ đệ xa hoa lộng lẫy. Cảm nhận được vô số khí tức hùng hậu khi đến gần, Diệp Quân đanh mặt lại. Nơi đây có cường giả giới ngoại. Cường giả phá cảnh không phải hiếm thấy ở đế quốc, nhưng giới ngoại là một câu chuyện khác. Họ đã thuộc về vị trí cao cấp nhất. Mục quản gia dẫn bọn họ đi vào đại điện. Bên trong đã có 62 người đứng sẵn, ai nấy đều toát ra khí chất của kẻ bề trên. Nghe mục quản gia và Tang Hàn trò chuyện một hồi, Diệp Quân biết đây là tổng đốc các tỉnh và phụ tá trung thành của cửu hoàng tử. Những con người có thể hô mây gọi gió trên đế quốc. Thấy Tang Hàn bước vào, bọn họ đều đứng dậy chào hỏi. Vì quản lý tỉnh Ung Nhung nằm trong 10 vị trí đầu của đế quốc nên cô ta có địa vị rất cao trong số các tổng đốc. Diệp Quân thấy có hai người không đứng dậy, đó là hai phụ tá đắc lực của cửu hoàng tử. Trong số đó là một ông lão mà Tang Hàn từng nhắc đến hoè sách, người đứng đầu đoàn phụ tá. Người còn lại là một người phụ nữ tầm 30 tuổi trong bộ váy đen, đeo mạng che mặt, gần như không có cảm giác tồn tại. Cô ta tên Vưu Liêm, là thầy dạy cho cửu hoàng tử đồng thời cũng được tôn làm quốc sĩ, địa vị trong phủ thậm chí còn hơn cả hoè sách. Tang Hàn chào hỏi với từng người một, cuối cùng đi đến mở lời mới hai người kia, hoè sư, Vu cô nương, đã lâu không gặp. Hoè sách cười nói, đã lâu lắm rồi nhỉ. Tang Hàn gật gù, cũng hơn 60. Hoè sách, trong vòng 60 năm, biến một tỉnh chưa vào được 1.000 hạng đầu thành như hôm nay, giỏi lắm. Tang Hàn, còn phải cảm ơn sự ủng hộ của Điện Hạ và đoàn phụ tá. Hoè sách mỉm cười, quan trọng là chính cô năng lực. Mau ngồi đi. Tang Hàn gật gù rồi ngồi xuống cạnh ông ta. Một sự sắp xếp rất thú vị, Hoè sách ngồi ở ghế đầu tiên bên phải. Vưu Liêm thì ở đối diện. Chứng tỏ địa vị của cô ta cao hơn. Mọi người vào chỗ rồi, Diệp Quân mới phát hiện không có ghế nào là cho hắn. Tang Hàn nhận ra điều này cũng nhíu mày. Bỗng mục quản gia mang một chiếc ghế đến đặt ở vị trí gần chót, cười nói, mời công tử. Ông ta không ngờ Tang Hàn sẽ dẫn Diệp Quân vào đến tận trong đây. Người có địa vị thấp nhất nơi này cũng là tổng đốc một tỉnh, nhưng Diệp Quân chỉ là thuộc hạ của Tang Hàn. Theo lý đáng lẽ phải ở ngoài. Mục quản gia còn hơi khom lưng, thất lễ rồi. Diệp Quân cười nói, không sao. Hắn cảm nhận được ông ta không cố tình làm khó hắn, chỉ là thật sự không ngờ hắn lại có mặt ở đây mà thôi. Thái độ chân thành của mục quản gia cũng khiến hắn ngạc nhiên. Rõ ràng ông ta có địa vị khá cao trong phủ nhưng lại có thể hạ mình đến vậy. Đúng là không đơn giản. Diệp Quân vừa ngồi xuống đã đón nhận vô số ánh mắt tò mò. Nhưng không ai ngu đến nỗi đi gây thù chuốc oán. Đã ngồi ở đây thì có ai bình thường đâu. Một khi không có xung đột lợi ích thì ai lại làm chuyện vô ích làm gì. Tang cô nương trở lại rồi. Một giọng nói vọng vào từ bên ngoài. Tất cả mọi người, bao gồm Hoè Sách và Vưu Liêm đồng loạt đứng lên. Diệp Quân nhìn ra, thấy một người thanh niên tầm 25-26 tuổi đi đến. Gã mặc áo bào đen tuyền, eo thắt đai lưng, vai khoác áo choàng trắng muốt. Mắt sáng như sao, tuấn tú vô cùng. Chính là cửu hoàng tử. Hoàng thất họ Cơ, vị này tên là Vô Trần. Cơ Vô Trần vừa đi vào đã cởi áo đưa cho mục quản gia, sau đó đến trước mặt Diệp Quân, hồ hởi nói, Diệp công tử. Tang Hàn nói với ta ngươi là nhân tài hiếm thấy. Ta biết tính cô ta thế nào, bình thường khó mà để ai lọt vào mắt, người được tán dương như ngươi quả thật là hiếm thấy. Diệp Quân đáp lễ, Tang cô nương quá khen rồi. Ta chỉ mở thư viện mà thôi. Cơ Vô Trần gật đầu, ta có nghe nói. Ngươi cứ việc yên tâm để ta lo. Ta đã phái 100 đại nho đến Ung Nhung, tạm thời đảm nhận việc giảng dạy trong thư viện. Xây dựng thế nào, hoạt động ra sao đều làm theo ý ngươi. Diệp Quân ngạc nhiên không thôi, những người khác cũng vậy. Cửu hoàng tử đối đãi rất tốt với hiền tài, đồng thời cũng là kẻ biết nhìn người. Vì vậy khi thấy gã ra sức lôi kéo Diệp Quân, ai nấy đều tò mò về thân phận người này. Cơ Vô Trần ngồi vào ghế, cười nói, vốn định mở tiệc chào mừng các vị, nào ngờ chiến sự căng thẳng nên đành phải hủy bỏ. Chúng ta vào vấn đề chính đi, tình hình ở chiến trường đế tinh ngày càng bất lợi, nếu cứ tiếp tục thì đế quốc sẽ phải ra lệnh tổng động viên trong một tháng tới. Tổng động viên,
Ba chữ này khiến mọi người đanh mặt. Cơ Vô Trần, phụ hoàng nghe theo quốc tướng nên cho triệu tập tất cả tổng đốc các tỉnh về đế đô để thương nghị việc nước, nhưng thật ra là để phái người đi tiếp viện cho chiến trường. Một tổng đốc lên tiếng, quốc tướng muốn nhân cơ hội này để làm suy yếu chúng ta. Một người khác phụ họa, số tỉnh trọng yếu trong tay điện hạ không nhiều, một khi phái ra chiến trường ắt sẽ bị người của quốc tướng nhúng tay. Cho dù có thắng thì cũng tổn thương nặng nề, không còn khả năng tranh giành ngôi báu. Cơ Vô Trần gật đầu, ta mời các vị đến là muốn nghe một số ý kiến, xem nên làm thế nào để vượt qua cửa ải này. Một tổng đốc nói, tuyệt đối không thể làm theo ý họ. Chúng ta vất vả bao nhiêu mới đào tạo ra ngần ấy cường giả, nếu tiêu hết vào chiến trường thì sẽ không còn có thể chống lại đại hoàng tử. Theo ta thấy, nếu họ dám nêu ý tưởng thì chúng ta sẽ rách mặt ngay tại chỗ, công bố âm mưu của họ để triều đình rối loạn luôn. Một người khác đứng dậy, chỉ có loạn thế, chúng ta mới có cơ hội phản kích. Một tổng đốc bên trái phân tích, một khi loạn thế nổ ra, bệ hạ muốn an ổn triều cục sẽ phải cân nhắc thiệt hơn, sẽ không động vào chúng ta. Những người khác đồng tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bây giờ một khi ra chiến trường thì bao nhiêu của cải cũng mất sạch, chẳng còn gì để chỉ huy, còn mỗi cái chức tổng đốc cũng vô dụng. Chỉ có bốn người không lên tiếng là Hoè Sách, Vưu Liêm, Diệp Quân và Tang Hàn. Cơ Vô Trần chợt nhìn Tang Hàn, thấy cô ta liếc sang Diệp Quân thì lập tức cười hỏi, Diệp công tử có ý kiến gì không? Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Diệp Quân, nói gì cũng được sao? Cơ Vô Trần gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân, theo ý ta thì chúng ta không thể làm loạn, ngược lại càng phải chủ động xin ra chiến trường. Điện hạ hãy dẫn đầu trình sổ bày tỏ tất cả đều sẵn sàng xuất quân vì nước. Lời này khiến bao kẻ bất ngờ. Không ai giữ được bình tĩnh. Vưu Liêm nãy giờ vẫn im lặng bỗng quay sang nhìn hắn. Tang Hàn nhìn Diệp Quân, không nói gì. Nghe Diệp Quân nói thế, Cơ Vô Trần lập tức thấy hứng thú, cười hỏi, Diệp công tử, mời nói tiếp. Diệp Quân gật gật đầu, sau đó nói, xin hỏi chư vị tổng đốc, đương kim bệ hạ là hôn quân hay minh quân? Vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc. Mẹ kiếp, gan ngươi lớn vậy hả? Ý cười trong mắt Cơ Vô Trần càng thêm đậm. Một tổng đốc trầm giọng nói, đương kim bệ hạ tất nhiên là minh quân, hơn nữa còn là minh quân vạn năm khó gặp một lần. Diệp Quân gật gật đầu, đến giờ chuyện chúng ta thảo luận là cuộc tranh đấu với đại điện hạ, nhưng chư vị đã bỏ quên một chuyện, đó chính là có quốc thì mới có gia, nếu đế quốc không còn thì tranh chấp đế vị còn nghĩa lý gì nữa. Cả đám tổng đốc đều nhíu mày lại. Diệp Quân tiếp tục nói, cho tới bây giờ chúng ta đều đang suy xét về lợi ích của bản thân chứ chưa từng nghĩ đến lợi ích của đế quốc, mà chư vị phải hiểu rằng mục tiêu là của cửu điện hạ là gì? Là cả đế quốc, bởi vậy cá nhân ta cảm thấy điện hạ không chỉ không thể đối kháng với đại điện hạ vào lúc này, mà trái lại còn nên thoái nhượng, lấy đại cục làm trọng, chủ động đến chiến trận đế tinh, xuất lực vì quốc gia. Một tổng đốc lạnh lùng nói, cứ để bọn đại điện hạ chiếm hời như vậy. Diệp Quân không nói gì, bởi vì người hiểu ý hắn sẽ hiểu còn, không hiểu thì cũng không cần giải thích nhiều làm gì. Nụ cười trên mặt Cơ Vô Trần càng đậm nét hơn. Hoè Sách nhìn Diệp Quân, trong mắt đã có thêm phần ngạc nhiên. Còn Vưu Liêm thì lại nhìn chằm chằm Diệp Quân không biết đang suy nghĩ gì. Đám tổng đốc cũng nhận ra có chỗ không đúng, lập tức do dự, sau đó nói, kính xin Diệp công tử giải thích nghi hoặc. Diệp Quân không nói gì, mà chỉ nhìn về phía Cơ Vô Trần, Cơ Vô Trần cười nói, chư vị tổng đốc đi nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai lại theo ta đến đế cung gặp mặt phụ hoàng. Đám tổng đốc liếc nhìn Diệp Quân một cái rồi cùng nhau đứng dậy xin cáo lui. Có điều Tang Hàn vẫn chưa rời đi. Cơ Vô Trần nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp huynh, huynh đến đây ngồi đi, bên cạnh Vưu cô nương ấy. Diệp Quân không từ chối, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Vưu Liêm. Cơ Vô Trần nói, Diệp huynh, huynh sợ có người ngoài à? Diệp Quân gật đầu. Cơ Vô Trần cũng gật đầu, cẩn thận thì hơn, bây giờ huynh có thể nói ra tất cả suy nghĩ của mình không, chư vị ở đây đáng tin tuyệt đối. Diệp Quân trầm giọng nói, cửu điện hạ, ta cảm thấy lần này bệ hạ triệu tập toàn bộ tổng đốc vào đế đô thật ra cũng là một loại sát hạch đối với huynh và đại điện hạ, dưới góc nhìn của bệ hạ. Nếu trong tình huống hiện nay mà con mình người nào còn muốn nội đấu thì tuyệt đối không có tư cách để thành thái tử, bởi vậy ta kiến nghị điện hạ đừng tranh đấu với đại điện hạ làm gì, trái lại nên nhường nhịn,
không chỉ thế mà còn nên chủ động thỉnh cầu mang binh đến chiến trận đế tinh trợ giúp. Sát hạch à? Cơ Vô Trần híp mắt lại. Diệp Quân gật gật đầu, bệ hạ anh minh sáng suốt, hành động của cửu điện hạ và đại điện hạ đều ở trong mắt ông ấy, trong lòng ông ấy hẳn đã có sẵn một cán cân, lúc này ai chọn nội đấu thì trọng lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Tục ngữ có câu, người không tính được vạn sự thì không tính được một chuyện, người không tính được toàn cục thì không tính được một nước. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại rồi tiếp lời, vào lúc này chúng ta không thể mưu tính lợi ích được mất trước mắt, mà là phải tính đến toàn cục, còn về tổn thất. Nếu điện hạ quả thật có thể dốc hết sức lực vì đế quốc, chỉ cần có thể nhận được sự tán thưởng và giúp đỡ của hoàng đế thì tự khắc điện hạ sẽ thu về càng nhiều sức mạnh hơn. Hay cho một câu, người không tính được vạn sự thì không tính được một chuyện, người không tính được toàn cục thì không tính được một nước. Hoè Sách ở bên đột nhiên cười nói, Diệp công tử thật đáng gờm, tất cả mọi người đều chỉ tính đến lợi ích cá nhân trước mắt của điện hạ, chỉ có Diệp công tử là đang tính cho toàn bộ đế quốc, toàn bộ tương lai của điện hạ. Lợi hại. Diệp Quân nói, tiền bối quá khen. Cơ Vô Trần nhìn Diệp Quân, nụ cười trên mặt càng thêm rạng ngời, nhưng lỡ như đến cuối ta vẫn không nhận được sự tán thưởng và phụ trợ của Phụ Hoàng thì sao? Diệp Quân nói, bản thân chuyện này đã là một ván cược, hơn nữa chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, ta có thể chắc chắn nếu lúc này Điện Hạ bắt đầu phản kháng, bắt đầu chọn cách nội đấu, vậy thì chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục, nếu sau khi Điện Hạ làm loạn xong. Đại Điện Hạ tự mình dâng kế sách biểu thị bản thân muốn dẫn binh đến chiến trận đế tinh, thì lúc ấy Điện Hạ chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn. Cơ Vô Trần nhíu chặt mày lại. Diệp Quân tiếp tục phân tích, nói thẳng ra thì bản thân Điện Hạ như một thế cân bằng bệ hạ làm ra, hay thẳng hơn nữa thì Điện Hạ là một thanh đao bệ hạ lấy ra cho Đại Điện Hạ. Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Hoè Sách lập tức biến mất. Tang Hàn nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, hai tay bất giác cuộn chặt lại. Lúc này cô ta mới phát hiện ra mình đã đánh giá thấp người đàn ông trước mắt này. Cô ta không ngờ rằng Diệp Quân có thể bình tĩnh nói chuyện phân tích đúng sai với cửu điện hạ như thế. Hắn rốt cuộc là ai? Lúc này đây, trong lòng cô ta ngập tràn sự tò mò, đồng thời cũng có chút lo lắng, bởi vì cô ta nhớ đến câu nói lúc trước của Diệp Quân, hắn được người nhà phái đến đây lịch luyện. Dám để con mình đến đây rèn luyện. Lẽ nào người nhà của hắn còn mạnh hơn cả đế quốc? Tang Hàn không dám nghĩ sâu hơn nữa, cô ta chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Quân. Cơ Vô Trần đột nhiên cười nói, Diệp huynh là người đầu tiên dám nói thẳng ra trước mặt ta như vậy, huynh nói tiếp đi. Diệp Quân nói, điện hạ muốn trở mình thật ra chỉ có một cơ hội, đó là được bệ hạ chống đỡ, nếu không được bệ hạ ủng hộ thì điện hạ có bồi dưỡng thêm nhiều thế lực cá nhân hơn cũng chẳng ích gì, dù sao chuyện giết anh ép cha chắc chắn điện hạ không làm được rồi, cũng không dám làm. Cơ Vô Trần gật gật đầu, vậy theo huynh phải làm sao? Diệp Quân nói, như ta vừa nói, toàn lực giúp đỡ bệ hạ đánh thắng một trận, đừng tính toán lợi ích cá nhân. Cơ Vô Trần nói, Hoè Sư, Vư cô nương, các cô cảm thấy thế nào? Hoè Sư trầm giọng nói, Diệp công tử nói có lý, bây giờ với bệ hạ mà nói chuyện lớn bây giờ chỉ có một, đó là đánh thắng trận chiến lần này, lúc này ai dám nội loạn trước mặt ngài ấy thì chắc chắn sẽ mất điểm. Vưu Liêm đột nhiên nói, nếu bên phía Đại Điện Hạ cũng làm theo cách Diệp công tử nói thì chúng ta phải làm sao nữa? Cơ Vô Trần nhìn về phía Diệp Quân mỉm cười nói, thứ cho ta nói thẳng, trên đời không có ván cược nào chắc chắn thắng, nếu Điện Hạ kia có thể nhìn xa trông rộng làm được đến nước đó, thì chúng ta cũng chỉ có thể tự mình cố gắng hết sức, nếu kết cục vẫn là chúng ta thua thì chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Ha ha! Cơ Vô Trần nở nụ cười, Diệp huynh nói có lý. Nếu đã cố hết sức mà vẫn thua thì chỉ trách tài nghệ không bằng người, Cơ Vô Trần ta có thể thắng được thì cũng có thể thua được, giờ cứ dốc hết sức đấu với đại ca thôi. Vưu Liêm liếc mắt nhìn Diệp Quân, không nói gì nữa. Sau khi tan họp, Diệp Quân và Tang Hàn tản bộ trong hoa viên cùng nhau, Tang Hàn nói, người thật sự chỉ muốn mở thư viện. Diệp Quân gật đầu, ừ. Tang Hàn nói, trông ngươi không giống người dạy học. Diệp Quân cười hỏi, vậy trông ta giống người thế nào? Tang Hàn đáp, trông giống con ông cháu cha. Diệp Quân thấy hơi nhức nhức đầu. Tang Hàn nói, chuyện tìm chủ nhân bút đại đạo ta cũng có nói với cửu điện hạ rồi, ngài ấy sẽ hỗ trợ tìm. Chủ nhân bút đại đạo kia là người như thế nào? Diệp Quân nói, là một người rất đáng gờm. Tang Hàn tiếp tục hỏi, đến mức nào? Diệp Quân chỉ cười,
không nói thêm. Hắn biết người phụ nữ này đang bắt đầu dò la tin tức của hắn. Thấy Diệp Quân không nói gì, Tang Hàn cũng không hỏi tiếp mà đổi một đề tài mới, ngày mai Điện Hạ muốn dẫn ngươi vào đế cung. Ngươi thấy Điện Hạ có cơ hội thắng không? Diệp Quân hỏi ngược lại, cô thấy thế nào? Tang Hàn trầm mặc. Diệp Quân nói, gã có cơ hội thắng hay không chủ yếu phải xem thử đối thủ của gã có ngu hay không, nhưng bây giờ xem ra đối thủ của gã không phải hạng ngu ngốc, vậy nên nếu như Điện Hạ không có nhiều lá bài tẩy hơn thì phần thắng không quá lớn. Tang Hàn nói, vậy ngươi cảm thấy đối phương có lá bài tẩy nào không? Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tang Hàn, mỉm cười nói, Tổng đốc đại nhân, hôm nay cô hỏi ta nhiều vấn đề thật. Tang Hàn nói, gã thắng thì sẽ giúp ngươi mở thư viện, có một vị hoàng đế chống đỡ, thư viện của ngươi sẽ trở thành thư viện lớn nhất đế quốc. Diệp Quân cười nói, đúng thật. Tang Hàn không nói gì nữa. Một lát sau, Diệp Quân đã về lại phòng mình, bắt đầu tu luyện. Hắn nhất định phải dung hợp được hư thời không và kiếm đạo của mình, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Mà ở một bên khác, Cơ Vô Trần và Vưu Liêm chậm rãi đi dạo trong hoa viên, Cơ Vô Trần cười nói, Diệp huynh rất tốt. Vưu Liêm không hề nói gì. Cơ Vô Trần nói, có gì cứ nói thẳng. Vưu Liêm nói, người này ngươi không thể hàng phục được đâu. Cơ Vô Trần cười nói, sao cô biết? Vưu Liêm nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh, hắn nói, hắn tu đạo trật tự. Đạo trật tự. Cơ Vô Trần thấy kinh ngạc, gã quay đầu nhìn về phía Vưu Liêm, trật tự. Vưu Liêm khẽ gật đầu. Cơ Vô Trần lại nở nụ cười, ta thấy rất bình thường, người tu trật tự không ít, chỉ là có lớn có nhỏ thôi. Nói rồi, gã dừng lại một chút rồi mới tiếp lời, trật tự của hắn là lớn hay nhỏ. Vưu Liêm lắc đầu, không thể nhìn ra. Cơ Vô Trần im lặng một lát rồi nói, không cần phải để ý nhiều vậy, hắn giúp ta giúp hắn, vậy là được. Vưu Liêm gật đầu, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại sáng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Quân ra khỏi phòng mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trời đang tờ mờ sáng, mà lúc này mục quản gia đã chờ ở trước cửa. Thấy Diệp Quân, mục quản gia hơi thi lễ, Diệp công tử, 10 phút sau tập hợp ở trước cửa. Diệp Quân gật đầu, được. Mục quản gia xoay người rời đi. Diệp Quân khẽ thở dài. Hắn phát hiện bản thân vẫn không thể dung hợp được hư thời không và kiếm đạo lại, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn không thể khống chế được hư thời không. Nếu có kiếm thanh huyên thì hẳn là có thể dung hợp chúng dễ như trở bàn tay, bởi vì đặc tính của kiếm thanh huyên nên nó có thể bỏ qua mọi mâu thuẫn của bất kỳ thời không nào. Đáng tiếc chính là bây giờ hắn không thể sử dụng kiếm thanh huyên. Bởi vậy hắn chỉ có thể làm từng chút một. Lúc đến ngoài cửa, đám tổng đốc đã có mặt sẵn ở đây. Tang Hàn cũng trong số đó. Không biết đợi bao lâu, Cơ Vô Trần bước ra từ trong điện, mọi người vội vàng hành lễ, Cơ Vô Trần liếc mắt nhìn Diệp Quân, cười nói, đi thôi. Vừa dứt lời, mọi người đều đạp không bay lên, chớp mắt đã biến mất. Một lát sau, nhóm người đã đến đế cung. Lúc chỉ còn cách đế quốc mấy chục dặm, mọi người đã dừng lại rồi chuyển sang đi bộ, đó là sự tôn trọng dành cho hoàng đế. Đế cung không quá lớn. Ngược lại còn hơi bé, nhưng lại toát ra một cỗ uy nghiêm khiến người khác không kềm được sinh lòng kính nể. Đám người Cơ Vô Trần vừa mới đến gần cổng lớn của đế cung thì một ông lão mặc cung trang đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thấy người đến, Cơ Vô Trần vội vàng tiến lên, Hàn Công, sao ông lại ở đây? Hàn Công, nghe Cơ Vô Trần gọi thế, mọi người ở đây đều thấy kinh ngạc. Hàn Công nổi tiếng lừng lẫy, từ nhỏ đã phụng bên bệ hạ cùng nhau lớn lên. Có thể nói là tâm phúc đáng tin tưởng nhất bên cạnh bệ hạ, kinh khủng nhất là thực lực của lão sâu không lường được. Diệp Quân nhìn ông lão hiền từ trước mắt, nét mặt cũng nghiêm lại, người trước mắt này là kẻ nguy hiểm nhất chỉ sâu người ngoại giới hắn từng gặp. Đối phương chắc chắn đã đạt đến cảnh giới giới ngoại. Nghe Cơ Vô Trần nói thế, ông lão chỉ mỉm cười bảo, đợi điện hạ đến, mời điện hạ đi theo ta. Nói rồi lão xoay người bước đi. Đám người Cơ Vô Trần vội vàng đuổi theo. Chỉ một lát Hàn Công đã dẫn mọi người đến trước một tòa đại điện, Hàn Công làm thế mời, điện hạ, mời vào. Cơ Vô Trần gật gật đầu, gã dẫn mọi người vào trong điện. Bên trong rất rộng, lúc này đã có gần 10.000 người đứng khắp nơi. Diệp Quân biết, những người trước mắt này đa số đều là tổng đốc từ các tỉnh, đế quốc có tổng cộng hơn 10.000 tổng đốc,
trừ khi có lý do đặc biệt thì hầu như ai cũng đến cả. Thấy Cơ Vô Trần đến, không ít tổng đốc đưa mắt sang nhìn gã, nhưng chẳng mấy chốc đã rời mắt đi. Không phải tất cả tổng đốc ở đây đều tham gia tranh giành quyền lực, nhưng không thể phủ nhận rằng đa số tổng đốc đều lựa chọn theo Đại Điện Hạ. Cơ Vô Trần đi đến chỗ cuối cùng ở bên phải rồi đứng lên vị trí đầu tiên, sau khi ổn định thì chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Quân nhìn về phía vị trí đầu tiên bên trái, nơi đó trống không. Diệp Quân biết đó là chỗ của Đại Điện Hạ. Trong điện rất yên tĩnh, cũng rất ngột ngạt, tất cả mọi người đều đứng im lặng. Đều đang chờ. Đúng lúc này, cửa đại điện đột nhiên mở ra, tiếp đó là một người đàn ông mặc trường bào bước vào, người này vóc dáng khôi ngô, quanh thân tỏa khí thể chính trực, hào hùng. Đại Điện Hạ Cơ Tiêu. Trong điện gần 7 phần 10 tổng đốc đều đua nhau thi lễ, bái kiến Đại Điện Hạ. Khác biệt một trời một vực so với khi nãy họ thấy Cơ Vô Trần đi vào. Cơ Vô Trần vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ thái độ nào. Cơ Tiêu cười nói, chư vị không cần đa lễ. Nói rồi, gã ta bước nhanh đến vị trí đầu tiên ở bên trái. Lúc này trong điện tuy vẫn gió êm sóng lặng, nhưng Diệp Quân đã cảm nhận được sự đối lập giữa hai bên thế lực ở trong điện. Chia ra rất rành mạch. Diệp Quân khẽ lắc đầu, hắn biết đây là do vị hoàng đế bệ hạ kia cố ý sắp xếp, bởi vì nếu hoàng đế không cho phép thì trên triều đình ắt hẳn không thể xuất hiện loại đối lập này. Rất cân bằng. Hắn khó phán định được hành động này là tốt hay xấu. Nhưng không thể không nói, hành vi này thật sự rất hợp để rèn luyện, chỉ ít những người thừa kế này sẽ luôn cảm nhận được nguy hiểm, không dám lơ là thiếu cảnh giác. Tất nhiên cũng có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Nhưng lúc này mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên điện, trên long ỷ chẳng biết tự khi nào đã có một người đàn ông trung niên ngồi an vị. Người đàn ông trung niên mặc một trường bào đơn giản, theo sự xuất hiện của ông ta, tất cả mọi người có mặt ở đây đều vội vã hành lễ cung kính. Hoàng đế của đế quốc. Diệp Quân đánh giá vị hoàng đế trước mắt, thoạt nhìn ông ta chỉ chừng 40 tuổi, ăn mặc rất đơn giản, không hề hình thức chút nào, thoạt trông chẳng giống hoàng đế, cũng không cảm giác được bất kỳ uy nghiêm nào. Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghiêm mặt lại cung kính hành lễ. Hoàng đế nhìn mọi người, bình tĩnh nói, không cần đa lễ. Nói rồi, ông ta phất tay áo lên, trước mặt họ xuất hiện một quyển sổ mật lệnh. Khi nhìn thấy sổ mật lệnh kia, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đây là một phần mật báo từ quân đội. Chiến trận đế tinh, phía đế quốc đã hao tổn 3 cường giả cảnh giới giới ngoại, hơn 3.000 cường giả cảnh giới phá hư. Đế quốc đang rơi vào thế yếu. Bên kia thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này, hoàng đế lại lấy hai quyển sổ ra, ông ta nhìn mọi người, đây là sổ của cửu hoàng tử và đại hoàng tử đêm qua đưa lên, các ngươi muốn biết nội dung bên trong không? Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hoàng đế, ông ta cười nói, ta rất vui mừng. Nói rồi, ông ta xòe tay, hai quyển sổ nhỏ bay lên không trung ở trên mọi người, ai nấy đều đọc được nội dung trong đó. Sau khi đọc xong, mọi người đều cả kinh. Hai vị hoàng tử đều thỉnh chiến. Thỉnh cầu mang binh trợ giúp chiến trận đế tinh. Đại hoàng tử Cơ Tiêu liếc mắt nhìn sổ nhỏ của Cơ Vô Trần, rồi lại nhìn sang Cơ Vô Trần, khẽ mỉm cười, không nói gì. Vẻ mặt Cơ Vô Trần vẫn bình tĩnh. Lúc này, hoàng đế liếc mắt nhìn đại hoàng tử và cửu hoàng tử, ta rất vui mừng. Hai người vội vàng cung kính hành lễ. Hoàng đế lại nói, trận chiến của đế quốc chúng ta và nhà họ Thiên chỉ có thể thắng, không thể thua, lần này ta quyết định sẽ tự mình xuất chiến. Tự mình xuất chiến. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đại hoàng tử và cửu hoàng tử cũng kinh ngạc vô cùng. Hoàng đế nói, không cần khiếp sợ, đến lúc này rồi, cho dù là đế quốc hay nhà họ Thiên đều quyết không chịu thua, nếu vậy thì cần phải toàn lực đối phó. 10 ngày sau, tất cả cường giả đứng đầu đế quốc đều phải xông pha đến chiến trận đế tinh. Dốc sức toàn nước đánh một trận. Không thể không nói, Diệp Quân cũng có chút khiếp sợ, chẳng mấy chốc sắc mặt hắn đã tối lại. Mẹ kiếp! Nếu đế quốc đánh thua thì chuyện mở thư viện của mình cũng trôi theo luôn. Lại đi dựng một lá cờ khác hả? Khó khăn quá. Hắn ở đây không có gốc gác gì, muốn phất cờ lần nữa quá khó. Lúc này, hoàng đế đột nhiên nói, ta mời được một vị quốc sư, mọi người làm quen đi. Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc đạo bào đột nhiên bước ra. Khi nhìn thấy người đàn ông mặc đạo bào kia, sắc mặt Diệp Quân lập tức tối sầm.
chủ nhân bút đại đạo. Mẹ kiếp, đồ chó này sao bò lên được cả vị trí quốc sư rồi. Sau khi chủ nhân bút đại đạo đi ra, ánh mắt của ông ta lập tức lia đến chỗ Diệp Quân rồi cười hì hì. Diệp Quân nói, trách dẫm. Mọi người đều nghi hoặc. Hai người này quen biết nhau hả? Còn, trách dẫm, là gì? Chủ nhân bút đại đạo lập tức sa sầm mặt mũi, ông ta biết rõ Diệp Quân đang nói gì, tên khốn nạn này còn dám dùng từ lóng nữa. Hoàng đế liếc mắt nhìn Diệp Quân, cau đó nói, từ nay về sau ông ấy chính là quốc sư của đế quốc, thấy ông ấy như thấy ta. Nghe vậy, tất cả mọi người đều lập tức hành lễ. Cho dù là đại hoàng tử và cửu hoàng tử cũng không ngoại lệ. Nhưng Diệp Quân vẫn đứng đó bất động. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân đầy khiêu khích, hôm nay ông muốn ngồi lên đầu ngươi đấy. Hoàng đế lại lần nữa nhìn Diệp Quân vẻ mặt bình tĩnh, bệ hạ, tại hạ không quan không chức, chỉ là một thường dân, nên không cần hành lễ với ông ấy. Nghe Diệp Quân nói thế, ai nấy đều cả kinh. Cái tên này can đảm quá thể, còn dám nói vậy với bệ hạ. Tang Hàn cũng kinh ngạc, cô ta biết Diệp Quân gan lớn, nhưng không ngờ lớn đến mức đó. Tên này không sợ gì hết thật à. Cơ Vô Trần cũng có chút kinh ngạc. Hoàng đế nhìn Diệp Quân, không nói gì, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Thiên tử nổi giận, dọa người cỡ nào. Diệp Quân khiêu khích uy nghiêm của thiên tử như vậy, chắc chắn phải chết. Diệp Quân mỉm cười nói, bệ hạ, thật không dám giấu giếm, ta có quen với vị quốc sư này, giữa chúng ta từng có chuyện không vui, vậy nên không phải là ta cố ý mạo phạm uy nghiêm của bệ hạ, mà là do ta có ân oán cá nhân với ông ấy, ân oán đó gần như nỗi hận giết cha. Thù giết cha, khóe miệng chủ nhân bút đại đạo dần giật. Mà trong điện, mọi người đều cũng gật gù thấu hiểu, hóa ra là có thù giết cha. Không hành lễ đúng là cũng đúng. Hoàng đế nhìn Diệp Quân, nói, ngươi quen biết quốc sư. Diệp Quân gật gật đầu, đúng, chúng ta đều đến cùng một nơi, tất nhiên ân oán là ân oán, bây giờ ta với ông ấy đều đang dốc lòng cho đế quốc, cho dù ta có hận ông ấy hơn nữa cũng sẽ bỏ qua cừu hận cá nhân, bây giờ chúng ta phải làm là đồng tâm hiệp lực, đồng thời đối kháng với nhà họ Thiên. Nhìn được đại cục, nghe Diệp Quân nói thế, tất cả mọi người ở đây đều nổi lòng tôn kính. Thiếu niên này quả là nhìn được đại cục. Nghe Diệp Quân nói thế, hoàng đế liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu, người nghĩ được như vậy tất nhiên là vô cùng tốt, nhưng sau này thấy quốc sư vẫn nên gật đầu hành lễ, không thể cứ thế đi ngang qua. Diệp Quân mỉm cười nói, tất nhiên. Nói rồi, hắn hơi cúi đầu làm lễ, trong nháy mắt cúi xuống đó, ánh mắt của hắn lập tức lạnh lại như băng, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Cuộc họp kết thúc, một tin tức đã lan truyền khắp đế quốc. Hoàng đế sắp ngự giá thân chinh ra chiến trường. Lệnh tổng động viên cũng được ban bố khắp nơi. Tất cả cường giả cao cấp ở các tỉnh đều phải gấp rút lên đường đi đế đô. Ngoài ra, các tỉnh cũng phải nhanh chóng thu gom tài nguyên để gửi ra chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Thế là mọi người đều biết, trận chiến này có liên quan đến sinh tử của đế quốc. Không được phép thua. Hàng loạt cường giả lục tục trở về đế đô dưới lệnh triệu tập. Trên đường về phủ Cửu Điện Hạ, Diệp Quân một mực giữ im lặng. Hắn hoàn toàn không ngờ đến việc chủ nhân bút đại đạo lại có thể trở thành quốc sư. Mẹ nó chứ. Lại đánh giá thấp ông ta rồi. Bản lĩnh đáng gờm thật. So với ông ta, hắn vẫn còn quá non. Và hắn biết mình phải tìm con đường khác. Vừa trở lại phủ, hắn đã thấy một cô gái đang đứng đợi mình. Vưu Liêm. Cô ta chào hỏi, Diệp công tử. Diệp Quân cười. Cô nương tìm ta có chuyện gì chăng? Vưu Liêm không đáp mà chỉ lấy ra một khối lệnh bài. Diệp Quân vừa nhìn thấy nó thì cau mày. Thứ ấy giống hệt với lệnh bài mà thiếu niên tạo phản trong hầm mỏ tinh linh từng đưa cho hắn. Thấy Vưu Liêm lẳng lặng nhìn mình, hắn nói thẳng. Ta cần rất nhiều sự giúp đỡ, các cô có thể cho hay không? Vưu Liêm, còn phải xem giá trị của ngươi. Diệp Quân, đối thủ của ta nay đã là quốc sư đế quốc. Cô cũng biết nên mới đến tìm ta, đúng chứ? Vưu Liêm gật đầu, ta chỉ có thể giúp đến một mức độ nào đó. Diệp Quân không nói gì. Vì hắn biết đối phương đang muốn xem hắn còn giấu chiêu gì trong tay. Thế là hắn không chần chừ, lập tức nặn ra một giọt máu tươi đẩy sang trước mặt Vưu Liêm. Cô ta quan sát nó một hồi rồi thu vào, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Rồi đứng dậy rời đi.
Trở về phòng mình, Vưu Liêm nhìn chằm chằm giọt máu tươi, chân mày dần nhíu lại. Rồi cô ta vươn tay, triệu hồi những dòng nước trong lành tụ lại thành một vũng, soi ra hình ảnh Diệp Quân. Người bên trong hoàn toàn không biết mình đang bị quan sát. Ngoài kia, Diệp Quân vẫn đang nhìn theo hướng Vưu Liêm biến mất với vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Tháp lên tiếng, ban nãy cô ta muốn giết ngươi đấy. Hắn gật đầu, chỉ cần ta có một chút do dự, cô ta sẽ không chần chừ. Tiểu Tháp, cô ta rốt cuộc là ai? Diệp Quân thì thầm, còn chưa rõ sao. Tiểu Tháp, Diệp Quân, mẹ nó, vòng xoáy này lớn quá, ta không cách nào thoát ra được. Tiểu Tháp, chủ yếu là do chủ nhân bút đại đạo quá uyên bác, thuyết phục được hoàng đế cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Nhưng bây giờ ông ta đã là quốc sư, một khi biết về ngươi. Diệp Quân, ông ta sẽ khử ta ngay. Tiểu Tháp, vậy ngươi định thế nào? Diệp Quân, đương nhiên là chuẩn bị phản kích. Hắn vốn định mở thư viện trước rồi từ từ mà lên kế hoạch, nhưng bây giờ xem ra cách này không được, chỉ có người thắng mới có thể ăn hết cả ván. Nên hắn phải thắng trước, rồi mới mở thư viện sau. Đi từ dưới lên trên thì khó như lên trời, từ trên xuống dưới thì dễ như trở bàn tay. Diệp Quân thấp giọng nói, Tháp gia phải giúp ta. Tiểu Tháp, bây giờ ta giúp được gì đâu. Diệp Quân lắc đầu, xét năng lực toàn cục thì ta không bằng chủ nhân bút đại đạo, đấu tay đôi hoàn toàn không có phần thắng. Ta phải tìm cách khác. Tiểu Tháp, tiểu tử ngươi định làm bậy gì đấy? Diệp Quân nheo mắt, không phải làm bậy, là tìm đường tắt. Nhanh hơn. Những ngày sau đó, khi khắp đế quốc đang điên cuồng tổng động viên, vô số cường giả hối hả chạy về đế đô thì Diệp Quân lại ở lì trong phủ cửu điện hạ, ngoại trừ tu luyện chỉ có đọc sách để hiểu triệt để về đế quốc và thiên gia. Lịch sử đế quốc đã kéo dài hơn 10 tỷ năm, người sáng lập ra nó Cơ Vô Tiên là một nhân vật truyền ký, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, cuối cùng thống nhất vũ trụ và lập ra đế quốc khổng lồ. Cảnh giới tu luyện thể tu cao nhất ở đế quốc là giới ngoại, nhưng nó khác với giới ngoại mà vị kỳ nhân kia tạo ra. Người kia sau khi thăm dò hư không thì đã nắm được nó trong tay, có thể tùy ý phá hủy, sau đó đã tiếp xúc được với, chân, cũng chính là điểm thời không màu trắng người này từng thấy trong hư thời không. Điều đáng nói là vị kỳ nhân kia lúc ấy còn ở trong một vùng thời không còn cao hơn nữa, nghĩa là khi ông ta muốn giết hắn thì đã vượt khỏi cảnh giới giới ngoại, lại còn nhờ cha mà lĩnh ngộ được cái mới. Nên hắn cho rằng sức mạnh thật sự của người kia đã nằm ngoài giới ngoại rất xa. Mà giới ngoại tại nơi này lại không phải quan điểm hư và chân của người kia mà chỉ là một cảnh giới. Ai có thể tiếp xúc đến thời không kia, mượn dùng điểm trắng kia, người đó đã đạt đến giới ngoại. Nói đơn giản lại, giới ngoại của vụ kỳ nhân kia càng sâu hơn, có hẳn lý luận hoàn chỉnh để nâng đỡ, còn giới ngoại của đế quốc thì chỉ là cảnh giới không liên quan gì đến hư và chân. Sự khác biệt trong đó là rất lớn, người kia không chỉ đang nghiên cứu cảnh giới mà là về cả thế giới. Diệp Quân đi đến kết luận là giới ngoại của người kia càng đáng sợ hơn. Chỉ cần hắn có thể hiểu hết phá bích kinh thứ mà chủ nhân bút đại đạo cũng thèm muốn thì sẽ mạnh hơn cường giả nơi này. Thế là hắn dốc sức tu luyện, tìm hiểu. Tiếc rằng không có kiếm thanh huyền thì tu luyện hư thời không khó như lên trời. Nhờ có kiếm làm môi giới mà hắn có thể dung hợp với bất kỳ thời không nào, giờ không có nên hư thời không căn bản không thèm quan tâm đến hắn. Cũng may tâm tính hắn không tệ nên không nóng nảy, lại còn thay đổi lối nghĩ, không một mực muốn kết hợp với hư thời không nữa mà phải nghiên cứu nó trước, đợi hiểu hết đi rồi hãy dung hợp. Nhờ phá bích kinh mà nó cũng không bài xích hắn, để cho hắn tiến vào bất kỳ lúc nào. Ở nơi đó, tất cả đều là hư ảo, giả tưởng, vô thực như mộng. Cảm giác như đang ở trong gương. Không có gì là thật. Thời không này cho hắn một cảm giác kỳ lạ, vừa thật vừa ảo, quái dị vô cùng. Diệp Quân ngồi xếp bằng, lặng lặng cảm thụ nó. Bỗng hắn nhíu mày, sao ta lại phải dung hợp với nó cơ chứ? Tiểu Tháp, là sao? Diệp Quân cười, trước giờ ta luôn dùng kiếm đạo của mình dung hợp để tạo ra cái mới, nhưng ta quên rằng hư thời không này vô cùng vô tận, cho dù có sức mạnh tín ngưỡng cũng chưa chắc dung hợp được với nó, nói chi là kiếm đạo bây giờ. Tiểu Tháp, vậy ngươi? Diệp Quân nhắm mắt lại, ta sẽ không dung hợp, mà là hấp thụ. Tiểu Tháp, không thể nào. Ngươi không có kiếm thanh huyền thì làm sao làm được? Diệp Quân, ta không có sức mạnh tín ngưỡng, nhưng ta có. Sắc mặt hắn vặn vẹo đi khi khởi động ba loại huyết mạch trùm lên hư thời không. Tiểu Tháp, đại ca à,
huyết mạch làm gì chiếm đoạn thời không được. Ngươi đừng có dáng mà bật hách nhé, vô lý lắm. Diệp Quân, Tháp gia, vì sao chủ nhân bút đại đạo lại trở thành quốc sư được? Tiểu Tháp, vì hắn học sâu biết rộng, chinh phục được hoàng đế cũng là hợp lý. Diệp Quân gật đầu, vì ông ta lợi dụng trí nhớ từ bản thể, cũng là lẽ tất nhiên, vậy thì tại sao ta không thể tận dụng ưu thế của mình? Tiểu Tháp không hiểu, là sao? Diệp Quân nhắm mắt lại, thao túng ba loại huyết mạch tạo thành một hình người cao lớn vạn trượng lơ lửng trong hư thời không, khuếch tán sức mạnh ra ngoài. Tiểu Tháp hỏi lại, người định làm cái gì đấy? Chỉ nghe giọng Diệp Quân vang lên như sấm dậy, ta dùng huyết mạch dòng chính nhà họ Dương mà thề, phàm là ai giúp Diệp Quân ta đột phá, ông nội ta Dương Diệp sẽ nợ một ân tình, cha ta Diệp Huyên nợ một ân tình, mẹ ta Tần Quan nợ một ân tình. Tiểu Tháp, hư thời không im phăng phắc. Tiểu Tháp, đại ca à, cái này không được đâu. Duyên, bỗng hàng loạt luồng sức mạnh thời không ồ ạt tuôn ra từ khắp nơi trong hư thời không, tràn vào cơ thể Diệp Quân. Hắn chiếm đoạt chúng. Không tha dù chỉ một mảnh. Vãi lờ. Tiểu Tháp ngây người. Diệp Quân tiếp tục siết tay lại. Chỉ phá hư thôi vẫn không đủ. Hắn phải tiếp xúc được với chân. Phải đạt đến giới ngoại. Hắn không có thời gian tu luyện. Chủ nhân bút đại đạo sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Ai giúp ta đến giới ngoại. Ta dùng danh nghĩa của cha ta thề. Cô ta nợ ngươi một ân tình. Tiểu Tháp. Véo. Một điểm sáng xuất hiện trong hư thời không. Nơi tiếp giáp giữa hư và chân. Là thời không ở trên hư thời không. Nơi vị kỳ nhân kia đạt đến vô địch. Càng ngạc nhiên hơn là một con đường chủ động xuất hiện, trải dài từ điểm sáng đến dưới chân Diệp Quân. Vưu Liêm nãy giờ vẫn quan sát hắn nhíu mày càng chặt. Tam quan cô ta cũng được đổi mới. Đây là phương thức tu luyện gì vậy? Vưu Liêm nhìn chằm chằm vào Diệp Quân bên trong màn nước. Lúc này Diệp Quân đã chậm rãi bước chân vào bên trong tia sáng. Điểm giao thoa giữa hư và chân. Mà khi Diệp Quân bước vào điểm giao này, thế giới trong màn nước bỗng trở nên mờ ảo, nhìn không rõ đâu ra đâu. Thời không bên trong điểm giao hư chân không thể nhìn thấy từ bên ngoài được nữa. Tất nhiên, với thực lực của cô ta thì vẫn có thể tiếp tục thăm dò vào bên trong, nhưng cô ta không làm vậy, cô ta chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, màn nước kia lập tức tan biến. Ánh mắt của cô ta lần nữa rơi xuống giọt máu nọ. Lúc trước cô ta chỉ thấy giọt máu này bất phàm, mà lúc này cô ta càng cảm nhận được sự khủng bố của nó. Vô cùng khủng bố. Cô ta đã đánh giá thấp chủ nhân bút đại đạo, cũng đánh giá thấp cả thiếu niên Diệp Quân kia. Vô cùng đánh giá thấp. Nhớ đến việc đối phương bảo bản thân đến đây để rèn luyện. Cô ta chợt nảy ra một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Lúc này, Cơ Vô Trần đi vào. Vưu Liêm thôi không nghĩ nữa, nhìn về phía Cơ Vô Trần. Cơ Vô Trần đi tới một bên ngồi xuống, cười nói, Vưu cô nương, cô thấy vị Diệp công tử kia thế nào? Vưu Liêm bình tĩnh nói, lúc trước đã nói rồi. Cơ Vô Trần đột nhiên nói một câu, kẻ thù của hắn là quốc sư. Vưu Liêm liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Cơ Vô Trần tiếp tục nói, ta không biết vị quốc sư kia có lai lịch gì, nhưng trước mắt xem ra ông ta rất được phụ vương tin tưởng và trông cậy. Ta đã nhận được tin lần này phụ hoàng quyết định tự thân xuất chiến là do ông ta đề xuất, không chỉ thế, ông ta còn tự tay giúp gia tăng sức mạnh cho các loại trận pháp của đế quốc, khiến chúng mạnh hơn ít nhất mấy lần. Vưu Liêm nhíu mày lại, nhưng không nói gì. Cơ Vô Trần tiếp tục nói, có người bảo ông ta còn giúp đỡ phụ hoàng tu hành. Vưu Liêm nói, người muốn nói gì? Cơ Vô Trần cười hỏi, Vưu cô nương thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu ý của ta? Vưu Liêm không nói lời nào. Cơ Vô Trần nói, lúc ta rời khỏi đế cung đã từng nói chuyện với vị quốc sư kia. Vưu Liêm vẫn không nói gì. Cơ Vô Trần tiếp tục nói, ông ta không nói rõ, nhưng ta biết ta phải chọn giữa hắn và ông ta, nếu không thì sau trận chiến này, ta chắc chắn sẽ mất đi tư cách tranh đấu, bởi vì xem ra hiện tại ông ta chắc chắn có thể ảnh hưởng đến quyết định lập thái tử của phụ hoàng. Vưu Liêm nói, người muốn chọn chủ nhân bút đại đạo. Cơ Vô Trần nói, ta không còn lựa chọn nào khác, không phải sao? Vưu Liêm nhìn gã, người đã chọn rồi thì cần gì phải hỏi lại ta? Cơ Vô Trần cười nói, ta vẫn muốn nghe ý kiến của Vưu cô nương một chút. Vưu Liêm im lặng một lát rồi nói, trong này có một vấn đề, đó là chủ nhân bút đại đạo lợi hại như vậy, còn là tử địch của Diệp công tử,
nhưng Diệp công tử kia vẫn sống sót khỏe mạnh, người biết như vậy có nghĩa là gì không? Cơ Vô Trần nói, nghĩa là lai lịch của Diệp huynh không đơn giản. Vưu Liêm gật gật đầu, trước mắt xem ra vị chủ nhân bút đại đạo này quả thật chiếm ưu thế, là quốc sư thì quyền cao chức trọng, nhưng có hai vấn đề, thứ nhất là ông ta có bằng lòng ủng hộ ngươi không? Ông ta cũng chưa hề biểu thị là sẽ ủng hộ cho ngươi, chỉ đề cập ẩn ý đến mà thôi. Đó là hành vi trốn tránh trách nhiệm, ông ta đang lay động ngươi, để ngươi ra tay với Diệp công tử, thắng thì ông ta hài lòng, mà thua thì ông ta cũng thỏa mãn, bởi vì ông ta chẳng mất mát gì. Cơ Vô Trần nhíu mày lại. Vưu Liêm tiếp tục nói, cho dù ông ta có biểu thị chắc chắn ủng hộ ngươi thì độ đáng tin được bao nhiêu? Chí ít Diệp công tử chắc chắn sẽ đứng về phía ngươi. Cơ Vô Trần nói, ta cũng hiểu những điều cô nói, nhưng bây giờ có một vấn đề, đó là Diệp huynh theo ta, nếu ta không từ chối thì chẳng khác gì chúng ta đã chung thuyền, mà nếu vậy thì khi quốc sư muốn nhắm vào Diệp huynh cũng sẽ nhắm luôn vào ta. Vưu Liêm nói, muốn có được thì phải trả giá. Cơ Vô Trần cười khổ, Vưu cô nương, không đơn giản như vậy đâu. Nếu quốc sư liên thủ với đại ca thì ta thật sự sẽ không còn cơ hội nhỏ nhoi nào cả. Vưu Liêm nói, ta chỉ cho ngươi kiến nghị thôi, còn lựa chọn như thế nào thì đều dựa vào ngươi cả. Cơ Vô Trần nói, ta muốn đánh cược một lần. Vưu Liêm nhìn Cơ Vô Trần, cược gì? Cơ Vô Trần đứng dậy, chậm rãi nói, Vưu cô nương, cô có cẩn thận mấy cũng có điều sơ sót, đã quên mất một chuyện. Vưu Liêm nhíu mày. Cơ Vô Trần tiếp tục nói, đó chính là Phụ Hoàng, chủ nhân bút đại đạo là tử địch của Diệp huynh, mà Phụ Hoàng đã lựa chọn chủ nhân bút đại đạo, điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu ta lựa chọn Diệp huynh thì không chỉ trở thành địch của chủ nhân bút đại đạo, mà còn thành địch của Phụ Hoàng. Vưu Liêm im lặng. Cơ Vô Trần tiếp tục phân tích nói, bởi vậy ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh Diệp huynh, hy sinh huynh ấy không chỉ có thể lấy lòng chủ nhân bút đại đạo, mà còn tránh được việc nảy sinh khoảng cách với Phụ Hoàng. Vậy nên ngoài cách đó ra, ta không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt của gã rất kiên định. Vưu Liêm gật đầu, không nói gì nữa. Cơ Vô Trần mỉm cười nói, tất nhiên ta cũng không ngu đến mức nhắm ngược lại vào Diệp huynh, lần này đến chiến trận đế tinh sẽ có rất nhiều cơ hội. Vưu Liêm nói, hắn không đơn giản, cần phải rất cẩn thận. Cơ Vô Trần gật gật đầu, tất nhiên. Sau khi Cơ Vô Trần rời đi, Vưu Liêm nhẹ giọng nói, đôi khi việc lật mặt thường không có kết quả tốt. Hoàng cung. Bên trong một gian thiên điện, chủ nhân bút đại đạo và hoàng đế đang ngồi đối diện nhau, giữa hai người là một bàn cờ, chủ nhân bút đại đạo cầm quân trắng, hoàng đế cầm quân đen. Hoàng đế hạ xuống một nước cờ, nói, đạo huynh hẳn phải biết nhà họ quân chứ. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười nói, cũng không phải quá hiểu biết, nhưng không sao cả. Hoàng đế liếc mắt nhìn ông ta, cười nói, ta cũng không hiểu nhiều về đạo huynh. Ở đế vực này, cũng không có nhiều người khiến ông ta không biết rõ như vậy. Chủ nhân bút đại đạo nói, chúng ta không phải kẻ địch. Hoàng đế nói, nhưng ta muốn hiểu hơn về đạo huynh. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, tất nhiên ông ta biết đối phương đang sợ ông ta có mục đích khác, thế là hạ xuống một nước cờ rồi mới nói, mục đích của chuyến này của ta là thiếu niên kia. Hoàng đế hỏi, muốn hắn chết. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, không cần chết, muốn hắn chịu thua. Hoàng đế nói, xem ra thiếu niên kia không hề tầm thường. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, đúng vậy đấy. Hoàng đế nhìn về phía ông ta, cần ta giúp đỡ không? Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười nói, huynh cần gì phải thăm dò ta? Tất nhiên đối phương không thật sự muốn giúp ông ta, nói thế chỉ là để dò hỏi nội tình của thiếu niên tên Diệp Quân kia thôi. Hoàng đế mỉm cười. Không nói gì. Tất nhiên ông ta không ngu đến mức cứ thế giúp chủ nhân bút đại đạo đi giết người, người có thể trở thành tử địch với kẻ trước mặt này, há có thể tầm thường. Cho dù có giúp thì cũng phải nhận đủ lợi ích mới ra tay, tất nhiên vẫn nên cẩn thận thì vẫn hơn, hơn nữa dù ông ta cũng không việc gì phải gấp gáp, bởi vì người kia hiện đang đi theo con trai của ông ta. Ông ta kiềm hãm chủ nhân bút đại đạo, con trai kiềm hãm thiếu niên kia. Cha con bọn họ chỉ cần giữ thế cân bằng là có thể ăn trọn cả hai đầu. Tất nhiên chủ nhân bút đại đạo nhìn rõ được suy nghĩ của vị hoàng đế trước mặt này, ông ta mỉm cười, người trước mắt này tất nhiên không dễ đối phó, nhưng con trai ông ta thì. Cửu điện hạ và đại điện hạ kia vẫn còn rất trẻ. Nghĩ tới đây, ông ta đột nhiên nhớ đến Diệp Quân. Thật ra nếu nghiêm túc suy xét thì tôn khốn kia cũng không tệ lắm,
nhất là sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, thằng danh đó đã rất trưởng thành, không còn đơn thuần như trước nữa. Chủ nhân bút đại đạo thôi không nghĩ nữa, ông ta cầm một quân cờ hạ xuống, ta có một kế có thể tiêu diệt nhà họ Quân tận gốc. Bàn tay đang định hạ cờ của hoàng đế chợt dừng lại, ông ta ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, không có vui vẻ, chỉ có đề phòng. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu các huynh không nắm chắc cơ hội này, sau này sẽ không có lần hai đâu. Giết Diệp Quân. Vậy chắc chắn không thể làm được. Hơn nữa cũng chẳng được ích gì. Chủ nhân bút đại đạo chỉ muốn Diệp Quân thua tâm phục khẩu phục, không chỉ thế, ông ta còn muốn nhà họ Dương phải thua tâm phục khẩu phục, để bọn họ không còn lời gì để nói. Hoàng đế đột nhiên đặt một quân cờ xuống, nói, nếu như có thể diệt nhà họ Quân thì tất nhiên đế quốc ta rất sẵn lòng lắng nghe, chỉ là không biết huynh có điều kiện gì. Chủ nhân bút đại đạo dựa vào ghế, bình tĩnh nói, huynh không cần đề phòng ta, ta có mục đích thật, nhưng không nhằm vào đế quốc. Hoàng đế nhìn chủ nhân bút đại đạo, một lát sau ông ta cười nói, hợp tác vui vẻ. Chủ nhân bút đại đạo cũng cười nói, hợp tác vui vẻ. Trong phòng tu luyện, lúc này Diệp Quân đang ở điểm giao giữa hư chân, thời không nơi này đang ở trên hư thời không, nếu như nói hư thời không là thế giới trong gương, vậy ở nơi đâu không khác gì là đã nửa bước bước ra khỏi tấm gương kia. Mà khi hắn đến nơi này, hắn có thể cảm nhận được sinh linh thời không nơi này đang chủ động tương tác với hắn. Đúng, là chủ động giao tiếp. Nếu đối phương đã chủ động nói chuyện thì với hắn mà nói, không thể nghi ngờ gì là chuyện quá tốt, hắn bắt đầu thử thả kiếm ý vô địch của mình ra, kiếm ý tựa thủy triều lan tràn ra khắp trong mảnh thời không này, không có bất kỳ lực cản nào. Kiếm ý của hắn dung hợp với những thời không kia, mà sau khi chúng dung hợp lại, hắn phát hiện bản thân có thể cảm nhận được thời không đặc thù này ở trong kiếm ý của mình. Bởi vì giao thiệp của gia đình, bây giờ hắn đã có thể nắm giữ được hư thời không và thời không của điểm giao hư chân. Dần dần, thân thể của hắn bắt đầu có sự lột xác. Cường giả cảnh giới phá hư có thể ngưng tụ thần thể đạo hư, tất nhiên hắn cũng có thể, hơn nữa thân thể của hắn còn là ngưng tụ từ kiếm ý vô địch, lúc này kiếm ý vô địch đã cắn nuốt được sức mạnh thời không, vậy nên thần thể đạo hư hắn ngưng tụ ra được vượt xa những thần thể bình thường khác. Không chỉ vậy, ở trong thời không điểm giao hư chân, hắn còn đạt được một sức mạnh hoàn toàn mới. Kiếm đạo của hắn bắt đầu thay đổi long trời lở đất. Tốc độ của đế quốc cực kỳ nhanh, chỉ 10 ngày mà rất nhiều cường giả đã tụ tập ở đế đô. Rất nhiều trận pháp dịch chuyển dài mấy vạn trượng lơ lửng trên bầu trời đế đô, bên trong là các cường giả đỉnh cấp đến từ các tỉnh. Đế quốc triệu tập, không ai dám không đến, cho dù là vài tông môn thế gia lánh đời cũng đều phái người đến chi viện. Bầu trời đế đô tối đen, từng khí tức đáng sợ lan ra từ khắp nơi, cực kỳ khủng khiếp. Trong số đó, ngoài các cường giả con người ra, còn có rất nhiều cường giả yêu tộc, nhưng không nhiều, chỉ có mấy vạn, yêu loại nào cũng có, chúng có kích thước khổng lồ, mặc dù số lượng ít hơn cường giả con người nhiều nhưng cảm giác áp bức của chúng không hề yếu hơn cường giả con người ở đó, nhất là mấy con yêu thú thủ lĩnh, khí tức của chúng hệt như một ngọn núi lửa sôi sùng sục, không ngừng phun trào ra xung quanh, thời không trở nên hư ảo, vô cùng đáng sợ. Trong không trung còn có rất nhiều cường giả đang liên tục tụ tập đến. Phủ đệ cửu hoàng tử. Diệp Quân bỗng bước ra từ phòng tu luyện, sau khi ra ngoài, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lúc này Tang Hàn đi đến. Cô ta hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Quân, trực giác mách bảo cô ta rằng Diệp Quân hơi khác trước rồi, nhưng cô ta lại không nói ra. Vì Diệp Quân không có cảnh giới tu luyện, thế nên trừ khi hắn ra tay, nếu không không thể cảm nhận được sức chiến đấu của hắn. Đây cũng là một cái lợi khi hắn không tu cảnh giới. Diệp Quân mở mắt ra nhìn Tang Hàn trước mặt, mỉm cười nói, Tang cô nương. Tang Hàn nhìn hắn, người đột phá rồi à? Diệp Quân nói, cũng không tính là đột phá, chỉ có chút thu hoạch nhỏ. Tang Hàn gật đầu không hỏi nhiều, sắp khởi hành đến chiến trường đế tinh, chúng ta đi thôi. Diệp Quân nói, ừ. Nói rồi hai người biến mất khỏi đó để đến không trung đế đô. Tang Hàn dẫn Diệp Quân đến trận pháp dịch chuyển của cơ vô trần. Nhìn thấy hai người bước đến, cơ vô trần cười nói, Tang cô nương, Diệp huynh. Diệp Quân mỉm cười, điện hạ. Cơ vô trần nhìn Diệp Quân, hơi ngạc nhiên, Diệp huynh đột phá rồi à? Diệp Quân lắc đầu, không có, chỉ có chút giác ngộ thôi. Cơ vô trần gật đầu, chỉ nhìn Diệp Quân một chốc,
không nói thêm gì. Diệp Quân nhìn Vưu Liêm bên cạnh Cơ Vô Trần, sắc mặt Vưu Liêm rất bình tĩnh, không nói gì cả nhưng lại nhìn hắn một cái. Diệp Quân nở nụ cười. Ngay lúc này một uy lực vô hình bỗng lan ra từ không trung. Mọi người đều giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, Hoàng đế chậm rãi bước đến từ đằng xa, hôm nay ông ta mặc long bào, chậm rãi bước đến, nhưng mọi người đều cảm thấy như chen chúc trong vô số ngọn núi, tự cảm thấy ngột ngạt và áp bức. Tất cả mọi người vội cung kính chào. Diệp Quân nhìn Hoàng đế, hơi cúi đầu xuống, hai tay siết chặt lại, giả vờ mình cũng bị khí tức của ông ta trấn áp. Bên cạnh Hoàng đế là chủ nhân Bút Đại Đạo, chủ nhân Bút Đại Đạo lập tức nhìn sang Diệp Quân, ông ta nhìn Diệp Quân rồi cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này sức mạnh đạo pháp của ông ta đã bị phong ấn nên không ra được thực lực của Diệp Quân. Lẽ nào tên này có đột phá? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, trực giác mách bảo với ông ta là không có khả năng, vì hiện tại Diệp Quân không có tiểu tháp, cũng không thể dùng kiếm thanh huyên. Thế nên trên lý thuyết có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy là điều không thể. Dĩ nhiên ông ta cũng hiểu rõ có đôi khi không thể xét về lý thuyết khi đối mặt với người nhà họ Dương. Hoàng đế cũng nhìn Diệp Quân, nhưng nhanh chóng rời sự chú ý, ông ta nhìn mọi người, các vị, chuyến đi đến chiến trường đế tinh này là san bằng nhà họ Thiên. Ông ta nói rất nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại vang vọng bên tai tất cả mọi người như sấm rền. San bằng nhà họ Thiên. Mọi người đồng thanh nói. Âm thanh vang vọng khắp trời. Hoàng đế nói, đi thôi. Vừa dứt lời, trận pháp dịch chuyển dưới chân mọi người được kích hoạt, từng cột sáng bay lên bao bọc lấy mọi người, chẳng mấy chốc, mọi người đều biến mất ở bầu trời đế đô. Trong đường hầm thời không, Hoàng đế và chủ nhân Bút Đại Đạo ở phía trước, Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, trên người toát ra uy lực vô hình đáng sợ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không ai biết rốt cuộc vị hoàng đế bệ hạ này mạnh thế nào. Vì ông ta chưa từng ra tay rất nhiều năm rồi. Chủ nhân Bút Đại Đạo bên cạnh ông ta lại thu lại khí tức, trên người không có bất kỳ dao động khí tức nào. Không ít người đều lén nhìn ông ta, mọi người đều cực kỳ tò mò với vị quốc sư đột nhiên xuất hiện này. Rốt cuộc vị này là thần thánh phương nào. Lúc này Diệp Quân cũng đang nhìn hoàng đế bệ hạ, nhưng không lâu sau hắn đã rời ánh mắt đi. Nhìn một ông lão phía sau hoàng đế bệ hạ. Ông lão này chính là Hàn Công. Diệp Quân nhìn chằm chằm Hàn Công, sau đó thu lại tầm mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn biết lúc này có khá nhiều người đều đang nhìn hắn, ngay cả vị cửu điện hạ cách bên cạnh không xa và đại điện hạ ở đằng xa. Tiểu tháp bỗng nói, trong này có người có thể giết ngươi sao? Diệp Quân thầm nói, dĩ nhiên là có. Nói rồi hắn ngừng lại, sau đó lại nói. Tất nhiên cũng có vài người. Tiểu tháp nói, bây giờ ngươi có thể cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng không? Diệp Quân lắc đầu. Thật ra điều này cũng khiến hắn khá ngạc nhiên, vì sau khi thăng cấp, hắn vẫn không cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng, không những không cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng, mà còn không nhìn thấy được vũ trụ chủ. Nơi này quá xa vũ trụ chủ. Tiểu tháp nói, bây giờ ngươi có thể cảm nhận được cái gọi là thật không? Diệp Quân vẫn lắc đầu. Biết được một chút, nhưng biết một chút và muốn đạt được, làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiểu tháp nói, cho dù thế nào thì cũng là một khởi đầu tốt. Diệp Quân gật đầu. Ngay lúc này, bên ngoài đường hầm thời không bỗng vang lên tiếng động cực lớn. Mọi người đều giật mình. Hoàng đế đi trước phất tay phải lên, đường hầm thời không tách đôi ra hai bên, chẳng mấy chốc mọi người đã đến một tinh không. Một người đàn ông trung niên đứng trước cách đó mấy ngàn trượng, người đàn ông trung niên mặc áo dài đen, tay phải cầm một con dao dài, nở nụ cười tà ác. Cường giả nhà họ Thiên. Người đàn ông trung niên nhìn hoàng đế, nhếch môi, ngươi chính là cơ chiến của đế quốc. Hoàng đế bình tĩnh nhìn ông ta, sao thế? Ha ha! Người đàn ông trung niên bật cười, ngay sau đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nhìn thấy một thanh đao dài hàng vạn trượng đột nhiên chém mạnh từ trên đầu xuống. Vèo. Tất cả thời không đều bị nứt ra. Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Cơ chiến bỗng nhiên giơ tay đấm một quyền, một con rồng vàng khổng lồ dài vạn trượng bỗng lao ra, lập tức quét sạch đao quang đó, sức mạnh cực lớn khiến người đàn ông trung niên chấn động liên tục lùi về sau cả gần vạn trượng. Thấy thế, các cường giả đế quốc đều máu huyết sục sôi, đồng loạt gào lên. Diệp Quân nhìn cơ chiến, híp mắt lại, thực lực của hoàng đế này còn mạnh hơn những gì hắn nghĩ nhiều. Ở đằng xa, sau khi dừng lại,
Cường giả nhà họ Thiên bật cười, sau đó cũng không thấy ông ta vung đao tấn công, nhưng lại có vô số đao khí dày đặc lao đến từ xung quanh, giống như một trận mưa lớn, bao phủ tất cả mọi người. Cơ Chiến vẫn rất bình tĩnh, gã vung tay áo lên, một tia sáng màu vàng lao ra, sau khi một con rồng vàng bay lên trời, lúc này tất cả đao quang đều sụp đổ, không để lại chút lực cản nào. Nhưng vào lúc này, một thanh đao dài đột nhiên xuyên qua ánh sáng vàng lao thẳng về phía Cơ Chiến, tốc độ rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã lao đến trước mặt Cơ Chiến, Cơ Chiến giơ ngón tay lên quét qua. Bùm! Cường giả nhà họ Thiên đó và thanh đao bị văng ra xa. Sau khi dừng lại, cường giả nhà họ Thiên không tấn công nữa, ông ta nhìn Cơ Chiến, bật cười nói, không hổ là người mạnh nhất đế quốc, lợi hại. Nghe cường giả nhà họ Thiên nói thế, các cường giả đế quốc máu huyết sùng sục như được tiêm chất kích thích. Sĩ khí dâng trào. Cơ Chiến bỗng vung tay lên, một sức mạnh bí ẩn bỗng lao ra, không phải đánh vào cường giả nhà họ Thiên mà là tấn công Diệp Quân. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Quân đã bị văng ra xa cả mấy vạn trượng. Mọi người đều sửng sốt. Cơ Chiến nhìn Diệp Quân, nếu ngươi đã là kẻ thù không đội trời chung của quốc sư, vậy thì tất nhiên đế quốc ta sẽ không dung chứa ngươi. Thế nhưng ta cũng không giết ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi không được phép bước vào lãnh thổ đế quốc ta. Nghe Cơ Chiến nói thế, Tang Hàn cũng khá ngạc nhiên, cô ta nhìn Hoàng đế, sau đó lại nhìn Diệp Quân, có thế nào cô ta cũng không ngờ sẽ bỗng dưng xảy ra chuyện như vậy. Tang Hàn nhìn Cửu Điện Hạ ở bên cạnh, nhưng Cửu Điện Hạ cũng không nói gì. Hoàng đế nhìn cường giả nhà họ Thiên ở đằng xa, cường giả nhà họ Thiên mỉm cười. Hoàng đế cũng không nói gì, ông ta xòe bàn tay ra, trận pháp được khởi động, chẳng mấy chốc, mọi người đều bước vào con đường dịch chuyển. Lúc bước vào con đường dịch chuyển, Vưu Liêm bỗng nhìn thẳng vào mắt Diệp Quân, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó rời mắt đi. Chẳng lâu sau, tất cả người đế quốc đều biến mất. Chỉ còn lại cường giả nhà họ Thiên đó, cường giả nhà họ Thiên nhìn Diệp Quân, nhếch môi cười, không nói gì nhiều, bỗng bay lên trời, sau đó dùng dao chém về phía Diệp Quân. Ở một bên khác, sau khi đi vào đường hầm thời không, chủ nhân bút đại đạo bỗng nhận ra điều gì, ông ta dừng lại. Không đúng. Hoàng đế quay đầu lại nhìn ông ta, chủ nhân bút đại đạo nói, mẹ nó chứ. Không ổn, đi, lập tức quay lại. Hoàng đế không nói gì, lập tức vung tay lên, ông ta và chủ nhân bút đại đạo quay lại vị trí trước đó. Thế nhưng lúc này nơi đó chỉ còn một thi thể. Chính là thi thể của cường giả nhà họ Thiên đó. Hoàng đế híp mắt, không phải hắn giết. Nói rồi ông ta bỗng quay đầu nhìn xuyên qua tinh hà, tận cuối tầm mắt. Lúc này Diệp Quân bị bốn cường giả bí ẩn hộ tống chạy trốn. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, lập tức ra lệnh đánh gục hết tất cả những người bên cạnh cửu hoàng tử, bên cạnh cậu ta còn có lão lục. Ô không phải, có nội gián. Hoàng đế lại lạnh lùng nói, không vội, không thể để tên này bình yên rời đi được. Nói rồi ông ta bỗng xé toạc thời không, đuổi theo đám người Diệp Quân. Cơ Chiến đã muốn giết người. Gã và chủ nhân bút đại đạo đã bàn bạc lợi dụng nhà họ Thiên để giết Diệp Quân, bằng cách này, sẽ khiến cho nhà họ Thiên và nhà họ Dương sâu xé lẫn nhau, còn đế quốc chỉ việc ngồi im làm ngư ông đắc lợi, chiếm hết lợi ích. Nhưng mà, gã không nghĩ đến nhà họ Thiên sẽ biết kế hoạch của bọn họ, cưỡng ép cứu Diệp Quân. Tuyệt đối không thể để Diệp Quân sống. Vì một khi Diệp Quân còn sống, sau này sẽ điên cuồng trả thù đế quốc. Thấy Cơ Chiến đuổi theo Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo cũng không ngăn cản, chỉ cần Diệp Quân không nhịn được mà gọi người, thì chẳng khác nào Diệp Quân thua ván này cả. Nghĩ đến việc nhà họ Thiên sẽ cứu Diệp Quân, sắc mặt ông ta tối sầm, vốn là ông ta muốn mượn cơ hội này để ăn sạch nhà họ Thiên và đế quốc, nhưng ông ta không ngờ đến, nhà họ Thiên cho hắn bàn tay tốt như vậy. Ông ta đánh giá thấp nhà họ Thiên rồi. Không nghĩ nhiều nữa, thân thể ông ta run lên, hóa thành giải cầu vồng rồi đuổi theo. Cơ Chiến chỉ cần dùng một bước, đã có thể vượt qua vô số thời không trong tinh vực. Cuối tầm mắt, Diệp Quân đột nhiên dừng lại, hắn vừa định quay đầu, nhưng lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh hắn lập tức nói, Diệp công tử, người này tên Cơ Chiến, gã có thể chạm đến giới ngoại rồi, người không đấu lại gã, bọn ta sẽ ngăn cản gã, người cứ chạy về phía trước, tộc ta đã phái cường giả đến tiếp viện. Nói xong, bốn người lập tức xoay người. Thả ra từng luồng khí tức lao về phía Cơ Chiến. Đối mặt với luồng khí tức kinh khủng này, Cơ Chiến lộ ra vẻ khinh thường, vung tay lên,
bốn luồng khí tức vỡ tan tành, trong nháy mắt bốn người bị luồng sức mạnh đáng sợ hất bay mấy trăm ngàn trượng, rồi mới dừng lại, thời không đằng sau bọn họ đều biến thành tro bụi. Vẻ mặt bốn người nghiêm trọng, bọn họ không phải đối thủ của cơ chiến. Nhưng bốn người bọn họ không hề nhượng bộ, vì bọn họ được lệnh bằng mọi giá phải cứu được Diệp công tử. Bốn người nhìn cơ chiến đang đứng đằng xa, mà khi cơ chiến đến, tinh hà sục sôi, sau đó dần dần trở nên hư ảo và trong suốt. Căn bản không chịu nổi sức mạnh của gã. Cơ chiến đột nhiên tiến lên trước một bước, chẳng qua một bước này, uy áp ngập trời giống như có cả ngọn núi đè lên đầu bốn người bọn họ. Bốn người bọn họ không thể chịu nổi uy áp này, trong đó đã có hai người trong nháy mắt thân thể vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn. Mà trong lúc bốn người đang bị luồng uy áp này nghiền nát, đột nhiên có tiếng kiếm vang lên từ trong trời đất, một khắc sau, một luồng kiếm quang đâm từ nơi sâu nhất trong tinh hà đâm ra, chém vào uy áp kia. Ầm, luồng kiếm quang chợt vỡ vụn, rực rỡ như pháo hoa. Trong số bốn người, người đàn ông trung niên cầm đầu nhìn sang bên cạnh, kinh ngạc nói, Diệp công tử. Người ra tay, chính là Diệp quân đi rồi quay lại. Cơ chiến cũng nhìn Diệp quân, ngược lại ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi. Dứt lời, gã giơ tay phải lên, rồi nhẹ nhàng đè xuống. Trên đầu Diệp quân, vô số thời không như thác nước cuồn cuộn chảy trôi, mà trong số đó, còn có cả hư thời không. Diệp quân nheo mắt, hắn mở lòng bàn tay ra, vô định ý phóng lên, xé nát tất cả thời không, nhưng ngay sau đó, một quyền màu vàng đột nhiên đánh đến trước mặt hắn. Diệp quân chém ra bằng kiếm vô định ý. Ầm, kiếm quang vỡ vụn, Diệp quân bị ép phải lui về sau mấy vạn trượng. Vừa dừng lại, kiếm ý vô địch quanh thân hắn vỡ tan, không chỉ vậy, thân thể hắn cũng xuất hiện vết nứt. Diệp quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn cơ chiến đang ở cuối tầm mắt, thực lực của người này mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Giờ phút này cơ chiến cũng đang nhìn hắn, cơ chiến cũng kinh ngạc, gã không ngờ đến Diệp quân có thể đón quyền của gã. Quả nhiên không bình thường. Càng phải chết. Cơ chiến nổi lên sát tâm, một luồng quyền uy đế vương vô hình lan rộng khắp đất trời. Tay phải gã nắm chặt, kim quang xuất hiện trong nắm đấm của gã. Quyền chưa ra, thế đã ngưng. Không có bất kỳ lời nói vô nghĩa nào, gã đột nhiên vung quyền. Ầm, quyền này tung ra, một quyền vàng dài tận vạn trượng như sấm sét lao về phía Diệp quân. Trong quyền, có hàng tỷ phù văn, mỗi phù văn lại tản ra ý chí quyền đạo hùng mạnh. Quyền đế vương. Đây là một trong ba thần thông của nhà họ Cơ. Đồng thời cũng là quyền kỹ mà bất kỳ đế vương nào cũng phải học, quyền này đánh ra, uy quyền đến vương vô cùng vô tận. Mà quyền này vừa tung ra, đã cách xa mấy vạn trượng, thân thể Diệp quân đã không chịu được nữa, các vết nứt trên cơ thể bắt đầu lan ra từng chút từng chút. Quyền này của gã, là muốn giết chết Diệp quân. Đối mặt với quyền của cơ chiến, Diệp quân càng hưng phấn hơn, từ khi đột phá đến nay, hắn hiếm khi chiến đấu với cường giả chân chính. Mà cơ chiến trước mắt này không thể nghi ngờ chính là trần của vũ trụ. Hắn muốn nhìn thử xem mình còn cách trần của vũ trụ bao xa nữa. Niệm khởi. Vù vù. Thanh kiếm vang lên. Diệp quân chém ra. Hắn không có sức mạnh tín ngưỡng, chỉ có kiếm ý vô địch, kiếm này phá không mà đi, trong đó ẩn chứa vô vàn sức mạnh thời không và hư thời không cũng như hư chân giáp với thời không. Ầm. Chỉ nghe thấy tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ vũ trụ tinh hà chợt biến thành mảnh đen kịt, trong trời đất, ẩn chứa vô số ý chí quyền đạo không ngừng nghiền ép Diệp quân, đối mặt với quyền phù văn đáng sợ này, kiếm ý vô địch của Diệp quân không cách nào ngăn cản, bắt đầu vỡ vụn. Lúc này hắn giống như trong cơn bão, cực kỳ nhỏ bé. Diệp quân giang hai tay, từng luồng kiếm ý vô địch phóng lên trời, chém giết tất cả, muốn phá vỡ phong tỏa của ý chí quyền đạo. Nhưng mà... Những phù văn ẩn chứa ý chí quyền đạo kia giống như bức tường sắt, gắt gao trấn áp tất cả kiếm ý của hắn trong khu vực nhỏ bé kia, dù hắn có dùng kiếm ý chạy nhanh đến đâu, cũng không thể phá vỡ, bị chúng vây trong gió. Cơ chiến đột nhiên nâng tay phải lên, rồi đè xuống. Ầm, tất cả quyền phù văn bất chợt ngưng tụ lại một chỗ, quét xuống, chỉ trong nháy mắt, kiếm ý vô địch của Diệp quân vỡ tan tành. Căn bản không có cách nào ngăn cản. Những quyền phù văn kia quét xuống định giết chết Diệp quân ngay tại chỗ, nhưng đúng lúc này, một tia huyết mang từ trong cơ thể Diệp quân phóng lên trời, sau đó, luồng kiếm quang huyết sắc hung hãn xuất hiện, đánh tan quyền phù văn, chém về phía cơ chiến cách đó không xa. Hai mắt cơ chiến híp lại, trong lòng khiếp sợ,
gã giơ tay đánh thêm quyền nữa. Ầm. Diệp Quân bị quyền này ép đến mấy trăm trượng, kiếm ý và huyết khí tản ra khắp cơ thể, rồi ngưng tụ lại. Lần này Cơ Chiến không ra tay, mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Quân, lúc này gã đột nhiên cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã nghe lời chủ nhân Bút Đại Đạo, mượn tay nhà họ Thiên giết Diệp Quân. Gã nên giữ vững chính kiến của mình. Gã nên nắm chắc chủ nhân Bút Đại Đạo, còn con trai gã nắm chắc chàng trai trước mặt này, như vậy, đế quốc ông ta có thể giao du với cả hai, thay vì phải chọn chủ nhân Bút Đại Đạo. Sở dĩ gã hối hận, là bởi lúc này gã mới nhận ra, chàng trai trước mặt không đơn giản như gã nghĩ. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn. Cũng giống như thời xưa ngươi lựa chọn đứng về bên nào trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị vậy, sau khi đã lựa chọn, ngươi không còn đường lui, chỉ có thể đi con đường đó đến, nếu không, từ trong ra ngoài ngươi sẽ không phải con người nữa. Bây giờ nếu đã chọn chủ nhân Bút Đại Đạo, vậy gã chỉ có thể kiên định đứng về phía chủ nhân Bút Đại Đạo mà thôi. Cơ Chiến đứng từ xa nhìn về phía Diệp Quân, tay phải từ từ nắm chặt, ánh mắt bình tĩnh, nhưng bên trong lại là sát ý vô biên. Phải chết. Cơ Chiến bỗng tiến lên trước một bước này, toàn bộ tinh hà vô bờ vô tận chợt trở nên trong suốt hư ảo. Chỉ trong chốc lát, Diệp Quân đã bị ép đến nơi giáp với hư chân. Lúc này, Diệp Quân lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Đối phương muốn giết hắn. Diệp Quân không dám coi thường, vừa nghĩ đến đây, máu trong toàn thân lập tức bị thiêu đốt, đồng thời, từng luồng kiếm ý vô địch trong cơ thể hắn trào ra như thủy triều, kiếm ý và huyết mạnh hòa vào với nhau. Sức mạnh ngay lập tức được tăng lên. Nhưng vào lúc này, có luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa từ khắp nơi lao đến nghiền ép hắn. Vô số ý chí quyền đạo. Những ý chí quyền đạo này mãnh liệt như thủy triều, giờ phút này sức mạnh huyết mạch và kiếm ý vô địch đã không thể chịu nổi, bị nghiền thành từng mảnh nhỏ rồi vỡ tan. Khí tức tử vong ngày càng nồng đậm. Diệp Quân hít thật sâu, một khắc sau, thân xác và kinh hồn hắn đồng loạt bị thiêu đốt, kiếm thế tiếp tục tăng vọt. Cùng lúc đó, kiếm ý đã bị nghiền nát bỗng ngưng tụ lại, rồi điên cuồng lướt về phía ý chí quyền đạo. Trong bóng tối, chủ nhân Bút Đạo Đạo đứng cách đó không xa âm thầm nhìn Diệp Quân, nhíu mày thật sâu. Mới có 2 năm sao thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy? Thực lực hiện tại của Diệp Quân đã hơi không bình thường. Không đúng. Nhưng ông ta có thể cảm nhận được, tiểu tháp của Diệp Quân vẫn đang bị phong ấn. Nói cách khác, Diệp Quân không thể dùng tiểu tháp để tu luyện. Mà không có tiểu tháp, làm thế nào mà tên nào có thể tiến bộ nhanh như vậy? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, mẹ kiếp, đúng là không nên cho tên này quá nhiều thời gian. Chém. Đúng lúc này, tại nơi giáp với hư chân, giọng nói của Diệp Quân bỗng vang lên, ngay sau đó, có luồng kiếm quang phóng lên trời, xông phá vô số ý chí võ đạo. Nhưng vào lúc này, Cơ Chiến bỗng nhiên giơ ngón tay lên, nơi đầu ngón tay chạm vào, xuất hiện luồng sáng đen. Ngay sau đó trong nháy mắt lan rộng đến khu vực của Diệp Quân, đột ngột nuốt chửng hắn. Ồ! Chủ nhân Bút Đại Đạo không nhìn Diệp Quân nữa mà quay qua nhìn Cơ Chiến, trong mắt đầy kinh ngạc, người này đã mở ra. Tu di thời không? Tu di thời không? Một loạt thời không đặc thù, nằm giữa hư chân, có thể chiếm đoạt tất cả đạo pháp. Nếu nói trong gương là hư thời không, ngoài gương là chân thời không, thì tu di thời không chính là vùng bóng của gương. Khi Diệp Quân bị nuốt chửng vào trong tu di thời không, kiếm ý và thân xác hắn bắt đầu tan chảy từng chút một. Cơ Chiến chỉ vào Diệp Quân, tay phải siết chặt, gã có thể cảm nhận được, nếu giết người này, sẽ có nhân quả. Nhưng như vậy thì sao chứ? Dù nhân quả có lớn đến đâu, Cơ Chiến gã cũng có thể dùng tay bóp nát. Tay phải Cơ Chiến nắm chặt, đấm về phái Diệp Quân, ý đồ tiêu diệt triệt để Diệp Quân. Cơ Chiến tung ra một quyền. Áp lực mạnh mẽ trực tiếp đè ép khiến Diệp Quân không thể hít thở được. Hơi thở của cái chết đang đến gần. Vẻ mặt Diệp Quân rất nặng nề, đối mặt với cú đấm đáng sợ này, hắn không có lựa chọn lùi bước mà lao thẳng về phía trước. Một kiếm quyết định sinh tử. Kiếm quang lóe lên, thanh kiếm vung ra chém mạnh vào cú đấm của Cơ Chiến. Bùm! Kiếm quang vỡ nát, toàn thân Diệp Quân cứ vậy mà bị đánh bay ra ngoài, khi hắn dừng lại. Thân thể của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn hư ảo. Cơ Chiến không cho Diệp Quân cơ hội thở dốc, ông ta đang định tung một cú đấm nữa, nhưng vào lúc này, hiện trường đột nhiên vang lên một tiếng cười to, Cơ Chiến, ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy thì thật sự rất nhàm chán. Tiếng nói vừa dứt,
một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên xông vào thời không tu di này, ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Cơ Chiến nhìn nam tử trung niên xuất hiện trước mặt, nói, Thiên Hợp. Người trước mặt này không ai khác chính là Thiên Hợp, gia chủ nhà họ Thiên. Cơ Chiến không ngờ rằng hôm nay gia chủ nhà họ Thiên lại đích thân tới đây. Thiên Hợp nhìn Diệp Quân cách đó không xa, cười nói, lợi hại, giang sơn rộng lớn lúc nào cũng có người tài, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, ha ha. Nói xong, ông ta đột nhiên vung tay áo, một cây thần mộc đen nhánh bỗng nhiên bay lên trên đỉnh đầu Diệp Quân, trong nháy mắt, những dòng sức mạnh linh hồn thuần khiết quét xuống, tràn vào linh hồn của Diệp Quân, linh hồn vốn là hư ảo của Diệp Quân bỗng nhiên khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Quân nhìn Thiên Hợp trước mặt, cảm ơn tiền bối. Thiên Hà mỉm cười nói, Diệp tiểu hữu khách sáo rồi. Vừa nói, ông ta vừa quay đầu nhìn về phía Cơ Chiến cách đó không xa, còn muốn đánh không? Nếu đánh thì ta có thể đánh với ngươi. Cơ Chiến quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, lúc này ông ta đã bất lực, nếu sức mạnh của đạo Pháp không bị phong ấn, ông ta tự nhiên có thể giết chết Thiên Hợp, nhưng vấn đề là hiện tại sức mạnh đạo Pháp của ông ta đã bị phong ấn, thực lực tụt xuống mấy cấp. Thiên Hợp đột nhiên nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cười nói, ngươi là quốc sư mới của đế quốc này à? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, vậy thì sao? Thiên Hợp quan sát chủ nhân bút đại đạo nói, tại sao ngươi lại yếu như vậy? Chủ nhân bút đại đạo. Ha ha! Thiên Hợp cất tiếng cười lớn, quay đầu nhìn về phía Diệp Quân ở một bên, Diệp tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, được. Thiên Hợp mang Diệp Quân đi, đi được hai bước, bỗng nhiên, một cỗ thần thức mạnh mẽ trực tiếp khóa chặt ông ta và Diệp Quân. Thiên Hợp quay đầu nhìn Cơ Chiến đang nhìn chằm chằm ông ta, cứ như vậy rời đi sao? Thiên Hợp cười nói, nếu ngươi muốn đánh, vậy ta đánh cùng ngươi. Nói xong, ông ta biến mất ngay tại chỗ. Ở phía xa xa, cơ thể Cơ Chiến cũng run lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, kim quang cao mấy vạn trượng, một tia uy lực của đế hoàng đè ép về phía Thiên Hợp và Diệp Quân. Thiên Hợp cười to, tới hay lắm. Ông ta vừa dứt lời, Diệp Quân đã bị một sức mạnh ôn hòa đưa ra ngoài, đằng sau hắn là bốn gã cường giả áo giáp đen thần bí. Bốn người này đều là cảnh giới giới ngoại. Bọn họ canh giữ ở bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân nhìn về phía thời không tu di kia, lúc này, thời không tu di đã trở nên mơ hồ. Hình như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị trí của chủ nhân bút đại đạo. Khi nhìn thấy Diệp Quân đang nhìn qua đây, chủ nhân bút đại đạo không chút do dự quay người bỏ chạy. Diệp Quân nói, bốn vị tiền bối, giết hắn. Cường giả dẫn đầu của bốn gã thị vệ áo giáp đen do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, chúng ta được lệnh bảo vệ ngươi. Nói xong, hắn ta sợ Diệp Quân nghĩ nhiều, vì vậy lại bổ sung thêm, hiện tại ngươi bị thương rất nặng, nếu chúng ta đi ra ngoài, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Diệp Quân không nói gì nữa. Hắn thực sự muốn trực tiếp giết chết tên chủ nhân bút đại đạo ngu ngốc này, nhưng hắn cũng biết, bốn cường giả cảnh giới giới ngoại chưa chắc có thể giết được ông ta, và ông ta cũng chạy rất nhanh, hơn nữa cường giả của đế quốc chắc chắn cũng đang chạy tới hướng này. Mẹ nó! Diệp Quân cũng cảm thấy hơi đau đầu. Đối với tên chủ nhân bút đại đạo này, muốn giết cũng giết không được, thắng cũng rất khó thắng, thật sự rất tồi tệ. Trực giác mách bảo hắn. Không ai ngoại trừ người nhà hắn có thể giết được tên chủ nhân bút đại đạo này. Nhưng hắn sẽ không từ bỏ, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn cũng sẽ cố gắng thử xem. Bên kia, chủ nhân bút đại đạo thở phào nhẹ nhõm khi thấy bốn cường giả cảnh giới giới ngoại kia không đuổi theo mình, với sức mạnh hiện tại của ông ta, đừng nói bốn cường giả cảnh giới giới ngoại, cho dù là một người trong số đó cũng không thể đánh thắng được. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp này lúc nào cũng muốn giết ông ta. Quốc sư. Lúc này, đám người Cơ Vô Trần cũng chạy tới. Chủ nhân bút đại đạo vội vàng nhìn về phía những người xung quanh Cơ Vô Trần, rất nhanh, sắc mặt ông ta tối sầm lại, cô nương kia đâu? Cơ Vô Trần có chút không hiểu, ai? Chủ nhân bút đại đạo nói, chính là người phụ nữ luôn đi theo bên cạnh ngươi. Cơ Vô Trần cười nói, ông nói vưu cô nương à? Cô ta. Nói đến đây, hắn ta đột ngột quay đầu lại. Mới phát hiện Vưu Liêm căn bản không đi theo tới đây. Như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hắn ta đột nhiên trở nên tái nhợt. Chủ nhân bút đại đạo nói, cô ta là người của nhà họ Thiên.
Cái này, sắc mặt của Cơ Vô Trần càng trở nên khó coi hơn. Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn mọi người có mặt tại hiện trường và nói, ta đã quá coi thường nhà họ Thiên này rồi. Từ trước đến nay, ông ta đều là đưa ra kế hoạch, khống chế toàn cục, ngoại trừ lần chịu thiệt thòi ở nhà họ Dương gia, ông ta vẫn chưa từng bị ai lừa gạt. Vì vậy, sau khi tới đây, trong mắt ông ta cũng chỉ có Diệp Quân, thật ra ông ta cũng chỉ coi Diệp Quân như một nửa đối thủ của mình, đối thủ thật sự trong lòng ông ta vẫn luôn là người nhà của Diệp Quân chứ không phải Diệp Quân. Nhưng vào lúc này, ông ta biết mình phải bỏ đi mọi sự khinh thường trong lòng. Nếu lại đánh giá thấp kẻ địch một lần nữa, ông ta sẽ phải chịu tổn thất lớn. Chủ nhân bút đại đạo thu hồi suy nghĩ, nói, bên phía chiến trường đế tinh thế nào rồi? Đại hoàng tử Cơ Tiêu trầm giọng nói, bên kia còn đang giằng co. Chủ nhân bút đại đạo nói, trực tiếp đi đến chiến trường đế tinh. Cơ Tiêu sửng sốt, quốc sư, phụ hoàng. Chủ nhân bút đại đạo nói, đừng sợ, với sức mạnh của phụ hoàng ngươi, không ai trong vũ trụ này có thể giết được ông ta. Hiện giờ ông ta đang kiềm chế gia chủ quân gia và một số cường giả cảnh giới giới ngoại. Chúng ta mau tới chiến trường đế tinh, tấn công bất ngờ, chiếm được chút ưu thế. Cơ Tiêu lại không nói. Gã ta biết chủ nhân bút đại đạo nói đúng, nhưng nếu mấy tên cường giả cảnh giới giới ngoại kia của quân gia bao vây cơ chiến. Hơn nữa, cho dù không có việc gì, nếu bọn họ chọn rời đi ngay bây giờ, trong lòng phụ hoàng sinh ra khúc mắc thì gã ta phải làm sao? Nhìn thấy Cơ Tiêu và Cơ Vô Trần đều không có ra lệnh, sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên tối sầm, các ngươi đã quên lời nói của phụ hoàng các ngươi rồi sao? Nhìn thấy ta giống như nhìn thấy ông ấy. Cơ Tiêu trầm giọng nói, quốc sư, thế này thì sao, ta sẽ để lại mấy tên cường giả cảnh giới giới ngoại canh giữ ở đây. Những người còn lại sẽ đi đến chiến trường đế tinh. Đồ vô dụng. Chủ nhân bút đại đạo tức giận, các ngươi là đám vô dụng, chết tiệt, còn tệ hơn cả tên khốn kiếp đó nhiều. Mẹ kiếp. Mọi người. Chủ nhân bút đại đạo tức không chịu được. Không phải đại hoàng tử và cửu hoàng tử không thông minh, mà là bọn họ quá tư lợi, tầm nhìn thế cục quá nhỏ. Trong mắt bọn họ chỉ quan tâm đến ngôi vị hoàng đế. Giáo dục thất bại. Chủ nhân bút đại đạo không nói gì thêm, bởi vì ông ta hiểu rõ hai người bọn họ, đối với hai người này, chỉ có trở thành hoàng đế mới có thể tu luyện ra những công pháp và thần thông mạnh mẽ nhất trong đế quốc cũng như truyền thừa của các hoàng đế trước. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía tận cùng Ngân Hà, ánh mắt rơi vào người Diệp Quân, lúc này Diệp Quân dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn về vị trí của ông ta. Bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quân thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu vận dụng kiếm ý chữa trị thân thể. Chủ nhân bút đại đạo không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Đại hoàng tử và cửu hoàng tử nhìn chủ nhân bút đại đạo, đều có chút không vui, tuy ông ta là quốc sư, nhưng cũng quá kiêu ngạo. Tất nhiên, cả hai đều không nói gì, vì hiện tại bọn họ vẫn chưa thực sự chắc chắn về địa vị của chủ nhân bút đại đạo trong lòng phụ hoàng bọn họ là như thế nào. Tang Hàn nhìn về phía cuối Ngân Hà với vẻ mặt phức tạp. Nàng ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Sắc mặt của cửu hoàng tử Cơ Vô Trần là khó coi nhất, bởi vì hắn ta không ngờ Vưu Liêm lại là người của nhà họ Thiên. Nhà họ Thiên vậy mà lại bố trí một người nằm vùng bên cạnh hắn ta, nhưng hắn ta lại hoàn toàn không biết gì về việc này. Sắc mặt Cơ Tiêu ở một bên cũng cực kỳ u ám, hiện tại hắn ta hoài nghi bên cạnh hắn ta cũng có nằm vùng. Phía cuối Ngân Hà, hai luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bộc phát từ ranh giới giữa hiện thực và hư ảo, ngay sau đó, vùng thời không đặc biệt kia lập tức trở nên hư ảo, không lâu sau, thời không xung quanh đột nhiên nứt ra như một tấm gương vỡ. Bốn cường giả cảnh giới giới ngoại lập tức bảo vệ Diệp Quân, liên tục rút lui, sau khi rút lui mấy vạn trượng, bốn người cùng nhau bố trí một kết giới mạnh mẽ, khóa chặt thời không nơi Diệp Quân ở, lúc này... Những đợt sóng xung kích đáng sợ đột ngột xuyên ra từ thời không xung quanh. Ầm ầm ầm. Thời không nơi Diệp Quân đang đứng không ngừng bị những đợt sóng xung kích sức mạnh này oanh tạc, cực kỳ kinh khủng. Vẻ mặt Diệp Quân rất nặng nề, sức chiến đấu của thiên hợp và cơ chiến thật sự vượt xa cường giả cảnh giới giới ngoại bình thường. Tuy nhiên, hắn có cảm giác giữa hai người này vẫn có khoảng cách chênh lệch so với người kỳ lạ trước đó. Nếu bây giờ hắn phải đối mặt với người kỳ lạ đó, hắn vẫn không thể chống trả được. Nhưng nếu gặp hai người trước mặt này, hắn vẫn có thể cố đứng lên chống lại họ. Ở nơi xa, cơ chiến và thiên hợp đã ngừng chiến đấu,
lúc này xung quanh hai người đều bị bao vây bởi những sức mạnh đáng sợ, vô số loại sức mạnh của đạo pháp thần bí đang lơ lửng trong không trung. Thiên Hợp nhìn chằm chằm Cơ Chiến, cười nói, người mạnh hơn phụ thân ngươi năm đó rất nhiều. Cơ Chiến bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn sao? Thiên Hợp cười nói, ta không thể bảo vệ được sao? Cơ Chiến nhìn ông ta, không nói gì, nhưng những sợi xích sắt màu vàng kim đáng sợ đột nhiên xuất hiện xung quanh ông ta. Những sợi xích sắt màu vàng kim đó giống như những chiếc lồng giam, khóa lại nơi thời không giao nhau giữa hiện thực và hư ảo này. Và giữa lông mày của ông ta, một con dấu màu vàng kim đang tỏa sáng. Ấn Đế Vương, đồ vật thần thánh nhất của đế quốc. Thiên Hợp tựa hồ ý thức được điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bốn người đang bảo vệ Diệp Quân, tức giận nói, hộ tống hắn về thiên vực bằng mọi giá. Vừa dứt lời, bốn cường giả cảnh giới giới ngoại kia dường như cảm nhận được điều gì đó, bọn họ cảm giác như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Bốn cường giả giới ngoại vừa biến sắc thì thấy thời không trước mặt vỡ ra, sáu người mặc giáp vàng lao tới, tung ra những tia sáng vàng hợp lại thành một tấm khiên che chắn cho nhóm Diệp Quân, đồng thời dùng uy áp của mình bao quanh họ. Cả sáu đều là cảnh giới giới ngoại. Nói đúng hơn, là đế vệ. Lực lượng tinh anh của đế quốc, ngày thường không xuất hiện trước mắt người ngoài, chỉ một mình hoàng đế đương nhiệm biết đến và có quyền ra lệnh cho họ. Thiên Hợp tái mặt khi nhìn thấy đế vệ. Ông ta là tử thù của đế quốc nên có biết về lực lượng này, cũng biết cảnh giới thấp nhất trong đó là giới ngoại. Không nhiều nhưng ai nấy đều mạnh. Bây giờ ông ta bắt đầu hối hận. Không phải vì đã giúp Diệp Quân, mà vì đã đánh giá thấp tiềm năng của hắn. Thiên Hợp không giỏi mưu trí nhưng cũng biết đế quốc càng muốn giết Diệp Quân chứng tỏ giá trị của hắn càng lớn. Bằng không thì đế quốc đuổi cùng giết tận làm gì. Thiên Hợp chỉ muốn thoát khỏi nơi này, nhưng Cơ Chiến đã dùng Ấn Đế Vương thần khí đứng đầu đế quốc để phong tỏa thời không. Có nó, người khác không giết được ông ta nhưng giữ chân thì không thành vấn đề. Thiên Hợp siết tay lại, bất thình lình lao về phía Cơ Chiến như đạn đại bác. Cơ Chiến thấy vậy thì cười nhạt. Khởi động Ấn Đế Vương làm khí tức tăng lên gấp mấy lần rồi cũng lao tới. Bên kia, bốn cường giả nhà họ Thiên đang bảo vệ Diệp Quân nhìn thấy sáu đế vệ thì cũng tái mặt. Sáu cường giả giới ngoại. Nhìn thôi cũng thấy không ai là tầm thường. Một cường giả nói, công tử, ta đã thông báo cho cường giả trong tộc, tối đa nửa giờ nữa họ sẽ đến. Cậu mau đi về hướng bên phải, đừng quay đầu lại, chúng tôi sẽ ngăn chúng lại. Thế là Diệp Quân lập tức ngự kiếm vọt đi không chút do dự. Bây giờ hắn ở lại đây chỉ làm gánh nặng cho những cường giả này, phải rời đi mới là giúp đỡ họ. Sự quả quyết của hắn khiến cường giả nhà họ Thiên kia thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ gặp phải thành phần cứng đầu. Chừng nào Diệp Quân còn ở đây, bọn họ đều phải dành tinh lực để bảo vệ hắn. Cường giả dẫn đầu nhìn sáu đế vệ, gằn giọng la lên, thiêu hồn. Quỳnh! Ba người còn lại đồng thời làm theo. Cường giả kia biết bốn đánh sáu là không có phần thắng, chỉ có liều mạng mới có cơ hội ngăn chúng lại. Sáu đế vệ kia thấy bốn cường giả thiêu hồn thì giật mình vì bất ngờ. Giết chúng. Tên thủ lĩnh không chút chần chừ, dẫn năm người còn lại xông tới. Bên kia, Diệp Quân đang ngự kiếm bay vù vù, nhưng không có kiếm Thanh Huyên thì tốc độ cũng chẳng nhanh được bao nhiêu. Hắn không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Nhưng không lâu sau hắn đã đanh mặt khi thấy một đế vệ giáp vàng bước ra từ thời không gần đó. Khí tức này chỉ yếu hơn Cơ Chiến và Thiên Hợp mà thôi. Đối phương chính là thủ lĩnh đế vệ đế thần. Ông ta nhìn hắn với vẻ vô cảm, sau đó thân thể nhòe đi. Diệp Quân lập tức khép ngón tay, bắn kiếm ý vô địch ra. Đi kèm ba loại huyết mạch. Nhưng đế thần chỉ vung tay thôi đã đấm nó nát bét, đẩy Diệp Quân lùi lại, khiến thời không sụp đổ. Hắn bị đẩy đi mấy vạn trượng, thân xác vừa được chữa trị lại nứt toác, máu tràn ra. Đế thần không lên tiếng mà bước tới, quyền thế khổng lồ lập tức ập đến. Đây là quyền đạo. Khác với đế vương, quyền đạo của Cơ Chiến mang theo đế vương khí cuồn cuộn, mang lại cảm giác một mình ngươi đang chống lại toàn bộ đế quốc. Của đế thần lại là quyền đạo chí cương chí mãnh, uy lực lên tới trình độ cao nhất. Diệp Quân cũng xông tới, kiếm ý vô địch cuồn cuộn mà ra. Hóa thành kiếm ý bắn tới như vũ bão, còn được huyết mạch làm tăng uy lực lên mấy lần. Nhưng chúng còn chưa tiếp cận được quyền mang màu vàng kia thì đã bị bắt dừng lại rồi bắt đầu văng đi tán loạn. Bỗng có tiếng kiếm minh lảnh lót. Một thanh kiếm lóe lên như sấm rền, chém vào quyền mang.
Uỳnh. Nó vỡ thành vô số mảnh vụn màu vàng, kiếm quang kia không biến mất mà chuyển mục tiêu sang đế thần. Ông ta nhíu mày, lại đấm ra, quyền mang dài mấy vạn trượng chặn lại thanh kiếm, sau đó cả hai cùng phát nổ, sóng xung kích dâng lên như núi lửa bùng nổ. Đế thần nhẹ nhàng phất tay xua đi sóng xung kích, nhíu mày, sức mạnh thời không hư chân à. Trong giọng mang theo kinh ngạc, đó là thứ sức mạnh nằm trong nhát kiếm vừa rồi. Nói cách khác Diệp Quân đã đạt đến giới ngoại, một điều ông ta chưa từng thấy ở người trẻ như vậy, mà cảnh giới của hắn còn không hiện ra. Ông ta chợt hiểu vì sao hoàng đế lại hạ lệnh giết hắn. Bằng không sau này hắn sẽ thành đại đế. Trước kia đế quốc còn lợi dụng nhà họ Thiên để giết hắn, làm sao hắn lại không ôm hận cho được. Đế thần thu hồi suy nghĩ, siết tay phải lại, tụ tập vô số sức mạnh quyền đạo tối cao vào tay. Bên kia, một thanh ý kiếm ngưng tụ trong tay Diệp Quân. Chứa sức mạnh thời không hư chân. Hắn vốn không muốn dùng, nhưng không dùng không được. Bằng không thì không thể chống lại người này. Hắn cũng hối hận mình đã xem thường đế quốc, không ngờ cơ chiến lại một lòng muốn giết hắn, không cho cơ hội đánh trả. Bỗng đế thần biến mất. Xoẹt. Thời không trước mặt Diệp Quân bị chấn vỡ, uy áp quyền đạo hủy thiên diệt địa ùa ra. Hắn lao tới, vung kiếm chém vào. Kiếm minh vang vọng tinh không. Sức mạnh của hai bên va vào nhau kịch liệt khiến thời không nơi đó vỡ nát, uy lực tràn ra đập vỡ hết thảy. Diệp Quân bị hất bay đi trăm nghìn trượng, thân xác vỡ ra từng tấc, linh hồn nhòe đi. Đế thần chỉ lui lại hơn vạn trượng, trên người có 10 vết kiếm sâu hóm, chém xuyên giáp vàng. Ánh mắt ông ta nhìn Diệp Quân khẽ đanh lại. Yêu nghiệt, cơ chiến bên kia cũng chú ý đến bên này, phát hiện mình đã đánh giáp thấp Diệp Quân thì âm thầm hối hận. Sớm biết vậy đã không dứt khoát về phe chủ nhân bút đại đạo. Nhưng bây giờ thù đã kết, y và đế quốc không còn đường lui. Thiên tài bực này bây giờ nếu không bóp chế, ngày sau sẽ thành đại họa. Chủ nhân bút đại đạo cũng sâu không lường được, đế quốc lựa chọn ông ta không có gì là sai. Bên kia, Thiên Hợp hưng phấn vô cùng. Ông ta vốn nể mặt Vưu Liêm nên mới đến cứu Diệp Quân, bởi hắn phải có năng lực thì cô ta mới nói bảo vệ hắn bằng mọi giá, lại còn mạo hiểm có thể bị phát hiện. Giờ đây thấy sức mạnh của Diệp Quân, ông ta nhận ra mình đã đánh giá thấp tiềm lực của hắn. Thế lực bình thường không thể đào tạo ra người này, ngay cả thiên tài thế hệ trẻ của nhà họ Thiên cũng còn kém hắn. Vui xong thì buồn, nhà họ Thiên cũng phái cường giả cao cấp đến cứu viện nhưng vẫn cần thời gian, mà biến số có thể xảy ra. Mà bốn cường giả nhà họ Thiên kia đã không chịu nổi nữa. Bốn đánh sáu quá thiệt cho họ. Đế quốc còn phái ra đế vệ hàng thật giá thật. Thiên Hợp lo thúi ruột. Bên kia, Diệp Quân ổn định lại linh hồn, ngừng tụ ra ý kiếm. Hắn hít sâu, ngẩng đầu cười to, đến đây đánh. Đến đây. Hắn không phòng thủ nữa mà chủ động tấn công. Kiếm quang xé gió lao về phía đế thần. Lúc này, hắn phát huy sức mạnh huyết mạch của mình đến cực hạn, hắn đi tới bất cứ nơi nào, thời không trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Với một kiếm này, Diệp Quân thực sự quên mất sự sống và cái chết. Hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết. Hắn không còn con đường nào khác để đi. Một kiếm này đã đạt đến giới hạn hiện tại của hắn. Bùm! Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó, tại khu vực hai người đang đứng, vô số kiếm quang và quyền quang màu vàng kim bùng nổ ra, tiêu diệt vạn vật trong nháy mắt. Linh hồn của Diệp Quân trực tiếp bị đánh bay đi, khi hắn dừng lại, linh hồn của hắn đã hư ảo gần như trong suốt. Ở nơi xa, đế thần cũng liên tục lui về gần vạn trượng, khắp người đều có vết kiếm, thân thể có những vết nứt như mạng nhện, cực kỳ khủng bố. Đế thần liếc nhìn thân thể của mình, cảm thấy kinh hãi, ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, sát ý nổi lên, ông ta nắm chặt tay phải, chuẩn bị trực tiếp chôn vùi Diệp Quân, nhưng vào lúc này, thời không bên phải đột nhiên phát nổ, ngay sau đó, một bóng người lao về phía ông ta như một quả đạn pháo. Đế thần hơi nheo mắt lại, giơ tay đấm ra, cú đấm uy lực đến rung chuyển cả ngân hà. Bùm! Đế thần liên tục rút lui. Mà nơi ban đầu ông ta đứng, có một người đàn ông trung niên đang đứng, người đàn ông trung niên mặc một bộ áo bào rộng, tóc dài xõa trên vai, trên mặt nở nụ cười điên cuồng, khí phách phi phàm. Sau khi đế thần dừng lại, ông ta nhìn người đàn ông trung niên nói, Thiên Võ. Thiên Võ, đệ đệ của Thiên Hợp, gia chủ hiện tại của nhà họ Thiên,
là nhân vật đứng thứ hai của nhà họ Thiên. Thiên Võ liếc nhìn đế thần, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quân cách đó không xa, ông ta vung tay áo lên, một luồng sáng u ám đột nhiên lao về phía Diệp Quân. Sức mạnh linh hồn dâng trào. Những luồng sức mạnh linh hồn đó như thủy triều tràn vào trong cơ thể Diệp Quân, linh hồn vốn đang hư ảo của Diệp Quân dần dần bắt đầu hiện rõ hơn. Thiên Võ nhìn Diệp Quân và nói, đi về phía bên phải. Diệp Quân chắp tay nói, tiền bối, phía trước còn có 4 vị tiền bối, bọn họ đang ngăn cản 6 tên cảnh giới ngoại của đế quốc. Thiên Võ thu hồi ánh mắt, nói, ngươi mau đi trước đi. Diệp Quân không chút do dự gật đầu, thân thể hắn run lên, ngự kiếm bay lên, biến mất ở phía cuối ngân hà. Vị tiền bối này thực lực thật đáng sợ, không hề yếu hơn vị đế thần kia, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa còn kêu hắn mau rời đi. Vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất, khi cường giả nhà họ Thiên đến tiếp viện thì cường giả đứng đầu của đế quốc cũng đang đến tiếp viện. Diệp Quân vừa rời đi, Thiên Võ liền vút lên, lao thẳng về phía vị đế thần kia. Ánh mắt đế thần lạnh lùng, hung hăng vung một quyền về phía Thiên Võ. Bùm! Chẳng bao lâu, vùng ngân hà này bắt đầu biến mất từng chút một. Bên kia, Diệp Quân ngự kiếm xuyên qua ngân hà, hắn tăng tốc độ của mình lên đến cực hạn, tuy nhiên, không lâu sau, hắn cảm giác được rất nhiều khí tức thần bí đột nhiên xuất hiện trong thời không xung quanh. Diệp Quân nheo mắt lại, sức mạnh huyết mạch dâng trào khắp cơ thể. Xoẹt! Đột nhiên, thời không xung quanh hắn bị xé toạc, sau đó, ba người mặc đồ đen lao ra như sấm sét, nhưng trong chốc lát đã biến mất không chút dấu vết, không còn cảm nhận được chút hơi thở nào. Lại là ba gã cường giả cảnh giới ngoại. Hơn nữa, ba gã cường giả giới ngoại này cũng có chút kỳ quái. Bởi vì hắn hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của đối phương. Sắc mặt Diệp Quân đột nhiên tối sầm, hắn nắm chặt thanh kiếm Thanh Huyên trong tay phải, ngay lúc hắn đang chuẩn bị ra tay thì đột nhiên, một chùm ánh sáng từ sâu trong ngân hà vũ trụ lao vút tới trong không trung, trong nháy mắt, chùm tia sáng đó trực tiếp bao trùm lấy hắn, mà khi hắn bị chùm ánh sáng kia bao bọc, những phù văn màu vàng huyền bí đột nhiên ngưng tụ xung quanh hắn, phong ấn vị trí của hắn. Sức mạnh của ba cường giả đế quốc đánh về phía hắn, nhưng hắn vẫn không hề hấn gì, không hề chịu bất kỳ tổn hại nào dù là nhỏ nhất. Ngược lại, ba gã cường giả đế quốc kia lại trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy vạn trượng. Trong số ba gã cường giả của đế quốc, tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân đang được bao phủ bởi ánh sáng vàng của phù văn ở phía xa, đèn thần Trường Minh. Giữa lông mày của Diệp Quân có một ngọn đèn vàng nhỏ. Đèn thần Trường Minh. Vật này là thần vật số 1 của nhà họ Thiên, nó chứa đựng một quy luật tối cao về thời không cực kỳ đáng sợ. Thời không tuyệt đối. Một khi thực chiến, có thể biến thời không trong khu vực đó thành thời không tuyệt đối, khiến nó trở thành bất khả xâm phạm. Ở phía bên kia, một người phụ nữ bước ra từ trong ánh sáng. Người phụ nữ mặc một bộ váy trắng, bồng bềnh như tiên nữ, trong tay cô ta cầm một chiếc đèn cổ xưa bằng đồng thau, ánh đèn kia có màu sắc ấm áp. Nhìn từ bề ngoài thì không giống một món thần khí chút nào. Người phụ nữ chỉ bước một bước, đã theo ánh sáng thần thánh kia đi tới trước mặt Diệp Quân, cô ta liếc nhìn Diệp Quân, sau đó quay đầu nhìn ba tên cường giả đế quốc ở phía xa xa, lúc này, ba tên cường giả đế quốc kia đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt xoẹt xoẹt, thời không xung quanh người phụ nữ trong nháy mắt nứt toác, ba tia sáng đen cao vạn trượng lao nhanh đến như dòng nước lũ. Sắc mặt người phụ nữ vô cảm. Cô ta vươn tay trái duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào, đèn thần Trường Minh, trong nháy mắt, một tia sáng thần thánh nhanh chóng lan ra, ba tia sáng đen kia vỡ tan, ba tên cường giả của đế quốc trực tiếp bị đánh bay ra xa ngàn trượng. Người phụ nữ không có hành động nữa, cô ta quay đầu nhìn Diệp Quân, vung tay áo, cuốn theo Diệp Quân rồi biến mất trong vực sâu của ngân hà. Dọc đường đi, đèn thần Trường Minh vẫn phóng ra ánh sáng thần thánh khủng bố để bảo vệ Diệp Quân. Ba tên cường giả của đế quốc nhìn về phía tận cùng ngân hà cũng không truy đuổi nữa, có thần vật số 1 của nhà họ Thiên bảo vệ, bọn họ muốn giết Diệp Quân là không có khả năng. Bên kia, Cơ Chiến và Thiên Hợp cũng dừng lại. Sắc mặt Cơ Chiến vô cùng khó coi, ông ta đã nhận được tin tức Diệp Quân được cường giả nhà họ Thiên cứu thoát. Vẫn để hắn được cứu. Điều này khiến ông ta có phần bất ngờ. Ở nơi xa, Thiên Hợp cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng mấy chốc. Sắc mặt ông ta cũng trở nên có chút khó coi, bởi vì một trong 4 cường giả cảnh giới ngoại bảo vệ Diệp Quân lúc ban đầu đã chết.
Mỗi cường giả cảnh giới giới ngoại đều được nhà họ Thiên nỗ lực bồi dưỡng, nếu mất đi một người thì tổn thất sẽ rất lớn, hơn nữa người bị giết còn là đệ đệ trong tộc của ông ta. Vẻ mặt Thiên Hợp phức tạp, hy sinh một người trong tộc của mình chỉ vì một người ngoài. Ông ta không suy nghĩ việc này nữa, vì đó là lựa chọn của ông ta, nếu đã đưa ra lựa chọn thì không còn chỗ để hối hận. Ở nơi xa, Cơ Chiến đột nhiên nói, Thiên Hợp, vì một người ngoài mà một vị cường giả cảnh giới giới ngoại đã chết, ba cường giả cảnh giới giới ngoại bị thương nặng, có đáng không? Thiên Hợp nhìn Cơ Chiến, hôm nay ngươi đối xử với thiếu niên kia như vậy, ngươi cho rằng sau này hắn sẽ tha cho đế quốc của ngươi sao? Cơ Chiến khinh thường nói, chỉ dựa vào hắn. Thiên Hợp cười nói, nếu thật sự không để ý tới hắn, vì sao ngươi phải mất công tới giết hắn? Cơ Chiến nói, ngươi chọn hắn, còn ta thì chọn chủ nhân bút đại đạo, vậy chúng ta hãy chờ xem cuối cùng ai mới là người thắng. Thiên Hợp nhìn chằm chằm Cơ Chiến, vậy chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, ông ta quay người xé rách không trung rời đi. Cơ Chiến nhìn chằm chằm vào trong ngân hà, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Lúc này, chủ nhân bút đại đạo xuất hiện ở bên cạnh Cơ Chiến nói, ngươi không có gì muốn nói sao? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, ngươi muốn biết lai lịch của hắn sao? Cơ Chiến chậm rãi nhắm mắt lại, hiện tại ta không muốn biết. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn Cơ Chiến, nói, dù hắn đến từ đâu cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là đế quốc của ta đã chọn ngươi, từ giờ phút này trở đi, đế quốc của ta sẽ cùng chung số phận với ngươi. Dứt lời, ông ta quay người bỏ đi. Nếu đã đưa ra lựa chọn, thì cứ dốc hết sức để đi đến cùng. Cơ Chiến này không sợ bất kỳ nhân quả nào. Chỉ cần làm là xong. Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc một lát, liếc nhìn phía cuối thiên hà, sau đó xoay người rời đi. Trong một tòa đại điện cổ xưa, Diệp Quân nằm trên giường, thân thể đang được chữa trị từng chút một, trong trận chiến này thân thể của hắn đã bị đánh tan hai lần. Nếu không có kiếm Thanh Huyền trấn hồn, thần hồn của hắn suýt chút nữa đã bị hủy diệt hai lần. Nhưng đối với hắn cũng là một chuyện tốt, bởi vì hắn phát hiện, cho dù không sử dụng kiếm Thanh Huyền, hắn cũng không có khó chịu, điều đó có nghĩa là hắn cũng không quá lệ thuộc vào kiếm Thanh Huyền. Đồng thời, sau trận chiến này, hắn phát hiện thực lực hiện tại của hắn thật ra cũng gần như ngang bằng với cảnh giới giới ngoại, đương nhiên so với Cơ Chiến và Thiên Hợp thì vẫn còn chênh lệch rất lớn, nếu đối phương có sử dụng thần vật, thì hắn sẽ không có cơ hội chiến thắng. Không bao lâu, thân thể của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, dù sao thân thể của hắn cũng do kiếm ý ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn đột nhiên đứng dậy, vung kiếm chém ra, hắn vừa chém ra, một tia sáng thần thánh đột nhiên bắn xuyên qua không trung, toàn bộ đại điện trực tiếp biến thành bột mịn. Bùm! Diệp Quân trực tiếp bị tia sáng thần thánh kia đánh bay đi ngàn trượng, thân thể vừa mới ngưng tụ bị nứt ra, máu bắn tung tóe. Diệp Quân có chút bối rối. Đế quốc kia điên cuồng đến vậy sao, trực tiếp đuổi theo đến nhà họ Thiên. Không đúng. Rất nhanh Diệp Quân đã ý thức được không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía xa, người phụ nữ áo trắng đã cứu hắn trước đó đang nhìn chằm chằm hắn, chính là người phụ nữ áo trắng này ra tay. Diệp Quân có chút thắc mắc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Để mạng lại đây. Đúng lúc này, bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, Diệp Quân quay đầu lại, liền nhìn thấy một thiếu niên đang cầm một cây trường thương dùng tốc độ cực nhanh lao tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Diệp Quân không có ra tay, bởi vì Thiên Hợp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, Thiên Hợp nhẹ nhàng vung tay, thiếu niên kia đã bị cuốn về chỗ cũ. Thanh niên cầm trường thương trừng mắt nhìn Diệp Quân, hai mắt đỏ hoe, tộc trưởng. Tại sao phải cứu hắn? Người phụ nữ áo trắng cũng nhìn chằm chằm Diệp Quân, khí tức trên người dâng trào, nếu không phải Thiên Hợp đứng ở đó, cô ta đã sớm ra tay. Thiên Hợp thấp giọng thở dài, Thiên Lâm, đây là lỗi của ta đã đánh giá thấp Cơ Chiến. Thiên Lâm lắc đầu, tộc trưởng, ta không quan tâm nhưng chuyện này, ta nhất định phải giết hắn, cho dù có bị trục xuất khỏi nhà họ Thiên, ta cũng phải giết hắn. Nói xong hắn quay người biến mất ở nơi xa. Người phụ nữ áo trắng lạnh lùng liếc nhìn Diệp Quân, sau đó cũng xoay người rời đi. Mà chung quanh, những cường giả nhà họ Thiên kia đều nhìn Diệp Quân với ánh mắt có chút không thiện ý. Diệp Quân nhìn Thiên Hợp, nói, tiền bối, chuyện này là sao? Thiên Hợp quay người nhìn hắn, một trong bốn cường giả cảnh giới giới ngoại bảo vệ ngươi trước đó đã chết,
người đó chính là phụ thân của bọn họ. Diệp Quân sững sờ tại chỗ. Đã chết. Diệp Quân ngạc nhiên nói, vị tiền bối đó. Thiên Hợp gật đầu, người đừng nghĩ nhiều, chuyện lần này là lỗi của ta, do ta không xem trọng lời Vưu Liêm nói, nếu ban đầu ta để tâm hơn thì đã không bị đối phương cắn ngược mà không kịp trở tay như thế. Diệp Quân trầm mặc, tâm tình phức tạp. Thiên Hợp vỗ vỗ vai Diệp Quân, nói, trước hết người cứ chữa thương đi đã. Nói rồi, ông ta xoay người rời đi. Diệp Quân khẽ thở dài. Ở bên khác, Thiên Hợp tìm được cô gái mặc váy trắng khi trước, cô ta đang đứng ở đỉnh núi, khuôn mặt lạnh như băng. Thiên Hợp khẽ than thở, nha đầu, việc này là lỗi của ta. Cô gái áo trắng nói, tại sao lại dốc toàn lực để cứu hắn? Thiên Hợp nói, là ý của Vưu Liêm. Cô gái áo trắng cau mày. Thiên Hợp tiếp tục nói, cô ta là người được tộc trưởng đời trước phái đến đế quốc, là người của chúng ta, cô ta gửi thư cho ta bảo rằng phải bảo vệ thiếu niên này bằng bất cứ giá nào. Ban đầu ta cũng nghi hoặc giống con vậy, nhưng sau khi nhìn thấy thiếu niên này, ta đã hiểu được tại sao Vưu Liêm lại nói như vậy. Thiếu niên này không hề đơn giản, tất nhiên quan trọng nhất là chủ nhân bút đại đạo kia không hề đơn giản. Nói rồi, ông ta dừng một chút rồi mới tiếp lời, chủ nhân bút đại đạo kia là quốc sư mới đến của đế quốc, người này không thuộc nền văn minh vũ trụ chúng ta, kiến thức sâu không lường được. Nhà đầu, con cũng biết đó, bây giờ chúng ta với đế quốc có thể nói là lưỡng bại câu thương, bởi vậy một thế lực của nền văn minh mới đến rất có thể phá vỡ được sự cân bằng này, mà Diệp công tử và chủ nhân bút đại đạo kia lại là tử địch, vậy nên... Cô gái áo trắng trầm mặc. Thiên Hợp tiếp tục nói. Ta cũng không biết rốt cuộc lai lịch của chủ nhân bút đại đạo và Diệp công tử kia ra sao, nhưng bây giờ xem ra hai người này đều rất đáng sợ. Nếu chúng ta không cứu Diệp công tử, đế quốc kia có chủ nhân bút đại đạo trợ giúp thì e là nhà họ Thiên cuối cùng sẽ bại trận. Cô gái áo trắng gật gật đầu, đại bá, ta biết rồi, bác không có tư tâm khác, bác cũng là vì nhà họ Thiên, ta và đệ đệ không hận bác. Thiên Hợp khẽ thở dài. Cô gái áo trắng lại nói, đại bá yên tâm. Ta và đệ đệ sẽ không tìm hắn báo thù. Không có chuyện gì lớn hơn nhà họ Thiên. Vẻ mặt của Thiên Hợp rất phức tạp. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện phía sau ông ta, bóng mờ nói, Vưu Liêm đã trở về. Thiên Hợp lập tức thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhìn cô gái áo trắng, nha đầu, mấy ngày nay con cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi, chuyện cha con ta sẽ xử lý ổn thỏa. Cô gái áo trắng gật đầu, không nói gì thêm. Thiên Hợp xoay người rời đi. Ở một bên khác, Thiên Hợp gặp được Vưu Liêm, câu đầu tiên Vưu Liêm hỏi là, Diệp công tử ở đâu? Thiên Hợp nói, hắn đang chữa thương. Vưu Liêm thả lỏng trong lòng. Thiên Hợp nói, rốt cuộc lai lịch của hắn ra sao? Vưu Liêm lắc đầu, không biết. Thiên Hợp tỏ vẻ nghi hoặc. Vưu Liêm nói, ta không tiếp xúc nhiều với hắn, cũng không quá rõ về hắn. Nói rồi, cô ta nhìn Thiên Hợp, ta định hỏi rõ hắn. Thiên Hợp nói, bây giờ hắn đang chữa trị thân thể, ổn rồi ta sẽ dẫn người đi tìm hắn. Vưu Liêm đáp, được. Thiên Hợp lại hỏi, lai lịch của chủ nhân bút đại đạo thì sao? Vưu Liêm lại lắc đầu, không biết, người này, thiên tộc ta cần phải cẩn thận vạn lần. Thiên Hợp im lặng một lát mới nói, xem ra chúng ta phải nói chuyện với Diệp công tử lâu đấy. Hai người đột nhiên xuất hiện này quá thần bí. Trong phòng... Lúc này thân thể Diệp Quân gần như đã hoàn toàn hồi phục, nhìn thân thể vừa lành lặn của mình, hắn lắc đầu nở nụ cười, thân thể này trong vòng một ngày mà nát bươm nhiều lần ghê. Xem ra kiếm ý vô địch vẫn chưa đủ mạnh. Hiện tại hắn thuộc kiểu kiếm ý mạnh thì thân thể sẽ cứng. Ở trên giường, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, hắn nhớ đến cuộc chiến từng giao thủ với đế thần và cơ chiến. Phục. Hai trận chiến này hắn đều ở thế hạ phong, bị đối thủ hoàn toàn áp chế. Thực lực bây giờ của hắn vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Phải tăng cao thực lực. Chẳng mấy chốc, hắn đã lần nữa tiến vào điểm giao hư chân, khi đến đây, xung quanh có một luồng hơi thở thần bí đột nhiên ập về phía hắn. Diệp Quân cũng không biết đối phương là gì, dù sao lần trước hắn đột phá được cũng là nhớ đối phương giúp đỡ, đối phương có thể khống chế sức mạnh thời không hư chân ở đây để giúp đỡ hắn. Diệp Quân gọi, tiền bối. Cái bóng mờ kia hỏi. Ân tình là thật à? Diệp Quân. Bóng mờ kia hỏi lại, thật không? Diệp Quân gật đầu, thật. Bóng mờ gật đầu, xòe tay ra, chốc lát,
sức mạnh thời không hư chân vô cùng vô tận ở bốn phía lập tức hội tụ đến, sau đó tràn vào trong cơ thể Diệp Quân. Diệp Quân phát hiện thân thể của hắn chợt bắt đầu có sự thay đổi. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Bóng mờ kia tiếp tục nói, đại ca, cố lên. Diệp Quân, tiểu tháp, dưới sự giúp đỡ của bóng mờ, thân thể Diệp Quân bắt đầu có sự thay đổi, kiếm ý vô địch cũng có thêm một luồng năng lượng hoàn toàn mới. Sức mạnh của thời không hư chân. Lúc phá hư có thể nặn ra thần thể đạo hư, mà khi đạt đến giới ngoại thì có thể nặn thần thể hư chân. Tất nhiên độ khó của chuyện này vô cùng cao, bởi vì muốn nặn thần thể hư chân thì bắt buộc phải được hư chân linh trợ giúp, hư chân linh cũng chính là sinh linh ở điểm giao hư chân. Loại sinh linh này không phải chỉ có một, mà mỗi khu vực đều có một con, nhưng chúng nó rất bài xích sinh vật ngoại lai muốn nhận được sự trợ giúp của chúng nó gần như là không thể. Diệp Quân là ngoại lệ. Chẳng mấy chốc, dưới sự giúp đỡ của hư chân linh, thân thể Diệp Quân bắt đầu xuất hiện ánh sao nhàn nhạt lấp lánh, không chỉ thế mà hơi thở của hắn cũng ngày càng mạnh lên, bởi vì hắn có thể thỏa sức cắn nuốt sức mạnh thời không hư chân nơi đây. Một lát sau, Diệp Quân như nghĩ đến gì đó mà đột nhiên quay đầu nhìn hư chân linh, người có thể giúp ta làm một chuyện không? Hư chân linh nhìn, không nói gì. Diệp Quân khẽ nói vài câu, sau đó lẳng lặng chờ hư chân linh trả lời. Hư chân linh trầm mặc một lát, sau đó gật đầu rời yên lặng rời đi. Diệp Quân khẽ nói, hy vọng thành công. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân trở về lại thời không hiện thực, lúc này hắn không chỉ hồi phục thương thế toàn thân, mà thân thể còn được tăng cường thêm nhiều hơn, bây giờ cường giả cảnh giới ngoại bình thường đã khó lòng làm tổn thương cơ thể của hắn nữa. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên giọng nói của Thiên Hợp, Diệp Tiểu Hữu, ta và Vưu Liêm tới thăm ngươi được không? Diệp Quân thôi không nghĩ nữa, đứng dậy đi ra ngoài điện, hắn nhìn Thiên Hợp, mỉm cười nói, tiền bối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói rồi, hắn lại nhìn sang Vưu Liêm, Vưu Liêm cô nương, lại gặp mặt rồi. Thiên Hợp quan sát Diệp Quân, hơi kinh ngạc, người đột phá rồi. Diệp Quân gật đầu, có chút cảm ngộ. Vẻ mặt Thiên Hợp phức tạp, người này là quái thai hả? Vưu Liêm nói. Diệp công tử, lần này ta và tộc trưởng đến đây tìm ngươi là muốn hỏi chuyện với ngươi một chút, rốt cuộc chủ nhân bút đại đạo là ai? Diệp Quân trầm giọng nói, ta cũng không biết. Nghe Diệp Quân nói thế, Vưu Liêm và Thiên Hợp đều có chút ngạc nhiên. Diệp Quân trầm giọng nói, người này rất thần bí, thế gian này có rất ít người biết được lai lịch của ông ta. Thiên Hợp nói, lần này ông ta với ngươi đến đây là để. Diệp Quân nói, tranh giành đại đạo. Thiên Hợp hơi nghi hoặc một chút, tranh giành đại đạo. Diệp Quân gật đầu, vì một vài nguyên nhân đặc biệt mà ta và ông ấy bị đưa đến đây, ông ta bị phong ấn sức mạnh đạo pháp, còn ta bị phong ấn kiếm cùng sức mạnh trật tự của bản thân. Thiên Hợp đột nhiên nói, thực lực của ông ta bị phong ấn rồi. Diệp Quân gật đầu. Thiên Hợp nhìn chằm chằm Diệp Quân, thực lực của ngươi cũng đã bị phong ấn một phần. Diệp Quân lại gật đầu. Thiên Hợp trầm mặc, trong lòng kinh hãi. Thực lực của hai người này vẫn chưa toàn vẹn. Vưu Liêm cũng có chút khiếp sợ, cô ta hoàn toàn không ngờ thực lực của Diệp Quân đã bị phong ấn lại một phần. Tên này bây giờ đã có thể đánh ngang tay với cường giả cảnh giới ngoại rồi đấy. Thiên Hợp nói, Diệp Tiểu Hữu, ta có thể hỏi về cuộc chiến tranh giành đại đạo giữa ngươi và ông ta không? Diệp Quân nói, việc này kể ra hơi phức tạp, nói đơn giản là ta và ông ấy đều muốn tu đạo của bản thân. Nhưng đạo của chúng ta lại xung đột với nhau, thế là bị đưa đến đây để chúng ta cạnh tranh công bằng, ai thua thì phải giúp đối phương hoàn thiện đại đạo. Thiên Hợp liếc mắt nhìn Diệp Quân, khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, nhưng ông ta biết chuyện không đơn giản như vậy. Thế gian này chắc chắn còn có nền văn minh cực kỳ mạnh mẽ khủng bố mà họ chưa phát hiện ra. Đó là nền văn minh còn mạnh mẽ hơn cả nhà họ Thiên và đế quốc. Tại sao? Rất đơn giản. Đối phương có thể tìm tới được nơi đây, nhưng bọn họ lại chẳng biết gì về đối phương cả. Diệp Quân đột nhiên nói, bây giờ nhà họ Thiên và đế quốc đang tranh giành một quảng thần giới ngoại. Thiên Hợp gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hỏi, quảng thần giới ngoại đó là? Thiên Hợp giải thích, là một quảng mỏ linh tinh hoàn toàn mới, hiện nay linh tinh cao cấp nhất vũ trụ là đá tinh linh, thế nhưng trong quảng thần giới ngoại này được phát hiện ra có linh tinh cao cấp hơn. Tu luyện cần tài nguyên nhất, mà loại linh tinh mới này có thể phá vỡ thế cân bằng hiện tại,
bởi vậy hai bên chúng ta đều không thể từ bỏ. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Diệp Quân hỏi, sao? Thiên Hợp trầm giọng nói, quảng thần giới ngoại này không hề đơn giản, sâu trong quảng thần có một cường giả thực lực khủng bố, ta đã từng tiếp xúc với người đó. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, thôi quên đi, trước tiên giải quyết chuyện của đế quốc trước đã rồi nói sâu. Diệp Quân nói, trận chiến với đế quốc này có phần thắng không? Thiên Hợp nói, 50-50, nhưng hiện tại chủ nhân bút đại đạo đã gia nhập phía bên kia. Diệp Quân trầm giọng nói, người này nếu không bị phong ấn sức mạnh đại đạo thì nhà họ Thiên sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng bây giờ, chúng ta và bọn họ như nhau, chủ nhân bút đại đạo để ta đối phó. Nói rồi, hắn nhìn về phía Thiên Hợp, tiền bối, ta cần phải hiểu rõ tất cả mọi thứ về nhà họ Thiên và đế quốc, bao gồm cả tất cả thế lực đứng đầu ngoài nhà họ Thiên và đế quốc ra. Thiên Hợp đáp, chuyện này thì dễ. Nói rồi, ông ta xòe tay ra, một quyển sách xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân mở sách ra, một luồng sáng vàng bay vào trong biển ý thức của hắn. Một lát sau, Diệp Quân nói, gần đây nhà họ Thiên chiếm thế thượng phong là bởi vì có di tộc Thái Cổ giúp đỡ. Thiên Hợp gật đầu, đúng. Diệp Quân nói, thế di tộc Thái Cổ có đáng tin không? Thiên Hợp tự tin nói, tất nhiên. Diệp Quân nhìn ông ta, không nói lời nào. Thiên Hợp trầm giọng nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi. Diệp Quân nói, đến di tộc Thái Cổ, đi ngay bây giờ. Ở vũ trụ này trừ hai bá chủ là đế quốc và nhà họ Thiên gia thì còn ba đại gia tộc, lần lượt là di tộc Thái Cổ, Trụ tộc và Ô tộc. Trụ tộc có giao tình tốt với đế quốc, Ô tộc lại thân với nhà họ Thiên, còn di tộc Thái Cổ vốn đứng ở trung lập, mãi tận gần đây mới theo nhà họ Thiên, giúp họ chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Diệp Quân bèn nhận ra chủ nhân bút đại đạo rất có thể sẽ xuống tay với gia tộc này. Không lâu sau, Thiên Hợp dẫn hắn đi đến di tộc Thái Cổ. Bọn họ có lịch sử từ ngàn xưa, bắt nguồn còn trước cả nhà họ Thiên, cũng đã từng trải qua một thời huy hoàng, làm bá chủ thiên hạ. Nhưng sau đó thiên tài dụng dần khiến họ bắt đầu suy yếu, cuối cùng bị đế quốc và nhà họ Thiên qua mặt. Người từng ở trên đỉnh cao ai lại chịu khom lưng cúi đầu. Đây cũng là lý do vì sao họ vẫn luôn ở thế trung lập. Diệp Quân vừa bước ra khỏi thời không đã nhìn thấy mấy trăm nghìn đại điện xa xưa đứng sừng sững trong không trung, nguy nga tráng lệ vô cùng. Nơi này là Thái Cổ di giới. Một ông lão xuất hiện tiếp đón hai người bọn họ. Thiên Hợp hỏi, lão Lý, tộc trưởng của các ông có ở nhà không? Ông lão đáp, bẩm, tộc trưởng đang tiếp khách. Diệp Quân nghe vậy thì xa sầm mặt. Chắc chắn là chủ nhân bút đại đạo đến rồi. Trông Thiên Hợp cũng không vui vẻ được bao nhiêu, không ngờ người kia lại thật sự ra tay với di tộc Thái Cổ trước. Ông lão ra chiều khó xử, Thiên Hợp tộc trưởng. Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu, ông ta vội nói, mời ngài vào. Rồi đưa Thiên Hợp và Diệp Quân biến mất. Hai người họ xuất hiện trong một đại điện, nơi chủ nhân bút đại đạo đang ngồi sẵn, đang cười tủm tỉm nhìn Diệp Quân. Ngồi ở vị trí cao nhất là tộc trưởng Thái Cổ Kình, kế bên còn có một thanh niên trẻ tuổi. Thái Cổ Kình đứng dậy, cười nói, Thiên Hợp huynh. Thiên Hợp đáp lễ, Kình huynh. Thái Cổ Kình, hai vị, mời ngồi. Diệp Quân và Thiên Hợp ngồi đối diện chủ nhân bút đại đạo, chỉ thấy ông ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như đã nắm tất cả trong tay. Thái Cổ Kình đi thẳng vào vấn đề, vị đạo huynh này nói có thể giúp gia tộc ta giải trừ phong ấn trên Thái Cổ Thần Kinh. Thiên Hợp nhíu mày. Thái Cổ Thần Kinh. Nó là thần vật đứng đầu của TDC, cũng là một quyển thuật thần thông có tiếng là đứng đầu thế gian, thứ có sức mạnh kinh khủng nhất tộc. Sự xuống dốc của di tộc Thái Cổ cũng có liên quan đến nó. Vì nó đã rơi vào trạng thái phong ấn sau khi vị tổ tiên thứ hai trong tộc qua đời, từ đó đến nay không tỉnh lại. Cũng may di tộc Thái Cổ xây dựng được cơ đồ lớn nên mới kéo dài được tới bây giờ, bằng không thì đã bị nuốt sạch. Mà bây giờ, chủ nhân bút đại đạo nói ông ta có thể giải phong ấn cho Thái Cổ Thần Kinh. Thiên Hợp nghe xong thì tim như chìm xuống đáy biển. Ông ta biết nếu chủ nhân bút đại đạo nói thật thì di tộc Thái Cổ chắc chắn sẽ không từ chối cám dỗ này. Thái Cổ Kình nói xong thì nhìn sang Thiên Hợp và Diệp Quân. Ý nghĩ thế nào đã quá rõ ràng. Nếu họ không thể đưa ra điều kiện tốt hơn thì di tộc Thái Cổ sẽ lựa chọn theo chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân bỗng đứng dậy. Chủ nhân bút đại đạo lập tức mở miệng, danh con, đừng vội nói ngươi cũng giải được phong ấn.
hắn làm lơ ông ta, nói với Thái Cổ Kình, tiền bối, người nhà ta có thể. Đệt bà! Chủ nhân bút đại đạo quát lên, người nhà ngươi giải được thì liên quan đếch gì đến ngươi? Ngươi quên mình không được gọi người à? Diệp Quân liếc sang, ông giãy lên làm gì? Chủ nhân bút đại đạo. Thái Cổ Kình tò mò, người nhà của công tử. Diệp Quân, phải. Thái Cổ Kình cười, ta từng nghe nói công tử đánh ngang tay với Cơ Chiến, ban đầu còn không tin, bây giờ thì nhận ra ta đã đánh giá thấp công tử. Ngưng tụ được thần thể hư chân đúng là không tầm thường. Bốn chữ ấy khiến thanh niên đứng cạnh ông ta nhìn sang Diệp Quân. Trong ánh mắt có tò mò và kinh ngạc, càng nhiều hơn là chiến ý. Chủ nhân bút đại đạo không có gì thay đổi. Diệp Quân thấy ông ta vẫn bình thản thì thoáng lo âu, bề ngoài vẫn làm như ung dung mà đáp. Chủ nhân bút đại đạo nói có thể giúp tiền bối giải phong ấn của Thái Cổ Thần Kinh, ta tin ông ta làm được. Thái Cổ Kình ra vẻ ngạc nhiên. Chủ nhân bút đại đạo thì làm ra vẻ đề phòng. Diệp Quân, ta không làm được nhưng người nhà ta chắc chắn có thể. Nếu tiền bối không vội thì xin đợi một chút, ta sẽ nhờ người đến giải phong ấn Thái Cổ Thần Kinh, được chứ? Vô liêm sỉ. Chủ nhân bút đại đạo cười khẩy, đúng là tên mặt dày không biết xấu hổ, hở ra là gọi người tới. Diệp Quân liếc xéo, còn lão thì sao, lão chó già. Ông sống bao lâu, ta sống bao lâu? Chủ nhân bút đại đạo tuy bị phong ấn pháp lực nhưng ký ức thì vẫn còn. Ông ta nói, cha ngươi đã nói chúng ta cạnh tranh công bằng, giờ đây ngươi cứ đụng chuyện là gọi cứu viện là thế nào đây? Diệp Quân, thế ta đã gọi chưa? Gọi chưa? Chủ nhân bút đại đạo cả giận, đừng có chơi chữ với ta. Diệp Quân, ta chỉ nói chuyện ở đây, ta sẽ nói người nhà giải phong ấn cho di tộc Thái Cổ. Ông cứ nhảy dựng lên làm gì? Chủ nhân bút đại đạo cay cú trừng mắt, Diệp Quân không chịu yếu thế nhìn lại. Thấy họ hoàn toàn không cần giữ mặt mũi, Thiên Hợp và Thái Cổ Kình đều kinh ngạc không thôi. Thù oán gì mà sâu dữ vậy? Bỗng chủ nhân bút đại đạo cười, muốn chơi kiểu đó chứ gì? Diệp Quân, vậy con chó già nhà ông nói xem ta đã phạm luật chưa? Chủ nhân bút đại đạo gật gù, đúng là chưa. Rồi quay sang Thái Cổ Kình, lão huynh hãy mang Thái Cổ Thần Kinh đến đây, ta sẽ giải phong ấn miễn phí, không cần các vị trả ơn hay chọn phe. Diệp Quân sa sầm mặt. Thái Cổ Kình lập tức đứng dậy, vươn tay đẩy một quyển trục sang cho chủ nhân bút đại đạo. Ông ta nhận lấy nó rồi nhưng nghĩ đến gì mà quay sang Diệp Quân, cho tên nhóc danh người phá giải, đỡ phải nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Rồi thầy Thái Cổ Thần Kinh về phía hắn. Diệp Quân im như thóc. Chủ nhân bút đại đạo cười phá lên, không được chứ gì. Ha ha, biết vậy cứ nói sớm, ta cũng sẽ không cười ngươi. Diệp Quân mặc kệ ông ta, nói với Thái Cổ Kình, tiền bối, ta không phá giải được nhưng ta có một quyển khác cũng không tệ, tiền bối xem thử. Rồi hắn lấy một quyển trục khác đưa sang. Là Phá Bích Kinh. Bản hoàn chỉnh. Tâm huyết cả đời của vị kỳ nhân kia. Thứ ngay cả chủ nhân bút đại đạo cũng mơ ước. Hắn tin chắc nó tuyệt đối không thua kém gì Thái Cổ Thần Kinh. Quả nhiên, Thái Cổ Kình giật mình. Láo toét. Chủ nhân bút đại đạo cười nhạt, nó là của ngươi à? Diệp Quân, ta tốn mấy năm viết ra nó, chẳng lẽ lại là của ông? Mẹ nó. Chủ nhân bút đại đạo quát, dám nhận do tự mình viết. Ngươi còn mất dạy hơn cha ngươi nữa. Mặt mũi ngươi vứt đâu rồi? Diệp Quân. Đếch liên quan đến ông. Mọi người. Thái Cổ Kình trần trừ không biết phải làm sao. Lời to rồi. Của hời từ trên trời rơi xuống. Mà không có điểm báo gì hết. Ông ta cũng nhanh chóng hiểu ra chủ nhân bút đại đạo nói muốn giải phong ấn Thái Cổ Thần Kinh miễn phí thật ra là muốn di tộc Thái Cổ mang ơn ông ta. Dù sao thì người ta đã giúp mình, đến lúc cần giúp lại chẳng lẽ lại từ chối. Diệp Quân cũng nhận ra nên mới đề nghị cho họ một thứ còn mạnh hơn. Để rồi đến lúc đó chủ nhân bút đại đạo nói muốn di tộc Thái Cổ đánh nhà họ Thiên thì chẳng lẽ lại giúp? Dù sao đi nữa, di tộc Thái Cổ là người được lợi nhất. Thái Cổ Kình bèn nói, chúng ta sẽ đứng ở thế trung lập. Chỉ có thể lựa chọn như vậy, không giúp đỡ ai cả. Chủ nhân bút đại đạo mặt không đổi sắc, không đạt được mục đích thì không giải phong ấn cho Thái Cổ Thần Kinh, hai bên không hợp tác được thì đương nhiên trở mặt thành thù. Diệp Quân chỉ gật đầu, được. Rồi nói với Thiên Hợp, đi thôi tiền bối. Ông ta gật đầu, ừ. Hai người đi ngay. Thái Cổ Kình quay sang chủ nhân bút đại đạo, đạo huynh.
Ông ta lại cười, yên tâm, ta đã hứa gì thì sẽ làm được. Làm ngay đây. Rồi ông ta nhìn Thái Cổ Thần Kinh, mỉm cười. Bên ngoài, vừa rời khỏi di tộc Thái Cổ Giới, Thiên Hợp đã dừng lại. Diệp Quân nghe ông ta nói, phải giết hắn. Đương nhiên là chỉ chủ nhân Bút Đại Đạo. Bỗng Diệp Quân nhận ra điều gì đó, biến sắc thốt lên, ông ta chỉ đến một mình. Bỏ mẹ rồi. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Thiên Hợp hơi nghi ngờ, tiểu hữu làm sao vậy? Ông ta đến một mình. Sắc mặt Diệp Quân đột nhiên trở nên hơi khó coi, ông ta không đến để lôi kéo di tộc Thái Cổ, mục đích thật sự của ông ta là dụ chúng ta đến đây rồi giết một thể. Tiền bối, đi mau. Nghe Diệp Quân nói thế, Thiên Hợp không chút do dự, nắm lấy hắn rồi phá vỡ hư không, cưỡng chế rời khỏi nơi này. Nhưng vừa vào hư không, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số phù văn màu vàng lít nha lít nhít, những phù văn vàng này đang bốc cháy, tỏa ra từng luồng sức mạnh quỷ dị, thời không nơi đây đã bị phong bế lại chặt chẽ. Ấn Đế Vương. Thời không phía đối diện Thiên Hợp và Diệp Quân đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, Cơ Chiến chậm rãi bước ra, mà bên cạnh ông ta còn có hai người áo đen cùng sáu đế thần vệ. Toàn bộ đều là cảnh giới giới ngoại. Mà xung quanh còn có những hơi thở thần bí đang dục dịch, còn là càng lúc càng nhiều. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Thiên Hợp và Diệp Quân lập tức sầm lại. Sắc mặt Diệp Quân cực kỳ âm u, mẹ kiếp, hắn vẫn còn coi thường chủ nhân Bút Đại Đạo này quá, đối phương còn đoán trước được điều hắn đoán. Thiên Hợp liếc nhìn những cường giả cảnh giới giới ngoại vừa chạy đến này, tay phải khẽ siết chặt lại, từng luồng sức mạnh đáng sợ đang dần ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta. Cơ Chiến nhìn hai người Diệp Quân, không hề phí lời, giết. Giết. Vừa dứt lời, ông ta lập tức hóa thành một luồng sáng vàng vạn trượng xông ra ngoài, sức mạnh to lớn bao trùm tất cả, chấn động tinh hà. Di tộc Thái Cổ. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn Thái Cổ Thần Kinh trước mắt, cười nói, tổ tiên của quý tộc quả là một người ghê gớm, suy nghĩ này. Hiếm ai có được. Nói rồi, ông ta đưa cuốn Thái Cổ Thần Kinh cho Thái Cổ Kình. Thái Cổ Kình nhận lấy Thái Cổ Thần Kinh, đang định nói chuyện thì bỗng, ông ta quay ra phía đối diện, lông mày nhíu lại. Lúc này ông ta cũng đã hiểu được ý đồ của chủ nhân Bút Đại Đạo, rõ ràng người này muốn dụ Diệp Quân và Thiên Hợp đến, mục đích chính là diệt cỏ tận gốc. Tâm kế khó lường. Chủ nhân Bút Đại Đạo ngẩng đầu nhìn lên hư không phía trên, chậm rãi nói, lúc hai người họ đến, vì sợ ta thuyết phục được các ngươi nên rất vội vã, không dẫn theo bất kỳ cường giả cấp cao nào đến. Mà bây giờ, ở thời không này đang có mười mấy vị cảnh giới giới ngoại đỉnh cao, còn có sát trận đế vương mạnh nhất của đế quốc. Thiên Hợp dù có mạnh hơn nữa cũng khó mà chống đỡ được. Thái Cổ Kình trầm mặc. Tất nhiên ông ta hiểu ý của đối phương đang muốn ông ta đưa ra lựa chọn. Chỉ cần giết Thiên Hợp, nhà họ Thiên sẽ thành rắn mất đầu, không thể chống lại đế quốc được. Lúc này di tộc Thái Cổ đang ở phe nhà họ Thiên, đang hưởng phồn hoa rực rỡ. Nhưng nếu vậy, một khi nhà họ Thiên sụp đổ, di tộc Thái Cổ sẽ ra sao? Sắc mặt Thái Cổ Kình lập tức trở nên khó coi, chiêu này của chủ nhân Bút Đại Đạo đã dồn di tộc Thái Cổ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Duy trì trung lập, căn bản là chuyện không thể. Chủ nhân Bút Đại Đạo lại nói, Kình tộc trưởng, hiện tại tộc Thái Cổ bằng lòng ra tay thì Thiên Hợp và Diệp Quân sẽ không còn cơ hội nào cả. Nói rồi, ông ta nhìn Thái Cổ Kình, mọi người hợp tác cùng có lợi, thấy sao? Thái Cổ Kình trầm mặc. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, tất nhiên chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của di tộc Thái Cổ. Đúng lúc này, thiếu niên luôn im lặng đứng sau Thái Cổ Kình đột nhiên lên tiếng, tiền bối, nhà họ Thiên có nắm chắc sẽ giết được bọn họ không? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn thiếu niên kia, thiếu niên mỉm cười, tiền bối, chuyện không đơn giản đến thế đâu chứ. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, không đơn giản à. Thiếu niên gật gật đầu, tiền bối, ông quá khinh thường nhà họ Thiên rồi. Chỉ cần Diệp công tử và Thiên Hợp tiền bối chưa trở về, người nhà họ Thiên chắc chắn sẽ ý thức được đã xảy ra sự cố, cường giả nhà họ Thiên chạy đến đây cùng lắm chỉ mất một phút. Ta không tin đế quốc có thể kết liễu hai người kia chỉ trong một phút. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn thiếu niên, không nói gì. Thiếu niên lại nói, không phải tiền bối muốn gài bẫy buộc di tộc Thái Cổ ta. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, di tộc Thái Cổ có thể không ra mặt, không sao cả. Thiếu niên đột nhiên nói, nếu bây giờ di tộc Thái Cổ ta giúp đỡ nhà họ Thiên thì sẽ ra sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo híp mắt lại.
thiếu niên nhìn thẳng chủ nhân bút đại đạo, nếu di tộc thái cổ ta trợ giúp nhà họ Thiên, đợi đến khi cường giả nhà họ Thiên đến, không dám nói nhiều, nhưng ít nhất sẽ giết được vài cường giả cảnh giới giới ngoại của đế quốc, dù sao đây là địa bàn của tộc thái cổ ta, chúng ta có thể khởi động tất cả đại trận thái cổ trong nháy mắt. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, thú vị thật. Thiếu niên tiếp tục nói, di tộc thái cổ ta muốn 3 phần 10 linh tinh trong quảng thần giới ngoại, nếu các hạ đồng ý, hôm nay di tộc thái cổ sẽ giúp đế quốc tiêu diệt Diệp Quân và Thiên Hợp. Chủ nhân bút đại đạo cười hỏi, nếu không đồng ý thì sao? Thiếu niên bình tĩnh nói, ta chỉ cho các hạ một phút suy nghĩ thôi. Nói rồi, hắn ta nhắm mắt lại. Chủ nhân bút đại đạo nhìn thái cổ kình ở bên cạnh, thái cổ kình cười nói, ý của cháu trai cũng là ý của ta. Chủ nhân bút đại đạo gật gật đầu, được, ta đại diện cho đế quốc đồng ý điều kiện này của tộc thái cổ. Thiếu niên mở hai mắt ra, hắn ta xòe tay, một quyển sách chậm rãi bay đến trước mặt chủ nhân bút đại đạo, mời các hạ lập lời thề. Chủ nhân bút đại đạo cười hỏi, không tin ta à? Thiếu niên bình tĩnh nói, để chắc chắn mà thôi. Chủ nhân bút đại đạo gật gật đầu, sau đó búng tay một cái, một giọt máu chậm rãi nhỏ xuống quyển sách kia. Vô biên chủ ta nếu phạm phải lời thề, sẽ chết không có chỗ chôn. Thiếu niên chủ nhân bút đại đạo, các hạ tên là vô biên chủ. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, sao thế, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi à? Nói rồi, ông ta cười khẩu hai tiếng, đến đẳng cấp như ta rồi mà còn phải chơi chiêu hạ đẳng này với ngươi sao? Thiếu niên im lặng một lát rồi nói, di tộc thái cổ tin tưởng các hạ. Nói rồi, hắn ta xòe tay ra. Quyển sách kia bay trở về tay hắn ta. Thiếu niên quay đầu nhìn thái cổ kình ở bên, truyền âm bằng huyền khí, ông nội, cho dù là nhà họ Thiên hay đế quốc thắng, di tộc thái cổ đều chỉ có thể thần phục hả? Di tộc thái cổ ta không thể làm quân cờ, nên chỉ có thể làm người đánh cờ. Đợi khi chúng ta giúp đế quốc tiêu diệt Diệp Quân và Thiên Hợp, nhà họ Thiên tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù đế quốc, khi đó chúng ta lập tức rút khỏi, ngồi yên xem hổ cắn nhau. Thái cổ kình im lặng một lát rồi nói, được. Vừa dứt lời, ông ta lập tức truyền lời, chẳng mấy chốc, bảy cường giả cảnh giới giới ngoại đỉnh cao của tộc Thái cổ đột nhiên phóng lên trời, lao thẳng về phía Diệp Quân và Thiên Hợp. Thái cổ kình cũng phóng lên trời, đích thân ra tay, không chỉ thế, còn đồng thời khởi động mấy chục trận pháp khủng bố trong tộc Thái cổ, từng luồng hơi thở đáng sợ lập tức lan tràn ra khắp đất trời. Thiếu niên nhìn về phía chiến trường hư không, bình tĩnh nói, tiền bối. Ông chọn đế quốc thì chẳng bằng chọn di tộc thái cổ ta. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía hắn ta, lý do. Thiếu niên nói, khi nãy ta đã thấy tiền bối nhìn về quyển kinh phá bích kia rất nhiều lần, rõ ràng tiền bối rất muốn có nó. Nếu tiền bối giúp di tộc thái cổ ta, sau khi chuyện thành công, nhà họ Thiên cho tiền bối được cái gì, di tộc thái cổ sẽ tuyệt đối sẽ cho nhiều hơn, không chỉ thế còn sẽ dâng hai tay kinh phá bích cho. Chủ nhân bút đại đạo im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, ta vốn tưởng Diệp Quân đã là tên quái dị nhất trong thiên địa này rồi, không ngờ di tộc thái cổ còn có yêu nghiệt bực này nữa. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiếu niên mỉm cười, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, chỉ chừng ấy tuổi đã có cơ trí như thế, đúng là đáng gờm. Diệp Quân kia so với ngươi vẫn thua xa 8.000 dặm. Thiếu niên nói, tiền bối quá khen. Vị Diệp công tử kia tuổi trẻ đã có thực lực khủng bố, cũng không phải là hạng tầm thường. Tất nhiên thái cổ lăng ta cũng không thua kém gì nhiều. Trong lời nói tràn đầy tự tin, chủ nhân bút đại đạo. Bên trong chiến trường kia, sau khi cường giả di tộc thái cổ gia nhập, Diệp Quân và Thiên Hợp lập tức rơi vào thế yếu hoàn toàn. Thật ra ban đầu bọn họ đối đầu với đám cường giả đế quốc đã vô cùng vất vả rồi, mà bây giờ có thêm cường giả di tộc thái cổ gia nhập. Bọn họ lập tức bị chèn ép. Cũng may Thiên Hợp có thể lấy sức một người đấu với đa số cường giả. Diệp Quân cũng một mình đấu với năm cường giả cảnh giới giới ngoại đỉnh cao, cũng may thân thể hắn cũng đã được nâng lên rất nhiều, nếu không hắn đã sớm bị treo lên đánh. Nhưng mà cho dù có thân thể cường đại chống đỡ thì vẫn có chút thua quá sức. Lúc này đây, ba loại huyết mạch của hắn đồng thời sôi trào, từng luồng sức mạnh huyết mạch không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể. Sau đó nương theo kiếm ý không ngừng chém ra tứ phía, từng tiếng kiếm ngân lanh lảnh xé toạc trời xanh. Nhưng mà dưới sự vây công của năm cường giả giới ngoại, từng luồng kiếm khí màu đỏ nhòm hắn thả ra bắt đầu bay tán loạn, không chỉ thế, thân thể hư chân hắn vừa đắp nặn ra cũng xuất hiện các vết nứt nhỏ.
Đánh không bao lâu, Diệp Quân bắt đầu thiêu đốt cùng sức mạnh huyết mạch, nhưng hắn vừa mới đốt thì lại có hai cường giả cảnh giới giới ngoại gia nhập vào. Bảy cường giả giới ngoại vây công. Hắn lần nữa bị áp chế. Sự tỉnh táo trong mắt Diệp Quân từ từ biến mất. Mà một bên khác, Thiên Hợp dưới sự vây công của nhóm cường giả cơ chiến cũng hoàn toàn bị áp chế. Không chỉ thế, một vài trận pháp trong di tộc Thái Cổ đã bắt đầu khởi động nhắm về phía ông ta. Phía dưới, chủ nhân bút đại đạo nhìn lên chiến trường hư không, khẽ nói, tên khốn kiếp, đừng hòng gọi người, đừng nói là ngươi, cho dù là cha ngươi đến cũng không phải là đối thủ của ta. Gọi người. Thái Cổ Lăng ở bên đột nhiên nở nụ cười, cục diện hôm nay, cho dù hắn có gọi cả nhà đến cũng phải chôn cùng hết thôi. Chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn Thái Cổ Lăng, nói với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy, đừng có ăn nói bậy bạ, nghe rõ chưa? Chuyện lần trước của Thương Hồng Y suýt nữa khiến ông ta thua to. Người nhà họ Dương hứa sẽ không can thiệp vào việc giữa ông ta và Diệp Quân, không có nghĩa là bà ai cũng có thể tùy tiện khiêu khích họ. Lần trước Dương Diệp xuất hiện còn không phải vì Thương Hồng Y chủ động khiêu khích sao? Con mẹ nó chứ! Tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa. Thái Cổ Lăng thấy ông ta làm ra vẻ nghiêm trọng vậy thì cười, xem ra tiền bối rất kiêng kỵ nhà họ Dương này nhỉ. Chủ nhân bút đại đạo lãnh đạm đáp, tuổi còn trẻ thì nên biết kính sợ thế giới này. Thái Cổ Lăng cười khẩy, ta cũng có một câu, không biết tiền bối muốn nghe hay không. Thấy ông ta im lặng, y nói, đã chọn đối địch thì đừng bận tâm gì nữa, đánh tới chết là được. Sống trên đời kỵ nhất là sợ trước sợ sau. Chủ nhân bút đại đạo liếc xéo, mi đang dạy đời ta. Thái Cổ Lăng cười, đâu dám. Nhãn giới hai bên căn bản không ở cùng cấp độ. Chủ nhân bút đại đạo quyết định không cần nói nhiều mà nhìn về nơi xa. Bằng không thì tranh cãi với một kẻ không cùng nhận thức thì sẽ chẳng đi đến đâu. Cuộc chiến ở đằng xa đã sắp kết thúc. Hư chân thần thể của Diệp Quân ngày càng rách dưới, máu tuôn như thác, nhưng vừa trào ra đã bị hấp thụ về thân xác. Nhờ có huyết mạch phong ma mà hắn đang mạnh dần lên, nhưng đối thủ của hắn lại là bảy cường giả giới ngoại đỉnh cao. Huyết mạch và kiếm ý vô địch đều bị áp chế dưới sự vây công của họ. Đúng lúc hắn định hóa ma hoàn toàn, bỗng có tiếng nổ vang lên. Duỳnh! Sóng xung kích đánh tới như thủy triều, đi kèm là hào quang vạn trượng bắn tới đẩy lùi bảy cường giả đi. Là Thiên Hợp! Ông ta đã thiêu đốt thân xác và linh hồn mình. Xem ra cũng bị đánh hội đồng tới không chịu được. Diệp Quân nhìn sang, chỉ thấy Thiên Hợp nắm tay phải lại rồi rạch một đường. Doạt! Thời không vỡ đôi thành một khe hở dài vạn trượng. Diệp Quân còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực hấp dẫn đáng sợ hút vào. Vừa rơi tõm vào trong, một cái ấn lớn chừng bàn tay đã dung nhập vào giữa trán hắn. Thiên ấn. Chí bảo nhà họ Thiên, còn được gọi là ấn tộc trưởng. Giọng Thiên Hợp vang rền như sấm, từ giờ phút này, Diệp Quân chính là gia chủ nhà họ Thiên, phàm là con cháu trong tộc đều phải nghe theo. Ai trái lệnh, thiên địa tận diệt. Thân xác và linh hồn ông ta đồng thời bốc cháy chói chang. Khí tức tăng vọt lên, khiến một vài cường giả giới ngoại cũng phải thối lui. Thiên Hợp ngoái lại nhìn Diệp Quân, thì thầm, tiểu hữu, nhà họ Thiên xin nhờ cậu. Ánh mắt ông ta toát lên vẻ quyết tuyệt khi thấy một đám cường giả lao tới, ngưng tụ ra sức mạnh khổng lồ từ trong cơ thể. Coi chừng! Giọng cơ chiến hốt hoảng vang lên, ông ta định tự bạo đấy. Tự bạo! Hai chữ này khiến ai nấy đều giật mình. Thiên Hợp điên cuồng cười to. Khi nhìn thấy cường giả di tộc Thái Cổ cũng gia nhập chiến cuộc, ông ta biết hôm nay mình không thể rời khỏi đây được. Cũng biết nhà họ Thiên chỉ có nương nhờ Diệp Tiểu Hữu mới thoát khỏi số kiếp bị tiêu diệt. Thế là ông ta quả quyết lựa chọn. Trong tiếng cười lớn, cơ thể Thiên Hợp bùng nổ trong sức mạnh hủy thiên diệt địa, ập tới như đại hồng thủy. Mấy cường giả giới ngoại thấy vậy thì tái mặt. Lựa chọn thối lui chứ không trực tiếp đương đầu. Không cần nói cũng biết cường giả giới ngoại cao cấp tự bạo đáng sợ thế nào. Khu vực đó biến thành một hố đen sâu hóm, đen kịt. Sức mạnh còn không ngừng lan đi tới di giới Thái Cổ, quật cho nó vỡ tan tành. Một nhóm cường giả cao cấp trong tộc phải chung tay hợp sức mới miễn cưỡng ngăn nó lại. Bên dưới, chủ nhân bút đại đạo chỉ nhẹ nhàng phất tay là đã dọn dẹp được sóng xung kích ập đến. Ông ta thì thầm. Rất dứt khoát. Nếu Thiên Hợp không ra tay quyết đoán thì cả ông ta và Diệp Quân sẽ không thể toàn mạng rời đi.
Thiên Hợp đã tự bạo nhưng Diệp Quân thì vẫn chạy thoát khiến sắc mặt Cơ Chiến không được tốt lắm. Thái Cổ Kình thì chỉ mỉm cười. Người mạnh nhất nhà họ Thiên đã bỏ mạng tại đây, cho thấy ngày tàn của cả tộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Đại cuộc đã định. Cơ Chiến nói, không được thả Diệp Quân chạy. Rồi dẫn người đuổi theo. Thiên Hợp đã chết nhưng Diệp Quân vẫn có thể là một biến số, phải cực kỳ cẩn thận. Chỉ khi nào hắn cũng chết thì mới thật sự gọi là đại cuộc đã định. Ở một nơi nào đó, Diệp Quân bị phun ra khỏi thời không, sau đó cảm nhận được một loạt khí tức sau lưng. Nhóm Cơ Chiến đuổi tới rồi. Nhưng cũng có những khí tức khác đáp lại ở trước mặt hắn. Cường giả nhà họ Thiên cũng đến. Lại còn là toàn bộ cường giả cao cấp. Đại trưởng lão Thiên Diêm đi đầu, theo sau là cô gái váy trắng cầm trường minh thần đăng. Mặt ai nấy đều trắng bệch sau khi nghe được lời Thiên Hợp nói trên đường. Một người đàn ông quát lên, Diệp Quân, tộc trưởng đâu? Thiên Diêm nạt lại, chớ nhiều lời, đi mau. Rồi vung tay kéo Diệp Quân lại, cùng những người khác rời đi. Vừa đúng lúc tránh được nhóm Cơ Chiến đuổi tới, nhưng bọn họ cũng không buông tha mà truy đuổi. Thiên Diêm đưa Diệp Quân trở về thiên giới, nơi toàn bộ đại trận phòng thủ đã được chuẩn bị, sẵn sàng khởi động. Nhóm Cơ Chiến đuổi tới thì dừng lại, bên trong có nhiều trận pháp đáng sợ, cứ vọt vào mà không chuẩn bị thì sẽ thương vong lớn. Gã nhìn xuống, lạnh lùng nói. Vây nơi này lại, rồi hóa thành tia sáng biến mất ở đằng xa. Trong thiên giới, một cường giả nhà họ Thiên đang chữa thương cho Diệp Quân nằm sóng xoài dưới đất. Toàn bộ cường giả trong tộc tề tựu, sắc mặt ai nấy khó coi vô cùng. Một người chỉ vào Diệp Quân, chính hắn đã hại chết tộc trưởng, mau giết hắn. Câm mồm! Thiên Diêm gào lên, cút ra! Người kia phẫn nộ vô cùng nhưng không dám mạnh miệng. Thiên Diêm chỉ nói, tộc trưởng đã truyền thiên ấn lại cho hắn. Bốn bề im lặng. Thiên Hợp chết rồi. Bọn họ chưa tiếp nhận được sự thật này, đương nhiên càng hận Diệp Quân vì hắn chính là nguyên nhân Thiên Hợp bỏ mạng. Càng khó chấp nhận hơn nữa là tộc trưởng lại truyền thiên ấn, chỉ định hắn làm gia chủ. Vừa khó hiểu vừa cảm thấy bất thường. Một trưởng lão lên tiếng, gia tộc ta bây giờ như rắn mắt đầu, phải lập tức lựa chọn tộc trưởng để ổn định nhân tâm. Một cường giả nói thẳng, ta đề nghị Thiên Diêm trưởng lão. Nay ai cũng đang hoang mang, nếu đưa một người ngoài lên, lại còn là kẻ có liên quan đến cái chết của tộc trưởng thì không thể làm an lòng, ngược lại còn khiến họ phẫn nộ và không phục, khi ấy còn tai họa nữa. Một trưởng lão khác gật đầu, tộc trưởng nhà họ Thiên sao có thể để cho người ngoài đảm nhiệm. Không hợp quy củ. Bỗng cô gái váy trắng cầm trường minh thần đăng lên tiếng, hắn được tộc trưởng chỉ định. Thiên Liên, cô có ý gì? Một trưởng lão nhìn sang. Các cường giả còn lại cũng nhìn sang. Cô ta nhìn xuống Diệp Quân, tộc trưởng chết, di tộc Thái Cổ phản bội, bắt tay với đế quốc. Tộc ổ đang ủng hộ chúng ta chắc cũng đã hay tin, rất có thể cũng sẽ trở mặt. Chúng ta đã đi đến thời khắc nguy cấp nhất, chỉ cần lơ là sẽ diệt tộc. Diệt tộc, hai chữ khiến sắc mặt ai nấy như cho tàn. Cô gái lại nói, nhà họ Thiên chúng ta rơi vào tình cảnh này không phải vì hắn mà là vì chủ nhân bút đại đạo đã phá hủy cân bằng. Trước mắt chỉ có mình hắn chống lại ông ta. Nếu chúng ta cũng đường ai nấy đi thì nhà họ Thiên mới thật sự là hết cứu. Thiên Diêm cũng nói, tộc trưởng hy sinh cứu hắn, còn chỉ định hắn kế nhiệm, nhất định là có ý đồ gì khác. Ông ta nhìn những người khác, từ giờ trở đi, hắn chính là tộc trưởng nhà họ Thiên chúng ta. Một trưởng lão trần trừ, đại trưởng lão à, sẽ không ai phục hắn hết, chỉ bằng ông lên đi, mọi người sẽ. Một người khác, ta tin tộc trưởng. Nếu ông ấy đã chọn hắn thì phải có ý nghĩa sâu xa, chúng ta hãy nghe theo. Ta ủng hộ đại trưởng lão. Ta theo tộc trưởng. Tranh cãi nảy ra. Bỗng Thiên Diêm quắc mắt đỏ bừng, run rẩy nói, các huynh đệ, nhà họ Thiên chúng ta không thể xảy ra nội loạn. Chúng ta phải đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực. Diệp Quân sẽ là tộc trưởng chúng ta, ai còn phản đối, giết không tha. Lời nói của Thiên Diêm trực tiếp khiến mọi người tại đó kinh động. Nội loạn. Giờ phút này mọi người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bây giờ tình trạng của nhà họ Thiên có thể nói là đã đến tuyệt cảnh, nếu những người như bọn hắn lại nội loạn thì nhà họ Thiên lập tức phải bị diệt trừ. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Quân, vẻ mặt phức tạp. Để một người ngoài làm tộc trưởng của nhà họ Thiên, cũng không biết là phúc hay là họa. Nhưng bây giờ bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác.
Thiên Diêm đột nhiên nói, lập tức truyền lệnh, để cho tất cả mọi người ở bên quảng thần giới ngoại quay về, ngay lập tức. Lúc này có một vị trưởng lão lui xuống. Thiên Diêm lại nói, từ giờ phút này trở đi, tất cả trận pháp trong tộc khởi động, thiên giới tiến vào cấp bậc phòng thủ cao nhất. Nói xong, ánh mắt ông ta rơi vào trên người Diệp Quân, lấy thần liên, ra cho hắn dùng. Thần liên. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều trở nên quái dị. Đây chính là một trong những bảo vật của nhà họ Thiên, có năng lực chữa trị cực kỳ đáng sợ, hơn nữa không phải một lần, mà là có thể kéo dài đến gần ngàn năm. Bởi vậy, thần liên còn được gọi là bất tử liên. Sau khi dùng, muốn chết cũng khó. Mà loại thần vật này, chỉ có nhân vật quan trọng nhất trong nhà họ Thiên mới có thể được sử dụng, bởi vì cả nhà họ Thiên cũng không có mấy đóa. Mà bây giờ lại muốn lấy một đóa cho Diệp Quân. Mặc dù trong lòng mọi người đều có hơi khó chịu, nhưng không ai nói gì. Rất nhanh, một vị trưởng lão cầm theo một đóa liên hoa đi tới, đóa liên hoa kia có màu xanh lá, cánh hoa như viên ngọc màu xanh, trong suốt long lanh, sáng như tuyết, mà theo sự xuất hiện của đóa liên hoa này, đột nhiên tại nơi đây tràn ngập mùi liên hoa thấm vào ruột gan. Vị trưởng lão đó đặt thần liên ở phần ngực Diệp Quân, thần liên khẽ run lên, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh lá đi vào trong ngực Diệp Quân. Ở trong ngực hắn, một luồng ánh sáng mang màu xanh lóe ra, trong nháy mắt bao lấy hắn. Mà dưới sự bao phủ của luồng ánh sáng màu xanh lá này, cơ thể Diệp Quân được khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ như thế, thần hồn bị thương nặng của hắn cũng được chữa trị một cách nhanh chóng. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt chính là một đám trưởng lão của nhà họ Thiên. Thiên Diêm nói, không sao chứ. Diệp Quân đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua cơ thể mình, có chút kinh ngạc, tiền bối, cái này. Thiên Diêm nói, đây là thần liên của thiên tộc ta, không chỉ có năng lực chữa trị rất mạnh, còn có năng lượng cực kỳ tinh thuần, người hấp thu cho tốt. Hai mắt của Diệp Quân chậm rãi nhắm lại, hắn cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ năng lượng cực kỳ tinh khiết đang tuôn trào, đang từ từ khôi phục lại lục phủ ngũ tạng của hắn. Thiên Diêm nói, tộc trưởng, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng. Diệp Quân nhìn về phía Thiên Diêm, có hơi nghi hoặc, bởi vì huyết mạch phong ma mà bây giờ đầu óc hắn vẫn còn có hơi hỗn loạn. Thấy Diệp Quân nghi hoặc, Thiên Diêm giải thích, lúc tộc trưởng ngã xuống, đã đưa thiên ấn cho ngươi, đồng thời đã để lại di ngôn, để ngươi làm tộc trưởng của nhà họ Thiên chúng ta. Diệp Quân im lặng, cảnh tượng lúc trước như nước thủy triều xông tới. Tộc trưởng của tộc Thiên Hợp đã tự tử. Sắc mặt của Diệp Quân phức tạp, hắn biết. Nếu như không phải tộc trưởng của Thiên Hợp tự tử, ngăn tất cả cường giả lại thì hắn cũng không thể đi được. Tộc trưởng. Lòng bàn tay hắn mở ra, thiên ấn kia ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Thiên Diêm nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là tộc trưởng của thiên tộc ta. Diệp Quân nhìn về phía đám người Thiên Diêm, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Diệp Quân chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói. Lần này là ta cùng Thiên Hợp tộc trưởng đánh giá thấp quyết tâm của chủ nhân Bút Đại Đạo. Cũng đã đánh giá thấp di tộc Thái Cổ. Thật ra nếu như không có sự gia nhập đột ngột của di tộc Thái Cổ thì cho dù là hắn và Thiên Hợp không đánh lại được thì vẫn có thể rút lui an toàn được. Nhưng hắn thật không ngờ di tộc Thái Cổ này lại đột nhiên phản chiến. Hắn đã xem nhẹ một chuyện, đó chính là dã tâm của di tộc Thái Cổ. Loại gia tộc đã từng là bá chủ siêu cấp này, sao có thể cam tâm khuất phục người khác? Chỉ cần có cơ hội, đối phương chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực đánh cược một lần. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn xoay người nhìn về phía mọi người trong điện, giờ phút này, mọi người cũng đang nhìn hắn, bây giờ Thiên Hợp đã ngã xuống, Diệp Quân trước mắt chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ không thể nghi ngờ. Diệp Quân nói, nếu chúng ta chỉ toàn lực phòng thủ, có thể phòng thủ được bao lâu? Thiên Diêm cầm đầu trầm giọng nói, phòng thủ cũng không được bao lâu. Diệp Quân im lặng một lát rồi hỏi, ô tộc có tin tức gì không? Nếu ô tộc cũng phản bội thì tình hình biên thật sự đáng lo ngại. Thiên Diêm nói, vẫn chưa có tin tức gì. Diệp Quân nhẹ giọng nói, ô tộc chắc chắn cũng đã phản bội rồi. Thiên Diêm trầm giọng nói, ô tộc vẫn luôn đi theo thiên tộc ta. Diệp Quân nói, chỗ tốt mà chủ nhân Bút Đại Đạo cho bọn họ chắc chắn là không cách nào từ chối được, hơn nữa, thế cục bây giờ. Bọn họ không thể nào lựa chọn chúng ta. Thiên Diêm nhìn Diệp Quân, theo ý ngươi, bây giờ nên làm thế nào? Diệp Quân nói, thủ.
Thiên Diêm gật đầu, ta đã để cho tất cả tộc nhân quay lại tộc, bây giờ các loại trận pháp trong tộc cũng đã khởi động, có những trận pháp này chống đỡ, cho dù bọn họ có liên thủ thì cũng không thể dễ dàng đánh vào được. Nhưng, đây dù sao cũng không phải kế lâu dài, hơn nữa, người theo chúng ta rút về, bây giờ tòa quảng thần giới ngoại kia cũng đã rơi vào trong tay bọn họ, có được linh tinh của tòa quảng thần giới ngoại gia trì, thời gian lâu dần thì bọn họ sẽ kéo dần khoảng cách với nhà họ Thiên chúng ta. Diệp Quân đột nhiên nói, nhà họ Thiên bây giờ có bao nhiêu cường giả giới ngoại cảnh? Thiên Diêm nói, 39 vị. 39 vị. Diệp Quân lại hỏi, lúc ta ở đế quốc từng khống chế hơn 1 vạn tỉnh, mỗi một tỉnh đều có một nền văn minh cấp bậc thống trị, nhà họ Thiên nắm giữ bao nhiêu? Thiên Diêm trầm giọng nói, nhà họ Thiên cũng nắm giữ hơn 1 vạn giới vực, những thứ này đều là do nhà họ Thiên ta trực tiếp khống chế. Diệp Quân nhìn Thiên Diêm, tiền bối, nhà họ Thiên có niềm tin tuyệt đối với ta không? Thiên Diêm nhìn hắn chằm chằm, có ý gì? Diệp Quân nhìn thẳng Thiên Diêm, ta cần sự tin tưởng tuyệt đối và phối hợp của nhà họ Thiên. Thiên Diêm nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Quân cũng không trả lời, chỉ nhìn Thiên Diêm. Thiên Diêm im lặng hồi lâu sau mới nói, Diệp công tử, ta cũng không biết ngươi muốn làm cái gì, ta. Diệp Quân nói, Thiên Hợp tiền bối đã cứu ta khỏi cái chết. Ta sẽ không phụ nhà họ Thiên, mà bây giờ cục diện của nhà họ Thiên cực kỳ xấu, thành thật mà nói, với tình hình hiện tại, chúng ta không nắm được bất kỳ phần thắng nào, bởi vì tên chủ nhân bút đại đạo kia còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của chúng ta, muốn dùng mưu trí để thắng ông ta, khó như lên trời. Nói đến đây, trong mắt hắn hiện lên một tia phức tạp. Ván cờ này, là hắn đã thua đối phương một nước. Mà điều này cũng khiến cho hắn hiểu được. Muốn dùng mưu trí thắng đối phương, là không có khả năng, bởi vì với kiến thức và năng lực của chủ nhân bút đại đạo, không có bất kỳ một thế lực và cường giả nào có thể từ chối hắn được. Cũng giống như lúc mà Diệp Quân hắn cầm tiểu tháp và kiếm thanh huyền, cường giả bình thường nhìn thấy tiểu tháp và kiếm thanh huyền, về cơ bản đều sẽ lựa chọn về phe hắn. Nếu không thể dùng mưu trí để thắng đối phương, vậy cũng chỉ có thể đổi một cách mới. Thiên Diêm im lặng hồi lâu sau mới nói. Những người như chúng ta đều có thể tin tưởng tuyệt đối vào ngươi, nhưng chúng ta không cách nào cam đoan những người bên dưới. Bởi vì ngươi dù sao cũng không phải người nhà họ Thiên, ngươi hiểu không? Diệp Quân im lặng. Thiên Diêm nói, có một cách. Diệp Quân nhìn về phía Thiên Diêm nói, trừ phi ngươi là người nhà họ Thiên. Diệp Quân nhíu mày, có ý gì? Thiên Diêm trầm giọng nói, ngươi thành hôn cùng với Tiểu Liên. Diệp Quân sững sờ. Mọi người cũng đều sững sờ. Mà sắc mặt của người phụ nữ váy trắng kia trong nháy mắt cũng lạnh xuống. Diệp Quân vẻ mặt nghi hoặc, ai là Tiểu Liên? Mọi người nhao nhao nhìn về phía người phụ nữ váy trắng. Diệp Quân cũng nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, mặt không chút thay đổi. Diệp Quân, Thiên Diêm trầm giọng nói, thành thật mà nói, Diệp công tử, tin tức ngươi trở thành tộc trưởng chúng ta vẫn chưa công bố ra ngoài, nhưng nếu công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ có những điều bàn tán, bởi vì ngươi không phải người của nhà họ Thiên chúng ta, ngươi làm tộc trưởng, rất nhiều người phía dưới chắc chắn sẽ không phục. Nhưng nếu ngươi thành hôn với Tiểu Liên, vậy coi như đã danh chính ngôn thuận, bởi vì Tiểu Liên chính là người thừa kế vị trí tộc trưởng tiếp theo của nhà họ Thiên ta. Diệp Quân nói, tiền bối, còn cách nào khác không? Hắn làm sao không nhìn ra được rằng vị cô nương này rất bài xích hắn? Đương nhiên, hắn cũng hiểu, dù sao. Phụ thân của cô nương này đã chết vì cứu hắn. Thiên Diêm đương nhiên cũng nhìn ra Thiên Liên không muốn, vì thế nói, không cần phải thành thân thật, các ngươi chỉ cần làm các thủ tục, tuyên bố với bên ngoài là phu thê là được. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Liên. Thiên Liên trầm mặc hồi lâu, nói, không thành vấn đề. Thiên Diêm gật đầu, vậy thì những chuyện về sau dễ giải quyết hơn rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Quân, ngươi muốn nhà họ Thiên ta làm gì? Diệp Quân hai mắt híp lại, tạo thần. Thiên Diêm có hơi nghi hoặc. Trong mấy ngày kế tiếp, chuyện Diệp Quân trở thành tộc trưởng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên vực, các giới thiên vực đều khiếp sợ, sao lại để một người ngoài làm tộc trưởng nhà họ Thiên. Nhưng sau khi biết Diệp Quân và Thiên Liên là phu thê, cảm xúc chống đối của rất nhiều người cũng không lớn như vậy nữa. Đối phương nếu đã ở rể nhà họ Thiên, vậy coi như đã là người của nhà họ Thiên. Dù sao, đứa nhỏ sau này chắc chắn phải mang họ Thiên.
Diệp Quân ngay từ đầu còn có chút lo lắng trưởng lão nhà họ Thiên bằng mặt không bằng lòng với hắn, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, loại tình huống này cũng không hề xuất hiện, nhà họ Thiên từ trên xuống dưới đều rất tôn kính hắn, thật sự đối xử với hắn như tộc trưởng, hắn biết, đây chủ yếu là bởi vì có được sự ủng hộ của Thiên Liên và Thiên Diêm. Mà vấn đề lớn nhất mà hắn gặp phải bây giờ là làm như thế nào để cứu được nhà họ Thiên. Hắn biết chủ nhân bút đại đạo sẽ không cho hắn thời gian. Quả nhiên, hai ngày sau, hoàng đế cơ chiến của đế quốc dẫn theo các cường giả của di tộc Thái Cổ đi đến thiên giới. Ngoại trừ di tộc Thái Cổ ra thì còn có trụ tộc và ô tộc vừa mới phản chiến. Đại quân áp sát. Phía chân trời, người cầm đầu chính là cơ chiến, bên cạnh gã là chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nhìn xuống phía dưới, ánh mắt gã rơi vào trên người Diệp Quân đang ở phía dưới, cười nói, Diệp Quân, đầu hàng đi. Ta và phụ thân ngươi tốt xấu gì cũng đã biết nhau rất lâu rồi, ngươi đầu hàng, dù thế nào thì ta cũng không đến mức đuổi cùng giết tận, chỉ cần ngươi đầu hàng, chuyện nơi đây, ta làm chuyện của ta, ngươi trở về làm chỗ dựa vững chắc của ngươi, thật tốt biết bao. Không được. Đúng lúc này, cơ chiến đang đứng cạnh chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, nhất định phải đuổi cùng giết tận, không được để sót một tên nào. Đuổi cùng giết tận. Nghe thấy lời mà cơ chiến nói. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì Thái Cổ Kình ở bên cạnh cũng nói, phải đuổi cùng giết tận. Ánh mắt ông ta cũng rơi vào trên người Diệp Quân. Nhìn Diệp Quân đang ở trước mắt, ông ta vẫn còn có chút kiêng dè, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, đây thật sự là quá mức yêu nghiệt. Loại yêu nghiệt cấp bậc thiên tài này thì phải giết chết mới được, bằng không, hậu họa khó lường. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi đến lại mọc lên. Nhìn thấy vẻ mặt hai người, chủ nhân bút đại đạo đương nhiên cũng biết suy nghĩ của bọn họ, lập tức nói, chiến huynh, sau khi diệt nhà họ Thiên, người này giao cho ta, như thế nào? Cơ chiến quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo cười nói, yên tâm, chỉ cần diệt xong nhà họ Thiên, ta cam đoan, người này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này thêm lần nào nữa. Cơ chiến bình tĩnh nói, được. Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quân. Trong mắt đột nhiên hiện lên sát ý. Thái Cổ Kình nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cũng không nói gì. Ông ta cũng có chút kiêng dè đối với chủ nhân bút đại đạo, bởi vì kiến thức của người này cực kỳ siêu phàm mà lai lịch lại cực kỳ thần bí. Đối với hắn mà nói, đối với người này, có thể không đắc tội sẽ không đắc tội, nhưng mà cái tên Diệp Quân vẫn phải chết. Cho dù đế quốc không giết thì di tộc Thái Cổ hắn cũng phải giết. Bởi vì ông ta biết, chỉ cần tên Diệp Quân này không chết thì sau này hắn chắc chắn sẽ trả thù di tộc Thái Cổ. Phía dưới, bầu trời thiên vực bị bao trùm bởi từng tầng màn sáng, mà ở dưới tấm màn sáng này, có gần mấy chục vạn trụ sét chống đỡ tấm màn sáng này. Đại trận phòng thủ cuối cùng của nhà họ Thiên, ngự giới thần trận. Trận pháp này một khi được sử dụng, cho dù là cảnh giới giới ngoại cũng khó đánh, đương nhiên, một người không được, nhưng khi có nhiều người. Trận pháp thủ hộ thần trận cuối cùng này là do nền văn minh thủy tổ của nhà họ Thiên gia bày ra, từ khi được lập tới nay, nó đã được sử dụng một lần, hiện giờ đây là lần thứ hai, từng trụ sét ẩn chứa nguồn năng lượng khủng khiếp không ngừng phóng lên trời từ sâu trong lòng đất, sau đó hội tụ ở trong tấm màn sáng kia, màn sáng không ngừng được tăng cường, tản ra khí tức trận pháp ngập trời. Trong thiên vực, Diệp Quân cũng đang nhìn ra ngoài màn sáng, hắn bước về phía trước một bước, đến trước màn sáng. Cách màn sáng nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo. Lúc này, Thiên Diêm và Thiên Liên xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Quân quan sát chủ nhân bút đại đạo, còn chưa tới lúc. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, còn chưa tới lúc. Diệp Quân, sự xuất hiện của ngươi, không chỉ hại chết một gã cường giả cảnh giới giới ngoại của nhà họ Thiên, còn hại chết Thiên Hợp, sao nào, bây giờ ngươi lại muốn hại chết toàn bộ thiên tộc sao? Hai tay Diệp Quân từ từ siết chặt lại. Thiên Diêm đột nhiên nói, tộc trưởng là bị ngươi hại chết, có liên quan gì đến Diệp công tử? Chủ nhân bút đại đạo nhìn về phía Thiên Diêm, cười nói, nếu như ngày đó Thiên Hợp lựa chọn tự mình trốn thoát thì còn có cơ hội đào tẩu. Thiên Diêm nói, chủ nhân bút đại đạo, ngươi đừng châm ngòi ly gián nữa. Hôm nay nhà họ Thiên ta cùng tồn vong với Diệp công tử. Chủ nhân bút đại đạo khẽ cười nói, vậy trên thế gian này lập tức sẽ không còn nhà họ Thiên nữa. Thiên Diêm nhìn chằm chằm ông ta, cho dù thiên tộc ta bị diệt, các ngươi cũng không khá hơn là bao. Chủ nhân bút đại đạo cười cười,
ánh mắt của ông ta rơi lên trên người Diệp Quân, bây giờ ngươi đầu hàng nhận thua, nhà họ Thiên còn có thể sống, ta cam đoan với ngươi. Mục tiêu của ông ta đương nhiên không phải diệt Thiên tộc, mà là muốn Diệp Quân nhận thua. Thiên Liên đứng bên cạnh Diệp Quân đột nhiên nói, ông ta đang công kích ngươi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Thiên Liên, Thiên Liên nhìn hắn chằm chằm, nhà họ Thiên vĩnh viễn sẽ không đầu hàng, thù của phụ thân ta và tộc trưởng, nhà họ Thiên ta thể phải báo, chỉ cần ngươi không đầu hàng, nhà họ Thiên ta vĩnh viễn tôn kính ngươi. Đầu hàng? Vậy thì không khác gì giao số phận của mình vào tay kẻ khác. Đây là hành động ngu xuẩn nhất. Thiên Diêm cũng có chút lo lắng nhìn Diệp Quân, bây giờ Diệp Quân là tộc trưởng, nếu Diệp Quân lựa chọn đầu hàng, vậy thì đây là một kiếp nạn cực lớn đối với sĩ khí của nhà họ Thiên. Mối thù giữa nhà họ Thiên gia và đế quốc căn bản không thể hóa giải, cũng không thể hóa giải với di tộc Thái Cổ. Cho dù nhà họ Thiên nguyện ý buông bỏ sự hận thù thì đế quốc và di tộc Thái Cổ cũng sẽ không đồng ý. Đã đến nước này, không phải ngươi chết thì là ta chết. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cười nói, đã đến nước này, ngươi còn muốn tới lừa ta, có ý nghĩa gì không? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ngươi thật sự muốn nhà họ Thiên được chôn cùng với ngươi. Diệp Quân bình tĩnh nói, người của nhà họ Thiên chết vì cứu ta, ân tình này Diệp Quân ta vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, nhưng ta càng hiểu rõ hơn khoảng khắc mà chủ nhân bút đại đạo ngươi lựa chọn đế quốc, nhà họ Thiên cũng đã nằm trong danh sách ngươi muốn diệt trừ rồi đúng không? Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày. Vấn đề này, ông ta không thể trả lời. Trả lời là đúng vậy thì sẽ khiến cho nhà họ Thiên đoàn kết triệt để với Diệp Quân, nếu là trả lời không đúng, vậy thì đế quốc có thể sẽ có những suy nghĩ khác. Diệp Quân đột nhiên nở nụ cười, sao nào, chủ nhân bút đại đạo ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện diệt nhà họ Thiên. Ngươi lựa chọn đầu quân cho đế quốc chỉ vì để lợi dụng bọn họ. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể châm ngòi ly gián sao? Cách đó không xa, sắc mặt của Cơ Chiến không chút thay đổi. Thái Cổ Kình nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, không nói gì. Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía Cơ Chiến, ngươi biết mục đích thật sự của chủ nhân bút đại đạo này không? Cơ Chiến nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quân nở nụ cười, ngươi thật sự cho rằng tên chủ nhân bút đại đạo này đến đây với ta là vì trận chiến tranh giành đại đạo. Ta nói cho ngươi biết, không, căn bản là không phải như vậy. Cơ Chiến không nói gì, Thái Cổ Kình đột nhiên hỏi, vậy tại sao? Hỏi xong, ông ta đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, lập tức nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cười mỉa, đạo huynh, ta cũng không có ý gì khác. Chủ nhân bút đại đạo không để ý tới ông ta, nhìn về phía Diệp Quân, đến đây, tiếp tục châm ngòi ly gián, ta ngược lại muốn xem ngươi tiếp tục nói dối như thế nào. Diệp Quân nở nụ cười, được thôi, là ta châm ngòi ly gián, chủ nhân bút đại đạo ngươi tới nơi này không có bất kỳ mục đích gì, ngươi giúp đế quốc cũng không có bất kỳ mục đích gì. Ngươi chỉ là đơn thuần đến để tranh giành đại đạo với ta. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên trở nên khó coi. Thái Cổ Kình nhìn Diệp Quân rồi lại nhìn chủ nhân bút đại đạo, mày nhíu lại. Cho đến nay, cái tên chủ nhân bút đại đạo vẫn chưa từng nói lai lịch của ông ta, mục đích lại từng là nói qua, đối phó với Diệp Quân. Nhưng ông ta cảm thấy điều này thật sự là có chút không đáng tin cậy. Hai người các ngươi đến đây tranh giành đại đạo. Không có mục đích nào khác. Các ngươi đang nói giỡn sao? Đúng lúc này, Cơ Chiến đột nhiên nói, Diệp Quân, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bị ngươi châm ngòi ly gián sao? Diệp Quân cười rộ lên không nói gì. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo vẫn khó coi như cũ. Ông ta biết, tên Cơ Chiến này thật ra đã bắt đầu hoài nghi ông ta, sở dĩ bây giờ nói như vậy chỉ là vì lấy đại cục làm trọng. Nhưng ông ta biết, sâu bên trong nội tâm của Cơ Chiến chắc chắn là đang đề phòng ông ta. Nhưng mà ông ta cũng không quan tâm lắm, bây giờ chỉ cần diệt nhà họ Thiên, sau đó để cho Diệp Quân đầu hàng nhận thua, vậy thì ông ta có thể khôi phục được thực lực, chỉ cần khôi phục lại thực lực thì tất cả mọi chuyện con mẹ nó đều là chỉ là muỗi mà thôi. Cơ Chiến quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, đạo huynh, có cách nào phá giải đại trận phòng thủ này không? Đại đạo bút chủ nhân nhìn về phía bức màn sáng ở phía trước không xa kia, phải nghiên cứu một chút. Cố Chiến nói, thời gian. Chủ nhân bút đại đạo nói, vài ngày là đủ rồi. Vài ngày. Nghe thấy lời mà chủ nhân bút đại đạo nói, hai mí mắt của tên Thái Cổ Kình kia giật giật, mẹ nó, đây chính là thủ hộ thần trận mạnh nhất của nhà họ Thiên,
ngươi vài ngày là có thể phá giải. Cơ Chiến cười nói, đạo huynh, vậy phải dựa vào ngươi rồi. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Cơ Chiến quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, không nói gì, một giây sau, gã xoay người biến mất tại chỗ. Thái Cổ Kình nhìn về phía đám người Diệp Quân một cái rồi cũng xoay người biến mất tại chỗ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, lần này ngươi chết chắc rồi. Diệp Quân nói, vậy thì để chúng ta mỏi mắt trông chờ. Chủ nhân bút đại đạo nói, được thôi. Diệp Quân không nói gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Quân rời đi, ánh mắt của chủ nhân bút đại đạo dần dần trở nên lạnh xuống như băng, ông ta không tin tên ngu đần này còn có thể lật ngược tình thế. Ở tại nơi nào đó có một người phụ nữ cũng đang nhìn bóng lưng Diệp Quân, người này chính là Tang Hàn. Vẻ mặt Tang Hàn phức tạp, cô ta biết không phải là Diệp Quân chủ động phản bội đế quốc, mà là bị đế quốc bỏ rơi, cô ta không ngờ sự tình lại phát triển thành ra như vậy. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những thứ này cũng đã không còn nghĩa lý gì nữa. Bây giờ đã là kẻ thù rồi. Nếu như thật sự phải giao tranh thì cô ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thành Ung Nhung, nhà họ Tần, trong điện, Tần Vân nhìn một đạo mật chiết trước mặt, cả người đều trở nên tê dại. Diệp Quân lại trở thành tộc trưởng của nhà họ Thiên. Đây là tin tức mà ông ta mới nhận được. Sắc mặt gã tái nhợt như tờ giấy, cả người đầu óc trống rỗng. Lúc này, Tần Tuyết vội vã đi đến, ông nội, làm sao vậy? Tần Vân đưa mật chiết trong tay cho Tần Tuyết, Tần Tuyết nhận lấy vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch, cái này. Tần Vân cười khổ, Diệp công tử kia lại trở thành người của gia tộc nhà họ Thiên. Tần Tuyết giọng run rẩy nói, ông nội, bây giờ chúng ta còn đang cho hắn làm thư viện quan huyên, cái này. Nghiêm khắc mà nói, chúng ta chẳng khác nào đang nối giáo cho giặc. Bây giờ ta lập tức cho mọi người dừng việc làm thư viện lại. Tần Vân lắc đầu, không còn kịp nữa rồi. Tần Tuyết nhìn về phía Tần Vân nhẹ giọng nói, cho dù chúng ta bây giờ cho dừng việc làm thư viện quan huyên lại thì đã không còn kịp nữa rồi. Bởi vì một khi thân phận của Diệp công tử được truyền ra ngoài thì đế quốc chắc chắn sẽ xuống tay với chúng ta đầu tiên. Cứ cho là đế quốc không xuống tay với chúng ta thì nhà họ Tần chúng ta cũng đã phải chịu cái danh phản quốc rồi, có làm như thế nào cũng không thể gỡ bỏ được. Giọng của Tần Tuyết hơi run rẩy nói, ông nội, nhà họ Tần chúng ta phải làm sao bây giờ? Tần Vân nhắm chặt hai mắt lại, cả khuôn mặt lộ vẻ đau khổ. Tần Tuyết lúc này nói, không được. Không thể ngồi chờ chết như vậy được, bây giờ chúng ta phải lập tức vạch rõ ranh giới với tên Diệp Quân kia, thể hiện lập trường của chúng ta không thể để cho nhà họ Tần bị diệt vong như vậy được. Vừa nói cô ta vừa xoay người rời đi. Đứng lại, Tần Vân đột nhiên đứng dậy, ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Tuyết, không kịp nữa rồi. Bây giờ rời đi đã không còn kịp nữa rồi, hiện tại nhà họ Tần ta chỉ có một con đường. Tần Tuyết hỏi, con đường gì? Hai tay Tần Vân siết chặt lại, một con đường đi vào ngõ cụt, tiếp tục làm thư viện quan huyên, không chỉ có phải làm, mà còn phải ra sức mà làm. Sắc mặt Tần Tuyết khó hiểu, ông nội. Khuôn mặt của Tần Vân có hơi dữ tợn, ngộ nhỡ, ta nói là ngộ nhỡ lần này nhà họ Thiên đánh thắng, vậy thì Diệp công tử vương giả sẽ quay về đâu? Tần Tuyết lập tức đáp, không thế nào, điều này. Giọng của Tần Vân run run nói, nhưng nếu như ngộ nỡ hắn thắng thật. Đánh cược, ta con mẹ nó đánh cược, ông đây muốn đảo ngược tình thế, hoặc là sẽ nở hoa, hoặc là bế tắc. Đánh cược, Tần Vân nắm chặt hai tay, toàn thân run rẩy, bởi vì chỉ có ông ta mới biết mình đã làm ra quyết định gì. Khi nhìn thấy bức thư bí mật kia, ông ta cảm thấy trước mắt tối tăm, trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng. Diệp Quân đã trở thành gia chủ của nhà họ Thiên. Về phần nhà họ Tần hợp tác với Diệp Quân. Sẽ có kết cục bi thảm đến mức nào? Lúc đó trong đầu ông ta tràn ngập đủ loại kết cục sẽ xảy ra với nhà họ Tần. Thực sự tuyệt vọng. Sau khi tuyệt vọng, ông ta cũng nghĩ đến việc lập tức cắt đứt quan hệ với Diệp Quân, nhưng lý trí lại nói với ông ta rằng hiện tại muốn cắt đứt quan hệ với Diệp Quân đã quá muộn. Đã quá muộn rồi. Bởi vì tất cả mọi người đều biết nhà họ Tần đang giúp đỡ Diệp Quân xây dựng thư viện, hơn nữa giữa bọn họ có quan hệ rất thân thiết với nhau. Lúc này cắt đứt mối quan hệ cũng không có tác dụng gì. Nếu đã như vậy, vậy tốt hơn hết là nên đánh cược một lần. Nếu không thành công thì xả thân. Sắc mặt Tần Tuyết tái nhợt như tờ giấy, ông nội.
Chúng ta không thể ôm tâm lý may mắn như những dân cờ bạc được. Nếu thua cược, mọi người trong nhà họ Tần của chúng ta đều sẽ chết. Ánh mắt sợ hãi lúc đầu của Tần Vân chậm rãi chuyển sang kiên định, khi gặp khó khăn lớn, cần phải dũng cảm. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nắm chặt tay và nói, cứ làm là được. Trong thời gian tiếp theo, nhà họ Tần bắt đầu tiếp tục nỗ lực xây dựng thư viện Quan Huyên. Nhà họ Quân. Trong điện, một người nam tử nhìn về phía bức thư bí mật, sau hồi lâu, hắn ta đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Người này không ai khác chính là Quân Khâm, đại thiếu gia của nhà họ Quân. Lúc này hắn ta thật sự nghĩ lại vẫn thấy sợ, bởi vì trước đó Diệp Quân đã tới nhà họ Quân, may mắn là lúc đó hắn ta không lựa chọn gặp Diệp Quân, nếu không, nhà họ Quân đã không còn đường lui. Tổ tiên hiển linh, vận mệnh đã sắp đặt bảo vệ hắn ta và bảo vệ nhà họ Quân. Nghĩ đến nhà họ Tần còn đang cật lực xây dựng thư viện, Quân Khâm không khỏi bật cười, chết đến nơi rồi còn không biết, đúng là đáng buồn. Thiên vực. Diệp Quân đứng ở cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt vô cảm. Lúc này Thiên Liên đi tới bên cạnh hắn, nói, ông ta thật sự có thể phá vỡ trận pháp của nhà họ Thiên ta sao? Diệp Quân gật đầu, chắc chắn có thể. Có thể mắng chủ nhân bút đại đạo là kẻ khốn nạn, nhưng không thể mắng ông ta vô dụng. Thiên Liên quay đầu nhìn Diệp Quân, ngươi có dự định gì không? Nói xong, cô ta dừng lại rồi nói, không phải ta muốn gây áp lực cho ngươi, nhưng lòng người trong tộc hiện tại không ổn định, mọi người đều rất lo lắng. Diệp Quân cười nói, đừng lo lắng. Thiên Liên nhìn Diệp Quân nghiêm túc nói, nếu thật sự đến lúc không còn cách nào khác, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nhà họ Thiên. Thiên Liên im lặng. Diệp Quân lại nói, Thiên Liên cô nương, ta rất xin lỗi chuyện của phụ thân cô, ta vẫn luôn muốn xin lỗi cô. Nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Thiên Liên khẽ lắc đầu, ông ấy đã chết vì tương lai của nhà họ Thiên. Diệp Quân im lặng. Thiên Liên nói, mặc kệ ngươi từ đâu tới, ta chỉ biết ngươi hiện tại là tộc trưởng của nhà họ Thiên ta. Trong mắt Diệp Quân hiện lên một tia phức tạp, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, xuyên qua màn sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chủ nhân bút đại đạo. Hắn biết rằng với sức mạnh của tên này, sẽ có thể phá vỡ trận pháp này rất nhanh. Khi đó, chính là trận chiến quyết định. Trận chiến quyết định. Hai mắt Diệp Quân chậm rãi nhắm lại, ý thức của hắn đột nhiên tiến vào, nơi hư cảnh và thực tế giao nhau, hắn đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Không biết qua bao lâu, một bóng người chậm rãi bay tới. Diệp Quân nhìn bóng người trước mặt, trong lòng có chút hồi hộp, lúc này, phía sau bóng người lại đột nhiên xuất hiện thêm hơn chục bóng người. Thấy vậy, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Vài ngày sau, ở ngoài thiên vực. Đột nhiên, quầng sáng của trận pháp lớn kia đột nhiên khẽ rung lên. Trong thiên vực, tất cả cường giả của nhà họ Thiên đều ngẩng đầu nhìn về phía quầng sáng kia, mọi người đều có chút không thể tin được. Đây có phải là phá trận pháp không? Bên ngoài quầng sáng, trước mặt chủ nhân bút đại đạo có một quầng sáng nhỏ, ông ta nhanh chóng dùng tay thắp sáng nó, xung quanh ông ta xuất hiện những phù văn đại đạo thần bí. Khi những phù văn đại đạo này ngưng tụ, năng lượng trong trời đất đột nhiên bắt đầu trở nên kỳ lạ. Thời không đang bóp méo. Cách đó không xa, đám người cơ chiến đang nhìn chủ nhân bút đại đạo với vẻ mặt nặng nề. Không lâu sau, dưới sự điều khiển của chủ nhân bút đại đạo, quầng sáng ở nơi xa đột nhiên rung chuyển dữ dội. Chủ nhân bút đại đạo chỉ một ngón tay ra, phá. Khi thanh âm vừa dứt, tất cả phù văn đại đạo trong trời đất đều tụ tập ở trên quầng sáng. Chỉ trong chốc lát, quầng sáng kia đã vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe trong trời đất. Trận pháp đã bị phá vỡ. Ha ha! Thái Cổ Kình bật cười, đạo huynh thật tài giỏi, trận pháp này dễ dàng bị phá vỡ như vậy, thật đáng kinh ngạc. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thái Cổ Kình. Cơ chiến nhìn sâu vào chủ nhân bút đại đạo, sau đó nhìn về phía các cường giả nhà họ Thiên phía dưới, giết. Giết. Vừa dứt lời, hơn trăm luồng khí tức đáng sợ đột nhiên xuất hiện từ phía sau bọn họ. 122 vị cường giả cảnh giới giới ngoại. Trong số đó, ngoài những người đến từ đế quốc và Thái Cổ Kình, còn có những người đến từ trụ tộc và ô tộc, trong đó có một số người được đế quốc mời từ bên ngoài đến. Tất cả các cường giả cảnh giới giới ngoại từ bốn thế lực lớn đều ra mặt. Hiện tại tuy rằng thiên hợp của nhà họ Thiên đã không còn, nhưng bọn họ cũng không dám khinh thường,
bởi vậy bọn họ đã dồn hết sức lực vào trận chiến này. Hôm nay, toàn bộ nhà họ Thiên sẽ bị xóa sổ. Mà đằng sau những cường giả cảnh giới giới ngoại này còn có mấy vạn cường giả cảnh giới phá hư. Tất cả những cường giả đều cùng nhau xuất hiện, sức mạnh mà bọn họ tỏa ra trực tiếp khiến thiên vực này trở nên hư ảo trong suốt. Nơi này căn bản không thể chịu nổi sức mạnh của bọn họ. Phía dưới, tất cả cường giả của nhà họ Thiên đều tụ tập lại, bọn họ nhìn chằm chằm vào những cường giả của đế quốc mà trong mắt không hề có chút sợ hãi. Cơ Chiến đột nhiên tiến lên một bước, ông ta đang muốn làm người đầu tiên ra tay, nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm âm đột nhiên từ phía dưới vang lên, trong nháy mắt, Diệp Quân đã xuất hiện ở trước mặt Cơ Chiến. Tộc trưởng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Quân, người của nhà họ Thiên vẫn có chút nghi ngờ Diệp Quân, không phải nghi ngờ hắn là người có vấn đề gì, mà là nghi ngờ thực lực của hắn. Dù sao hắn còn quá trẻ. Cơ Chiến nhìn Diệp Quân cười nói, Cơ Chiến, ông có dám đánh với ta một trận không? Một chọi một, mọi người đều choáng váng. Tên này muốn đấu tay đôi với Cơ Chiến, cường giả mạnh nhất của đế quốc sao? Các cường giả của nhà họ Thiên cũng có chút kinh hãi, bọn họ không ngờ Diệp Quân lại dám công khai khiêu chiến Cơ Chiến. Sắc mặt của đám người Thiên Diêm lập tức tối sầm lại, bọn họ cũng rất ngạc nhiên trước sự thách thức đột ngột của Diệp Quân, nhưng bọn họ suy nghĩ nhiều hơn, nếu Diệp Quân bị đánh bại, chắc chắn đó sẽ là một đả kích chí mạng đối với tinh thần của nhà họ Thiên. Hơn nữa, Diệp Quân có thể đánh thắng được Cơ Chiến sao? Mọi người đều cho rằng điều đó là không thể. Không được. Cơ Chiến còn chưa kịp nói gì thì chủ nhân bút đại đạo ở bên cạnh đột nhiên bước ra, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân nói, một chọi một có ý nghĩa gì? Chúng ta muốn quần ẩu, quần ẩu. Diệp Quân trực tiếp làm lơ ông ta, nhìn Cơ Chiến, cười nói, Hoàng đế, có dám hay không? Chủ nhân bút đại đạo trầm giọng nói, Chiến huynh, người này không đơn giản. Cơ Chiến đột nhiên cười lớn, đạo huynh, ngươi cho rằng ta sẽ thua hắn sao? Chủ nhân bút đại đạo cau mày. Cơ Chiến nhìn Diệp Quân ở phía xa, bình tĩnh nói, ta biết, nếu hắn dám khiêu chiến ta thì chắc chắn là có cái gì đó để dựa vào. Nhưng vậy thì sao? Chủ nhân bút đại đạo trầm giọng nói, chúng ta không cần phải đấu một chọi một với hắn, hiện tại chúng ta quần ẩu, hắn căn bản không có cơ hội. Vẻ mặt Cơ Chiến vô cảm, danh dự của Hoàng đế không thể bị xúc phạm. Chủ nhân bút đại đạo im lặng. Ông ta đương nhiên hiểu rằng với tư cách là người thống trị tối cao của đế quốc, Cơ Chiến đương nhiên muốn duy trì danh dự của một hoàng đế. Chủ nhân bút đại đạo không nói gì nữa, ông ta nhìn Diệp Quân đứng ở đằng xa, ông ta thực sự không tin rằng Diệp Quân có thể làm trái ý trời. Thực lực hiện tại của Diệp Quân thực sự rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với Cơ Chiến. Cơ Chiến tiến lên một bước, chỉ một bước, một mảng kim quang đột nhiên hiện ra từ dưới chân ông ta. Sau đó bay thẳng về phía Diệp Quân. Xoẹt! Khi kim quang đi qua, thời không trực tiếp nứt ra và nổ tung. Diệp Quân duỗi tay phải, trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh ý kiếm, ngay sau đó, hắn lao về phía trước, dùng kiếm chém mạnh vào kim quang. Lúc này, ba loại sức mạnh huyết mạch cùng nhau dâng trào, sức mạnh huyết mạch ùn ùn bộc phát ra, khu vực thời không nơi mà hắn đang đứng trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Bùm! Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một kiếm của Diệp Quân mạnh mẽ phá vỡ kim quang thành từng mảnh, kiếm quang dài vạn trượng lao nhanh tới, chém thẳng vào Cơ Chiến. Trên mặt Cơ Chiến không có biểu cảm gì, giơ tay lên đấm ra một quyền. Bùm! Một mảnh kim quang và kiếm quang đồng thời nổ tung ra, Diệp Quân và Cơ Chiến đồng thời kịch liệt rút lui, Diệp Quân lui về chỗ cũ, còn Cơ Chiến cũng lui ra xa gần ngàn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của mọi người có mặt đều trở nên nghiêm nghị. Thái Cổ Kình nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, trong lòng chấn động, thực lực của Diệp Quân lại trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này mới trôi qua bao lâu? Thực lực của tên này thực sự đã tiến bộ nhiều như vậy. Các cường giả của thiên tộc lại có chút khó tin, bọn họ không ngờ thực lực của Diệp Quân lại mạnh như vậy. Cảnh giới giới ngoại trẻ như vậy. Vẻ mặt Thiên Diễm vẫn nặng nề như cũ. Mặc dù hắn ta cũng rất kinh ngạc trước thực lực của Diệp Quân, nhưng Cơ Chiến này cũng không phải là cường giả cảnh giới giới ngoại bình thường. Cách đó không xa, chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, cau mày thật chặt, sao tên phản bội này lại tiến bộ nhanh như vậy? Đây là kiểu treo máy gì vậy? Không nên như vậy. Tòa tháp nhỏ vẫn bị phong ấn và thanh kiếm Thanh Huyên cũng không thể sử dụng được. Nghĩ đến đây,
Sắc mặt ông ta đột nhiên tối sầm, bởi vì ông ta chợt nhận ra một vấn đề, đó là nếu thực lực hiện tại của Diệp Quân kết hợp với kiếm Thanh Huyên thì còn mạnh đến mức nào. Cũng may, dựa theo đánh cược, Diệp Quân không thể sử dụng kiếm Thanh Huyên. Ông ta chăm chú nhìn Diệp Quân ở phía xa, ông ta muốn xem thử con át chủ bài của Diệp Quân là gì. Đối diện Diệp Quân, Cơ Chiến liếc mắt nhìn Diệp Quân, ông ta cũng có chút kinh ngạc, ông ta không nói nhảm mà nắm chặt tay phải, trong chốc lát, kim quang vạn trượng hiện ra từ lòng bàn tay ông ta. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ trong chốc lát, một tia kiếm quang như sấm sét lao tới trước mặt Cơ Chiến. Nhưng vào lúc này, chủ nhân của bút đại đạo dường như đã nhận ra điều gì đó, vẻ mặt ông ta đột nhiên thay đổi mạnh mẽ, đệt, có gì đó không đúng. Mọi người cùng xông lên, nhanh lên. Chủ nhân bút đại đạo muốn phát điên khi nhìn thấy khí tức của Diệp Quân tăng vọt. Và trong người hắn là mười mấy cái bóng mờ. Hư chân linh. Ban đầu ông ta còn tưởng mình nhìn lầm. Làm sao những sinh linh sống ở điểm giao hư chân lại đồng ý giúp thằng danh này được. Lại còn tới mười mấy con. Con bà nó. Một con tương đương với một cường giả giới ngoại. Mà bây giờ nhiều đó hư chân linh mượn cơ thể Diệp Quân để dung hòa. Thì tuyệt đối không bình thường được. Chủ nhân bút đại đạo dại cả người. Thấy sức mạnh Diệp Quân tăng lên ngùn ngụt mấy chục lần, Cơ Chiến cũng nhận ra có gì đó không đúng. Làm sao hắn làm được? Gã kinh hãi không thôi. Hắn làm cách nào? Nhưng Cơ Chiến còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì thanh kiếm của Diệp Quân đã lao tới. Người được tử thần đang đến, gã không dám giấu nghề nữa mà gọi một chiến giáp màu vàng ra. Giáp đế vương. Bảo vật siêu cấp của đế quốc, ngang hàng với ấn đế vương, một khi mặc vào thì cường giả giới ngoại cũng khó mà làm gì nó. Chưa dừng lại, Cơ Chiến siết chặt nắm tay, ngưng tụ hàng loạt tia sáng vàng trong ấn đế vương phóng về phía Diệp Quân. Vừa phòng thủ vừa tấn công. Mà kiếm của Diệp Quân cũng tới. Duỳnh. Tia sáng vàng nổ tung. Cơ Chiến bị đánh bay đi mấy trăm nghìn trượng. Kiếm khí lan tràn khắp nơi, đập bể tia sáng vàng thành hư vô. Giáp đế vương của Cơ Chiến nứt toác thành nhiều mảnh, ấn đế vương trên đầu cũng nứt ra, khiến khí tức quanh người gã trôi đi từng chút một. Bốn bề tĩnh lặng, ai nấy đều câm nín. Cơ Chiến ăn một kiếm mà bay luôn. Không ai nhà họ Thiên biết nên nghĩ gì, bèn nhìn Diệp Quân. Tộc trưởng mới mạnh thế à? Diệp Quân hít vào một hơi. Tay hơi run, hỏi Cơ Chiến, thế thôi à? Thế thôi à? Các cường giả nhà họ Thiên nghe mà sục sôi, thay nhau gầm lên. Phóng ra hàng loạt khí tức hùng hậu. Tinh thần tăng vọt chục lần. Cơ Chiến nhìn Diệp Quân đầy khó tin, không ngờ hắn đã mạnh đến vậy. Thái Cổ Kình và những người khác đằng sau cũng bàng hoàng, không dám tin đây là thật. Diệp Quân! Bỗng nghe chủ nhân bút đại đạo gầm lên, người phạm luật. Diệp Quân! Phạm luật gì? Chủ nhân bút đại đạo, đã nói cạnh tranh công bằng không ăn gian. Ngươi! Ông ta điên tiết mà lại không thể mắng người nhà của thằng chó chết này, bèn sửa miệng, thằng láo toét. Đây không phải ăn gian thì là gì? Diệp Quân tỉnh bơ, ta gian lận hồi nào? Chủ nhân bút đại đạo, ngươi không gian lận thì lấy đâu ra tận mười mấy hư chân linh giúp? Diệp Quân, vậy thì ngươi cũng gian dối thôi, bằng không đế quốc sống chết giúp ngươi làm gì? Ngươi, chủ nhân bút đại đạo giận đến run cả tay, ngươi chơi trò đúng không? Diệp Quân, ngươi tự tìm được người giúp thì vì sao ta không thể? Chủ nhân bút đại đạo trừng mắt, ta tự dựa vào bản lĩnh lên làm quốc sư, còn ngươi nói xem ngươi lấy cái gì để được hư chân linh giúp? Nói xem. Diệp Quân, tự hiểu đi, cạnh tranh công bằng là ta không gọi người nhà, ông cũng không gọi người bên ngoài đến giúp, vậy bây giờ ta đã gọi ai chưa? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chúng điểm này, thế vì sao hư chân linh lại giúp ngươi? Diệp Quân, bọn họ là người nhà ta à? Chủ nhân bút đại đạo trừng trộ. Diệp Quân nhún vai, ngươi cũng nhờ họ được mà, tự nhiên đi. Mọi người! Chủ nhân bút đại đạo giận đến tái cả mặt. Thằng chó khốn nạn này chắc chắn đã lợi dụng quan hệ, bằng không hư chân linh còn lâu mới giúp hắn. Sinh linh ở nơi điểm giao hư chân cao ngạo đến cỡ nào? Đừng nói chi Diệp Quân, ngay cả ông ta mà chúng chưa chắc đã chịu nể mặt. Vậy thì hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Diệp Quân lại nói, ông có bản lĩnh khiến đế quốc dốc sức tương trợ thì ta cũng có cách khiến hư chân linh giúp ta. Công bằng quá chứ gì nữa?
chủ nhân bút đại đạo vừa mở miệng thì hắn biến mất. Xoẹt, kiếm quang lao vút về phía ông ta. Diệp Quân biết sức mạnh của hắn bây giờ hoàn toàn có thể giết ông ta, chỉ cần làm được là sẽ thắng. Chủ nhân bút đại đạo lại bình tĩnh vô cùng, kiếm quang vừa tới thì ông ta đã biến mất làm kiếm chém hụt. Rồi xuất hiện lại ở cách đó mấy vạn trượng. Diệp Quân nheo mắt, sức mạnh này. Chủ nhân bút đại đạo mặc kệ hắn, lạnh lùng nói với đám hư chân linh, lũ các ngươi nếu còn tiếp tục giúp hắn, ngày kia ta trở lại tự do, ắt sẽ cho các ngươi chết không chỗ chôn. Đám hư chân linh run lên, hiển nhiên biết người này là ai. Diệp Quân lại nói, ta xin thề, chỉ cần các ngươi giúp đỡ thì trừ khi bỏ mạng, ta tuyệt đối sẽ không để ông ta đụng đến các ngươi. Thề cái con mẹ ngươi. Chủ nhân bút đại đạo gắt, ngươi thề được cái đách gì? Ngươi chỉ muốn mượn sức người nhà ngươi thôi, mặt mũi ngươi quăng cho chó rồi à? Diệp Quân, thứ nhất, ta chưa gọi ai. Thứ nhì, ta mượn sức thì sao? Đó là cha mẹ với cô ta mượn thì đã làm sao nào? Ông không phục thì đi mượn sức thằng ông nội nhà ông đi. Được lắm. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, cười nói, ngươi vứt hết liêm sỉ rồi chứ gì? Diệp Quân, bớt nói nhảm, giờ trả lời xem ta gọi ai đến chưa? Thằng này đã gọi mạng nào đến chưa? Chủ nhân bút đại đạo phát khùng đến khí tức cũng hỗn loạn. Diệp Quân, bỗng Thái Cổ Kình gọi, ngươi nghĩ ngươi vô địch rồi à? Diệp Quân không đáp mà vung kiếm lên. Thái Cổ Kình biến sắc, vung tay gọi một lá cờ màu đen ra. Nó là Thái Cổ Chiến Kỳ, bảo vật siêu cấp của di tộc Thái Cổ. Nó tản ra ánh sáng đen như thác, vừa chạm vào kiếm của Diệp Quân đã vỡ ra. Kiếm quang và sức mạnh hất bay Thái Cổ Kình đi. Diệp Quân không chửi lộn với chủ nhân bút đại đạo nữa mà vung kiếm lên, cường giả nhà họ Thiên nghe lệnh. Giết chúng! Giết! Hắn xông lên đầu tiên. Những người kia nghe theo mà tiến lên tấn công cường giả đế quốc. Tuy nha không chiếm ưu thế về số lượng, sức mạnh cũng thua xa đế quốc nhưng được cái đang hăng hái, đánh mạnh hơn bình thường. Thái Cổ Kình tái mặt, tự nhận thấy với chiến lực bây giờ của Diệp Quân thì người thường không phải đối thủ của hắn. Quả nhiên hắn mới vừa giao thủ với cường giả Thái Cổ thì vung kiếm là chém nát người ta, suýt nữa linh hồn cũng bị tiêu diệt. Cường giả giới ngoại còn bị vậy khiến những người khác sững sờ. Diệp Quân thì không đánh cường giả giới ngoại của đế quốc mà chọn người của tộc Thái Cổ, chỉ vài ba chiêu đã diệt được thân xác vài tên. Thái Cổ Kình vội la lên, rút lui, rút mau. Ông ta không cho phép cường giả giới ngoại của tộc mình bỏ mạng, bằng không bọn họ sẽ tổn thương nặng nề. Không được rút. Chủ nhân bút đại đạo gầm lên, hắn không chịu được sức mạnh của ngần ấy hư chân linh, đã là nỏ hết đà rồi. Hắn đánh tộc huynh là để lung lay sĩ khí, khiến huynh muốn rút. Diệp Quân nghe vậy thì cười khà khà, ghê ta, vậy cũng nhìn ra. Rồi lại đánh cường giả Thái Cổ. Thấy hắn càng hăng máu, Thái Cổ Kình làm sao mà tin chủ nhân bút đại đạo được, lại la lên, tất cả rút đi mau. Rồi dẫn theo một đám cường giả trong tộc chạy trốn. Chủ nhân bút đại đạo quát, không được lui. Hắn sắp. Thái Cổ Kình chỉ vào mặt ông ta, con mẹ ông. Ngon thì ông lên đi. Chủ nhân bút đại đạo. Thái Cổ Kình không quan tâm đến chủ nhân bút đại đạo, dẫn theo tộc nhân của mình bỏ chạy. Di tộc Thái Cổ không lớn mạnh như nhà họ Thiên và đế quốc, nếu ở đây tổn thất thêm vài cường giả giới ngoại nữa thì khi đó thực lực tổng hợp của di tộc Thái Cổ sẽ bị tổn hại rất lớn, như vậy bọn họ sẽ khó mà đứng vững đến cuối cùng để giành được nhiều lợi ích hơn. Hy sinh di tộc Thái Cổ để giúp đỡ đế quốc. Ông ta không làm được. Còn chủ nhân bút đại đạo ấy à, mẹ kiếp, từ đầu đến cuối chỉ được cái miệng. Không hề ra tay, y như một thằng lưu manh lừa lọc. Bực thật, thấy các cường giả di tộc Thái Cổ rời đi, chủ tộc và ô tộc cũng nhận ra tình hình không đúng, lập tức dẫn theo tộc nhân bỏ chạy. Cường giả cảnh giới giới ngoại của họ không nhiều như nhà họ Thiên và đế quốc, tổn thất một người như tổn hại nguyên khí tổng hợp. Chẳng mấy chốc bọn họ đã rút lui sạch sẽ, khí thế nhóm cường giả của nhà họ Thiên càng tăng vọt, mọi người đồng thời vọt ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, chủ nhân bút đại đạo quả đoán hô lên, rút lui. Ông ta biết bây giờ chỉ dựa vào mỗi thực lực của đế quốc thì khó mà tiêu diệt được nhà họ Thiên. Tuy Thiên Hợp đã ngã xuống, nhưng thực lực tổng hợp của nhà họ Thiên vẫn còn ở đấy, hiện tại song phương cùng liều chết thì đế quốc cũng không có quá nhiều phần thắng. Cường giả đế quốc quay đầu nhìn cơ chiến, sắc mặt ông ta âm u đáng sợ. Chủ nhân bút đại đạo lại nói,
rút lui trước. Cơ Chiến trầm mặc như trước. Chủ nhân bút đại đạo nhìn về phía những cường giả đế quốc, cả giận hét lên, mẹ nó còn không rút lui thì đứng chờ chết đúng không? Ông ta tức xì khói. Một đám ngu xuẩn. Mẹ nó chứ. Chẳng mấy chốc, cường giả đế quốc đã đua nhau bỏ chạy.